Viên Cao Hàn tiếp tục nói. Hơn nữa chúng ta trước khi đi tới đây đã nghe được tiếng vô tình chung vang lên, chư vị cũng có thể nghe thấy mà. Lão giả trầm ngâm nói. Vậy các ngươi là người phương nào, từ đâu tới đây? Cái này. Viên Cao Hàn ngượng ngùng nói. Việc này nói rất dài dòng, chúng ta đúng là người từ bên ngoài vào đây, nhưng không có ác ý. Đại trưởng lão không nên nghe bọn chúng nói xạo, mấy người kia tới đây để đoạt vô tình chung, tông chủ đại nhân chết hơn phân nửa có liên quan tới bọn chúng. Trong đám người có tiếng hô vang lên, sau đó một đạo ánh sáng màu lam lập lòe, nam tử áo lam xuất hiện trong gác chuông, bi phẫn nói. Đại trưởng lão, tín hiệu là ta thả ra, cũng do đám người này muốn giết tham cật xà, hơn nữa dùng mạng của đồng môn bức bách ta mang bọn chúng vào đây. Ta có tội, đại trưởng lão. Ta thực xin lỗi tông môn, không nên vì cứu mạng bảy đồng môn mà đưa bọn chúng vào trong này, thỉnh đại trưởng lão ban tội. Nam tử áo lam đấm ngực dậm chân, bộ dáng khóc lóc dậy trời. Đám người Viên Cao Hàn im lặng, cũng biết hắn đang giải vây cho mình, cho nên bắt đầu nói bọn họ ác độc ra sao. Sắc mặt lão giả trầm xuống, quát. Bắt bốn tên này lại cho ta. Mấy trăm đệ tử vô tình tông lập tức xông tới, sát khí rung trời. Gác chuông đã bị đánh nát không chịu nổi, giờ phút này nó càng nổ tung triệt để, không còn hình dáng ban đầu. Trần Thiến Vũ lúc này ngăn cản trước mặt Viên Cao Hàn, quát. Đại nhân đừng lo. Viên Cao Hàn đẩy hắn ra, nói. Một mình ta có thể kháng trụ, người bảo hộ Thủy Tiên công chúa. Nếu như Tứ Hải công chúa gặp chuyện không may, chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả hắn gặp chuyện không may. Tô Liên Y vội hỏi. Trần Thiến Vũ người bảo vệ Cao Hàn đại nhân đi, Thủy Tiên công chúa sẽ do ta bảo hộ. Nàng cũng là cường giả danh chấn thiên hạ, thực lực cũng không dưới Trần Thiến Vũ. Hai người thi triển chiêu thức ra, lập tức dễ dàng đánh một đám đệ tử vô tình tông phấn thân toái cốt. Thủy Tiên kêu lên, ta không cần các ngươi bảo hộ, những con sâu cái kiến này không thể gây tổn thương cho ta. Vài món màu vàng hải thần sáo trang bao trùm lên người, kim quang lập lòe, uy phong lẫm lẫm. Ngay cả Viên Cao Hàn ba người nhìn thấy cũng phải ngây ngốc. Đám người vô tình tông cả kinh lui ra phía sau, quá nhiều người chết làm nội tâm bọn chúng run rẩy, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ lánh đời đã lâu, rất nhiều người còn chưa từng ra khỏi tham cật xà, mà vô tình tông xưng bá ở nơi này, làm gì nhìn thấy tràng diện huyết tinh như thế chứ? Bằng hữu ngày bình thường cùng nhau ăn cơm uống rượu bây giờ chỉ còn đầu lâu, hoặc là nửa thân hình, có người biến thành bọt máu. Bộ dáng khi chết rất thảm làm đám còn sống ngây ngốc. Chớ đờ, mau tới ăn kiếm. Thủy Tiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người, giễu cợt nói. Các ngươi không phải muốn giết chúng ta sao, tới đây. Cửu tinh đỉnh phong, hai người này đều là cửu tinh đỉnh phong võ đế. Đại trưởng lão giống lên, dường như bị người ta bóp cổ, lúc này hoảng hốt không nhẹ. Người vô tình tông sửng sốt, sát khí ngập trời lúc trước. Bây giờ biến mất không còn lại gì. Trần Thiến Vũ cười lạnh nói. Thì ra đều là con sâu cái kiến, làm hại bổn tọa còn cho rằng mạnh bao nhiêu, thiếu chút nữa bị các ngươi làm sợ. Xem ra phải giảng đạo lý và đạo đức với các ngươi rồi. Đột nhiên bên ngoài có hơn 10 người bay tới, khí tức thập phần cường đại. Người chưa tới nhưng tiếng quát đã truyền tới trước. Đại trưởng lão đừng sợ, chúng ta tới giúp ngươi. Hơn 10 người này lăng không bay tới. Người vô tình tông lập tức vui mừng không dứt. Là người quy ra. Người vô tướng tông cũng tới. Đại trưởng lão lúc này vui mừng không nhỏ, ôm quyền hành lễ nói. Đa tạ quy lục đại nhân, đa tạ hạ thiên đại nhân. Là gia chủ quy ra và trưởng môn vô tướng tông, còn có rất nhiều cường giả, ha ha, chúng ta thắng chắc rồi. Đệ tử vô tình tông lập tức hoan hô lên, sợ hãi lúc trước biến mất, trên người sinh ra lệ khí muốn báo thù rửa hận. Trần Thiến Vũ cảnh giác nói. Phải cẩn thận, những người này không phải đơn giản. Thủy Tiên nói. Ta không sợ, ba người các ngươi cẩn thận một chút, không được thì nói cho ta biết, ta sẽ cứu các ngươi. Ba người đều im lặng, thầm nghĩ chính ngươi có thể bảo vệ tánh mạng của mình đã cảm ơn trời đất, tất cả ảo não vì sao Lý Vân Tiêu không mang nàng đi theo. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên kim quang giáng xuống, Thủy Tiên lao ra, bay thẳng về phía đám người thiếp viện. A, à, Tô Liên Y chấn động, vội vàng đi theo tiếp ứng. Cung điện vô tình tông bây giờ hóa thành sát tràng, huyết quang và tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lý Vân Tiêu đuổi theo bóng dáng kia,
lúc này xuyên qua Tham Cật Xà, bay thẳng vào Bắc Hải. Tốc độ của người trước mặt rất nhanh, hắn sử dụng lôi độn cực nhanh, mỗi lần sắp tiếp cận thì bị kéo dài khoảng cách. Cứ như vậy đuổi theo mấy canh giờ. Người phía trước lúc này cười ha hả, đột nhiên dừng lại trên không trung, quay người cười nói. Lý Vân Tiêu, đã lâu không gặp, thực lực đã sâu không lường được rồi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu mệt mỏi hơi trắng bệch, nói. Quả nhiên là ngươi, Mục Trinh đại nhân, vì sao ngươi ở trong Vô Tình Tông, còn giết tông chủ Vô Tình Tông cướp Vô Tình Trung? Người nọ chính là Mục gia trưởng lão Mục Trinh, ban đầu ở lưỡng giới Sơn Huyền Vũ Tinh Cung có giao tình với hắn, Lý Vân Tiêu có diệu pháp linh mục là do hắn truyền thụ. Ha ha, việc này nói rất dài dòng, nhưng mà ta hỏi ngươi, vì sao ngươi ở Vô Tình Tông? Đôi mắt Mục Trinh không ngừng tỏa ra hào quang, trên mặt mang theo thần thái khó tin, nói. Diệu pháp linh mục của lão phu không nhìn thấu thực lực tiểu tử ngươi có cơ duyên cỡ nào? Lý Vân Tiêu nói. Ta cố ý tới lấy Vô Tình Trung, lại không nghĩ bị ngươi đoạt tới tay trước một bước, mong mượn dùng một lát sẽ trả cho ngươi. À, tay phải Mục Trinh vuốt cằm, nói. Muốn mượn chung cũng được, lúc ấy tại lưỡng giới sơn. Chuyện kia ngươi cân nhắc thế nào rồi? Lý Vân Tiêu làm ra vẻ hồ đồ, mê mang nói. Chuyện gì? Ha ha, ngươi không cần giả vờ trước mặt của ta. Mục Trinh nói. Ở rể Mục gia ta, cũng ban cho ngươi họ Mục, từ nay về sau ngươi sẽ có dòng họ cao quý. Lý Vân Tiêu nói. Ta thật sự nhìn không ra họ Mục có gì cao quý cả. Ha ha, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết, điều kiện của lão phu là như thế. Muốn Vô Tình Tông thì ở dưới Mục gia. Phải, nên biết chung này với Mục gia ta cũng có hữu dụng, ta mới cố ý đi một chuyến, làm gì có đạo lý chấp tay không công dâng cho người ta. Mục Trinh nói. Lý Vân Tiêu nói. Đại nhân đang làm khó ta. Mục Trinh thở dài. Ta không phải làm khó ngươi, mà là chỉ diểm con đường sáng cho ngươi đấy. À, Lý Vân Tiêu phất tay áo một cái, lạnh lùng nói. Đã lâu không gặp. Xem ra phải giảng đạo lý, nói đạo đức với đại nhân rồi. Ân, giảng đạo lý, đạo đức, đó là cái gì? Mục Trinh sững sờ, hắn nhíu mày khó hiểu. Chính là cái này. Thân thể Lý Vân Tiêu lóe lên, lập tức hóa thành kim thân đánh thẳng tới. Lúc này hỏa diễm bao phủ mặt biển, quyền kình áp tới thiêu đốt không khí chung quanh, nước biển lập tức tách ra, một cái rãnh lớn xuất hiện trên mặt biển. Oa, nói đánh là đánh. Chẳng lẽ lão phu sợ ngươi sao? Mục Trinh hừ một tiếng, cánh tay chuyển động, làn da của hắn bắn ra ánh sáng màu xanh, hóa thành từng trận pháp không ngừng xoay tròn chung quanh. Lực lượng khủng bố không ngừng điệp ra, lập tức phóng đại. Nước biển dưới chân hắn không ngừng nổ tung, hình thành một vòng xoáy to lớn. Lý Vân Tiêu đánh tan sóng biển, một quyền của hắn tiếp tục áp thẳng tới trước. Ầm ầm, hai quyền kình va chạm vào nhau. Năng lượng kinh thiên sinh ra, biển cả trực tiếp khô cạn trong phạm vi ngàn dặm, một lực lượng khủng bố bao phủ khu vực này. Trong nội tâm Mục Trinh hiện tại sinh ra sóng gió ngập trời, tâm tình của hắn kinh hãi còn mãnh liệt hơn cả nước biển bên dưới. Đáng chết! Mục Trinh tức giận quát to lên, tay trái đánh thẳng vào tay phải. Ầm ầm! Hai quyền của hắn va chạm vào nhau, sóng xung kích quét qua chung quanh, thân ảnh hai người ẩn hiện trong nước biển, hoàn toàn liều mạng với nhau. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu giật mình, mặc dù thực lực Mục Trinh trong lần đi lưỡng giới sơn có ẩn tàng lại, nhưng bây giờ hắn quá cường đại, tất nhiên hắn đạt được cơ duyên không nhỏ. Hắc hắc, hiện tại hai tay của ngươi đã bị ngăn chặn, nhìn ngươi làm sao tiếp chiêu này của ta. Mục Trinh lúc này cười dữ tợn, hai cánh tay cong lên, khuỷu tay dính vào cánh tay tạo thành hình dáng một cây đinh, mà làn da của hắn bày ra màu kim loại. Đinh! Âm thanh kim loại thanh thúy vang lên. Âm thanh leng keng không ngừng sinh ra. Sau đó sóng âm không ngừng trùng điệp cùng một chỗ, âm luật lập tức hỗn loạn, ai nghe cũng cảm thấy tâm phiền ý loạn. Hắc, tiếp được lão phu mới chế chiêu này, kim kích thạch. Keng 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 keng. Âm thanh vô cùng khủng bố truyền ra khắp nơi, không gian chung quanh vỡ ra. Ống tay áo Lý Vân Tiêu hóa thành cho bụi, trên làn da có âm thanh ken két vang lên, hơn nữa lực lượng không ngừng gia tăng giống như có phong bạo quét qua người của hắn. Cùng lúc đó hai tay Mục Trinh gia tăng lực lượng đánh ra một kích, muốn làm hắn không thể nhúc nhích để ngạnh kháng sóng âm như bão tố này. Chê cười, nếu như vậy có thể làm khó ta,
về sau ta làm gì có mặt mũi lăn lộn thiên võ giới nữa chứ? Mi tâm Lý Vân Tiêu lóe lên, đồ án hình trung hiện ra, lập tức Hoàng Chiêu Trung xuất hiện trong hư không, nó áp thẳng lên người Mục Trinh. Sóng âm phong quét qua Hoàng Chiêu Trung, các âm phù cổ quái không ngừng sinh ra. Từ khi tiếng chuông vang lên, sóng âm chấn động cả khu vực áp chế, đồng thời thông qua vách trung phản chấn ra chung quanh, thời điểm này Hoàng Chiêu Trung tập trung bộc phát, âm thanh gia tăng lên gấp mấy lần. A! À, Mục Trinh kêu thảm thiết, sóng âm phong bạo chấn vỡ bàn tay của hắn, bị Hoàng Chiêu Trung ép gia tăng lực lượng gấp đôi, toàn bộ lực phản chấn dồn vào tay của hắn. Mặt ngoài thân thể của hắn nứt ra, rốt cuộc không gánh được phải thu hồi quyền thế. Hai đấm Lý Vân Tiêu xuất hiện, thuận thế áp xuống. Cả biển cả không ngừng sôi trào, quyền thế đều đánh lên người Mục Trinh, đánh vào thân thể khôi lỗi của hắn. Ầm ầm. Mục Trinh giống như con thuyền nhỏ trong biển cả, hắn bay đi như đạn pháo bắn thẳng vào biển cả, lúc này không thấy tung tích. Hoàng Chiêu Trung rơi vào trong tay Lý Vân Tiêu, ánh mắt của hắn nhìn qua, lạnh lùng nói. Muốn đi. Trong gió lốc chỉ thấy một bóng dáng lóe lên, lập tức xuất hiện dưới mặt biển chừng trăm trượng. Ngực của Mục Trinh bị đánh nát, bên trong huyết nhục mơ hồ có thể nhìn thấy tài liệu thép trong đó, cũng không thật sự tổn thương chân thân, sắc mặt chỉ tái nhợt lui ra phía sau mà thôi. Ta và người quen biết thật vui ở lưỡng giới sơn, chẳng lẽ muốn hạ độc thủ như vậy sao? Trên mặt hắn đầy hận ý. Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười nói. Đại nhân nghĩ nhiều, từ đầu đến cuối ta đều chỉ muốn mượn vô tình chung dùng một lát, là ngươi bức ta ra tay. Mục Trinh nói. Ta cho ngươi vô tình chung, ngươi không giết ta. Lý Vân Tiêu nói. Đương nhiên không giết. Mục Trinh trầm mặc một chút, nói. Tộc trưởng phái ta tới vô tình tông chiếm vô tình chung, nếu bị ngươi cướp đi, sợ là chọc vào đại địch. Nếu quả thật muốn, không bằng theo ta trở lại Mục gia, ngươi tự mình mượn tộc trưởng đại nhân đi. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Đại nhân đang nói đùa sao, cái chung này là của các ngươi lúc nào? Muốn mượn cũng phải mượn của vô tình tông mới đúng. Hắc hắc, chung này đang ở trong tay của ta. Mục Trinh cười nói. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ý của đại nhân là bức ta ra tay giết ngươi sao? Mục Trinh biến sắc, cảnh giác nói. Ngươi không biết. À, tại sao đại nhân tự tin như vậy? Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi. Mục Trinh nói. Bởi vì không dám đắc tội Mục gia ta. Một khi đắc tội Mục gia, cho dù chạy tới chân trời góc biển cũng bị đuổi giết tới chết, trên đời này vẫn chưa từng có người nào mạo hiểm như vậy. Đột nhiên Lý Vân Tiêu cảm thấy mình thật nhàm chán, nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì. Niệm duyên phận ngày xưa, giao vô tình chung ra liền vô sự, nếu không ngươi đang gieo gió gặt bão, chỉ còn con đường chết. Lý Vân Tiêu nhắc nhở một câu cuối cùng, thân ảnh lóe lên trước mặt hắn, năm ngón tay mở ra, ngón tay như móc câu đâm vào vai phải của Mục Trinh. Thân thể Mục Trinh chính là kim loại cứng rắn đấy. Răng rắc, dùng sức tác ra, cả đầu cánh tay phải bị tháo xuống, bên trong là cấu kiện khôi lỗi, ngay cả kinh mạch khống chế cũng bị Lý Vân Tiêu cắt đứt. Chi, Mục Trinh vẫn cảm thấy đau đớn, kinh hãi nói. Ngươi thật có can đảm dám giết ta, thật sự muốn đối nghịch với Mục gia. Mặc kệ ngươi, Lý Vân Tiêu sùi cười một tiếng, tiếp theo là tay trái. Mục Trinh đã giật mình lần nữa, hắn thật sự rồi, cả kinh nói. Tên điên mười phần, lại dám là địch với Mục gia. Dừng tay, mau dừng tay, ta cho ngươi vô tình chung. Đối mặt sự thật tàn khốc, hắn đã vứt bỏ cảm giác ưu việt của đệ tử Mục gia, vội vàng thỏa hiệp. Lý Vân Tiêu thu hồi móng vuốt, cười thầm. Mọi người đều quen biết nhau, cần gì phải tới lúc sắp chết mới tỉnh ngộ, nhưng lúc này hơi muộn. Nhưng mà giao tình giữa ta và ngươi không có nông cạn, tăng thêm Mục gia mạnh mẽ như vậy ta cũng không dám chọc vào, ngươi nên thỏa hiệp đi. Mục Trinh xanh mặt, nói. Cướp vô tình chung đi, Lý Vân Tiêu ngươi đang chọc đại họa đấy. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Còn rong dài với bản thiếu gia. Mục Trinh nói. Ta chỉ hảo ý nhắc nhở mà thôi, ngươi không phải có một kiện huyền khí hình chung sao, vừa rồi phá tan chiến kỹ song âm của ta, uy lực cũng không cạn. Còn không dưới vô tình chung đâu. Lý Vân Tiêu nói. Ta mượn vô tình chung cũng không tham uy lực của nó. Nếu thật lợi hại như vậy, tông chủ vô tình tông cũng không bị ngươi giết. Ta chỉ muốn mượn nó tiến vào thâm u thủy kính thôi. Thâm u thủy kính. Mục Trinh cả kinh nói.
Ngươi đi vào nơi cửu tử nhất sinh đó làm gì? Trong nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ động, nói. À, cửu tử nhất sinh. Xem ra Mục Trinh đại nhân rất hiểu nơi này, chẳng biết có thể nói rõ một chút hay không. Mục Trinh chợt nói. Khó trách ngươi không có vô tình cung là không được, tuy có không ít biện pháp tiến vào thâm u thủy kính, nhưng mà vô tình chung là biện pháp ổn thỏa và bền nhất. Chung này có thể trực tiếp mang người đưa qua tọa độ tiết điểm. Nếu chỉ mượn đường, không bằng để ta đưa qua, như vậy vô tình chung quy ta, ta và ngươi xem như không phát sinh chuyện gì, không nên kết thù. Dường như sợ Lý Vân Tiêu không đồng ý, hắn lại bổ sung. Vô tình chung mặc dù có thể đưa người ta đi vào thâm u thủy kính, nhưng phương pháp không phải ai cũng nắm giữ, mà lão phu là một người trong số đó. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một hồi, nói. Nếu là như thế cũng thôi, ta và đại nhân từng chống lại kẻ thù ở lưỡng giới sơn, có thể nói sinh tử chi giao, thật sự không nên huyên náo xung đột như thế, là tại hạ lỗ mãng. Trong lòng Mục Trinh cười lạnh không thôi, thầm nghĩ, hừ, tiểu tử ngươi cũng biết xúc động, thiếu chút nữa muốn mạng của lão phu, khoảng sổ sách này cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu, nhưng trên mặt vẫn khách khí nói ra. Đâu có, cũng trách ta nói chuyện quá khích, lại tự cho là đúng mới gây ra xung đột. Lại nói tiếp đó là lỗi của ta. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, người nhà cũng biết người tự cho là đúng hay sao, quả thực chính là ngốc bức chân chính đấy chứ, nhưng trên mặt vẫn giả vờ cảm động, lại nói. Đại nhân nghiêm trọng, nghiêm trọng. Hai người mới vừa rồi còn đánh long trời lỡ đất, biển cả bốc hơi, hiện tại làm như không có việc gì, còn xương huynh gọi đệ vô cùng thân thiết. Lý Vân Tiêu nói, không biết đại nhân biết rõ bao nhiêu về thâm u thủy kính. Nghe đại nhân nói thế, dường như còn có phương pháp khác có thể đi vào. Mục Trinh cổ quái nhìn qua hắn, nói. Ta đang cảm thấy kỳ quái, Vân Thiếu đi thâm u thủy kính làm chi? Chỗ kia thập phần cổ quái, dường như di thống tới rất nhiều không gian không biết tên đấy. Rất nhiều. Lý Vân Tiêu sững sờ một chút, nói. Thâm u thủy kính không là di chỉ cực bắc tiểu băng thiên năm đó sao? Mục Trinh nói. Ngươi cũng biết cực bắc tiểu băng thiên, hẳn là ngươi đi thâm u thủy kính là vì nơi này. Khó trách, khoảng cách thâm u thủy kính gần đây không còn ổn định, tất cả là do di chỉ cực bắc tiểu băng thiên mà ra. Lý Vân Tiêu lập tức sinh ra hứng thú, nhiệt tình vuốt mông ngựa, nói. Mục gia quả nhiên không giống người thường, ngay cả những chuyện tuyệt mật của thiên võ giới cũng rõ như lòng bàn tay, thật là khiến tại hạ xem là đủ, tự thẹn không bằng. Mong rằng Mục Trinh đại nhân nói chút ít nội tình trong đó, để ta đi cực bắc tiểu băng thiên. Mục Trinh lập tức cao hứng trở lại, vuốt vuốt chòm râu cười hắc hắc nói. Kỳ thật cũng không có gì, một ít bí mật mà thôi, hắc hắc. Thâm u thủy kính là một con sông không gian, tuy cũng có tỷ lệ đi thông tới nó, nhưng quá mức nguy hiểm, cuốn vào trong đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà di chỉ cực bắc tiểu băng thiên chính là con đường vượt qua con sông không gian này. Hệ số an toàn rất cao. Con sông không gian. Lý Vân Tiêu lần đầu tiên nghe qua khái niệm này, những tri thức và khái niệm này đa số đều biến mất trong dòng sông lịch sử, những truyền thừa vài vạn năm trở lên mới có thể biết. Kỳ thật không gian trên đời này vốn dính liền với nhau, đây cũng là nguyên nhân vì sao lực lượng cường đại đánh vỡ không gian, trực tiếp truyền tống đến một chỗ khác. Mục Trinh giải thích nói. Đạo lý kia Lý Vân Tiêu tự nhiên hiểu được, hắn hỏi. Như thế nói ra, thâm u thủy kính cũng chỉ là dòng sông thời gian mà thôi, vì sao đại nhân lúc trước nói cửu tử nhất sinh? Mi tâm Mục Trinh nhíu lại, nhìn qua Lý Vân Tiêu, lạnh nhạt nói ra. Bởi vì thâm u thủy kính trực tiếp đi thông tới di chỉ cực bắc tiểu băng thiên, chỗ đó mới chính là nơi cửu tử nhất sinh. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Một chỗ di chỉ, hơn nữa không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua còn có gì nguy hiểm sao? Mục Trinh nói. Ta thật không rõ ràng. Trong lòng Lý Vân Tiêu thầm mắng không thôi, nói đạo lý rõ ràng, vừa hỏi tới mấu chốt thì nói không rõ ràng, hiển nhiên là không muốn nói cho hắn biết. Mục Trinh chuyển chủ đề, nói. Ngươi đi tiểu băng thiên làm cái gì? Theo ta được biết, nơi đó tịch mịch lạnh như băng, vạn vật thoái hóa, dường như mất đi giá trị rồi. Lý Vân Tiêu thẳng thắn nói ra. Đại nhân nên biết cực bắc băng tinh a. Thì ra là vì thứ này. Mục Trinh giật mình nói. Trong di chỉ hơn phân nửa vẫn còn thứ này, nhưng mà quá khó tìm thấy. Hơn nữa vật ấy mặc dù chân quý, nhưng cũng không bao nhiêu giá trị, trừ phi là.
Mục gia thân là khôi lỗi thế gia, đối với các loại nguyên liệu luyện khí rõ ràng như lòng bàn tay. À, trừ phi là cái gì? Lý Vân Tiêu thăm dò hỏi. Ánh mắt Mục Trinh ngưng lại, nói. Trong bao nhiêu năm qua, người ta dùng cực bắc băng tinh luyện chế đồ vật đã bị thay thế bằng thứ khác, hoặc đã thất truyền. Nhưng thời thượng cổ chỉ có một thứ kim loại cường đại là cần dùng tới nó không thể thay thế, là tài liệu trọng yếu nhất. Trong mắt của hắn bắn ra tinh mang, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói. Ngươi không phải là muốn luyện chế thần luyện thiết đấy chứ? Lý Vân Tiêu trong nội tâm khiếp sợ, nhưng hay là pha trò, nói. Đại nhân nghĩ nhiều, thần luyện thiết chính là đồ vật thập giai, thiên hạ hôm nay làm sao có người luyện chế ra? Mục Trinh hoài nghi nhìn qua hắn, nói. Tuy khó, nhưng chưa hẳn không có khả năng. Lý Vân Tiêu nói. À, chẳng lẽ có người luyện chế ra? Gương mặt Mục Trinh run rẩy, bắt đầu trầm mặc. Lý Vân Tiêu giật mình nói. Xem bộ dáng đại nhân, thật sự có người luyện ra. Mục Trinh khẽ nói. Việc này không cần nói nhiều, ta không có trả lời cái gì cả. Nếu thật muốn luyện thần luyện thết, vẫn buông tha đi. Cũng không phải có cực bắc băng tinh là có thể, còn kém xa lắm. Lý Vân Tiêu quan sát toàn bộ quá trình luyện chế của Mục Địch, tự nhiên biết rõ độ khó trong đó, nhưng mà xem bộ dáng của Mục Trinh thì có khả năng có người luyện chế qua. Hơn nữa người nọ tất nhiên là người Mục gia. Hắn lúc này càng xem trọng Mục gia thêm vài phần. Nhớ tới Vạn Nhất Thiên đã từng nói về thực lực của thế gia lánh đời, sợ rằng phân nửa không giả. Mục Trinh nói, ta giờ phút này thương thế quá nặng, chờ khôi phục một chút lại mang Vô Tình Trung đưa ngươi đi ca, nhưng mà phải ở phiến hải vực Tham Cật Xà mới được, bởi vì nơi đó là khu vực hai không gian trọng điệp, lực truyền tống nhỏ nhất. Đột nhiên đồng tử Lý Vân Tiêu co lại. Cả kinh nói. Không tốt, đồng bạn của ta đang ở lại Vô Tình Tông, không có nguy hiểm gì chứ. Mục Trinh cười hắc hắc nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Tông chủ bị ta giết, người ta cho rằng các ngươi là một phe với ta đấy. Lý Vân Tiêu sắc mặt khó nhìn lên, nói. Đại nhân cùng ta trở về, chờ cứu đồng bạn của ta ra, trực tiếp truyền tống đi. Mục Trinh nói. Trên người của ta tổn thương nặng như vậy, Vân Thiếu thật độc ác mà. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khó nhìn, lạnh lùng nói. Chút thương thế này làm khó được đại nhân hay sao, nếu đại nhân không đi, trực tiếp chạy trốn đi nơi khác, ta đi nơi nào tìm ngươi đấy. Mục Trinh không vui nói. Vân Thiếu không tin nhân phẩm của ta sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Đã như vậy, đại nhân cứ đi tìm nơi chữa thương đi, giao Vô Tình Trung cho ta đảm bảo. Ta sẽ ở trong hải vực đó chờ đại nhân tới. Mục Trinh khó xử. Không muốn giao Vô Tình Trung ra, nhưng Lý Vân Tiêu đã không có nhẫn nại, nghĩ đến Viên Cao Hàn bốn người đang gặp nguy hiểm, trong mắt không ngừng bắn ra lãnh mang, Mục Trinh lúc này hoảng hốt. Cũng được, Trung này giao cho Vân Thiếu giữ đi. Bất đắc dĩ, hắn rốt cục lấy cái Trung ra, cái Trung này có màu xanh da trời, hào quang nhàn nhạt tỏa ra chung quanh. Nhưng mà Vân Thiếu nhớ lấy, ngàn vạn đừng loạn dùng, nếu truyền tống sai, thập tử vô sinh đấy. Hắn sợ Lý Vân Tiêu trực tiếp tự mình đi, bắt đầu cẩn thận dặn dò. Lý Vân Tiêu nói. Biết rõ. Bàn tay cầm lấy cái chung màu xanh, thân ảnh lóe lên sau đó hóa thành lôi điện rời đi, trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Sắc mặt Mục Trinh không ngừng biến hóa, trầm tư thật lâu, rốt cục lấy một cái loa ra, mang chuyện xảy ra báo về cho Mục gia, hơn nữa yêu cầu tăng thêm người tới đây. Trong hải vực trọng điệp với Thâm U Thủy Kính. Tham Cật Xà không ngừng quay cuồng, nó vô cùng thống khổ, lúc này lăn lộn không dứt. Rầm rầm, nước biển không ngừng bị xé tan. Động vật biển trong phạm vi mấy trăm dặm hoảng sợ bỏ chạy mất dạng, bị uy áp cửu giai của Tham Cật Xà trấn nhiếp, không dám tiếp tục lưu ở chỗ này. Qua mấy canh giờ sau, cả thân rắn mới dần dần bình phục, thân thể run lên thật nhỏ, lúc này du động trong nước biển, rụng dưới của nó phập phồng bất định, lúc này đang hấp thu linh khí trong nước biển. Không gian trong bụng Tham Cật Xà, thành trì đã biến thành phế tích. Rất nhiều kiến trúc bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ở các nơi đều là thi cốt lạnh lẽo, phế tích tường đổ liên tiếp, nhìn qua vô cùng thê thảm. Mấy trăm người lúc trước hiện tại chỉ còn lại 3-40 người toàn thân đẫm máu, hơn nữa phần lớn thân chịu trọng thương, bộ dáng hoảng sợ. Trong phế tích có một xích sắt xuất hiện, trận pháp lập lòe như mạng nhện bao phủ đám người Viên Cao Hàn bốn người bên trong, không thể giãy giụa. Trên người Thủy Tiên còn hơi sạch sẽ ra,
ba người còn lại bộ dáng chật vật, toàn thân đẫm máu, chân nguyên tiêu hao lợi hại, không thể tái chiến. Hơn nữa xích sắt kết trận hết sức lợi hại, không ngừng rút lực lượng của bốn người duy trì lực lượng của nó, làm như vậy càng triệt để trói buộc bốn người, không cho bọn họ lực lượng dẫy dụa. Rốt cuộc cũng chế ngự được bốn tên sát tinh này rồi. Gia chủ Quy Gia Quy Lục cảm khái, trong mắt đầy sợ hãi, bộ dáng như muốn khóc. Trong trận chiến này, tinh anh Quy Gia bị hủy hoại trong chốc lát, hai phái khác cũng như thế, chết tổn thương vô cùng thảm trọng. Bốn người này tuy mạnh, nhưng phạm Vô Tình Tông chúng ta, tuy mạnh cũng chu. Vô Tình Tông đại trưởng lão Long Nguyên Vũ ánh mắt bắn ra hàn khí và sát khí, hai tay đẩy mạnh về phía trước. Xích sắt càng ngày càng siết chặt, trên mặt bốn người đầy thống khổ. Tông chủ Vô Tướng Tông Hạ Kình nói. Vẫn phải dựa vào thần uy của đại trưởng lão, nếu không chúng ta suýt nữa không xong rồi. Trong mắt của hắn cũng đầy hoảng sợ. Thủy Tiên tức giận nói. Có bản lĩnh đừng có dùng xiềng xích trói chúng ta, quang minh chính đại đánh một trận đi. Kim kiếm của nàng chém lên xích sắt, hoa lửa bắn ra nhưng không thể làm gì. Lực lượng của nàng không ngừng suy yếu, xích sắt không ngừng rút chân nguyên của nàng đi, ngay cả khí lực cầm kiếm từ từ cũng không có. Sau khi kêu gào một lúc liền mềm nhũn, thân thể suy yếu đọng trên xích sắt. Hơn nữa đây là không gian trong bụng Tham Cật Xà, dường như có quy tắc cấm chế, nàng tùy thời có thể triệu hoán hung thú biển sâu nhưng không thể thực hiện được. Con của Hạ Kình là Hạ Quýnh nói. Phụ thân, nữ nhân này vô cùng lợi hại, hơn nữa dung mạo tuấn mỹ, không bằng để nàng làm thê tử của ta đi. Không phải phụ thân vẫn đau đầu hôn sự của ta sao? Ta cảm thấy nàng ta phi thường phù hợp đấy. Hạ Kình giật mình nói. Cái này, Thủy Thiên đúng là có dung mạo rất tốt, thực lực phi phàm, nếu như hàng phục làm con dâu của hắn thì vẹn cả đôi đường, nhưng mấy người kia cũng không phải do mình bắt được, hắn không thể xử trí. Long Nguyên Vũ cũng nhìn ra khó xử của hắn, cau mày nói. Tuy bốn người này giết vô số môn nhân của chúng ta, tội đáng chết vạn lần. Nhưng nếu không có cao thủ Vô Tướng Tông tương trợ, lão phu khó thoát kiếp nạn này, nếu Hạ Kình đại nhân nhìn chúng nàng, vậy cứ mang nàng đi, nhưng nhất định phải đánh phục mới được, nếu không hậu hoạn vô cùng. Hạ Kình đại hỉ, ôm quyền nói. Đa tạ đại trưởng lão thành toàn, Quýnh Nhi, còn không mau cảm ơn đại trưởng lão. Hạ Quýnh vui mừng như điên, kích động định cảm tạ. Đột nhiên có một người đứng ra, nói. Phụ thân, nàng này quá mức bá đạo khó thuần, nếu như phế tu vị thì đáng tiếc, nói không chừng tam đệ hàng phục không được, không bằng để cho ta lấy nàng đi. Người này chính là con trưởng Hạ Kình, tên là Hạ Cùng, trong mắt bắn ra thần thái tham lam, đầu lưỡi liếm môi. Hạ Cùng cầu tặc, vậy mà tranh giành nữ nhân với ta. Hạ Quýnh giận tím mặt. Hắn rút đao chém tới. Long cong. Đao bị Hạ Kình bắt lấy, trở tay tát một cái, quát. Ngươi mắng ai? Ba. Hạ Quýnh bị Tất Thất Điên bắt đảo, đứng không vững. Mọi người cảm thấy buồn cười, nhưng hiện tại chung quanh đều là máu và thi thể, không ai cười nổi. Long Nguyên Vũ cảm thấy im lặng, vừa buồn cười vừa tức giận, hừ một tiếng, nói. Nữ nhân này do Hạ Kình đại nhân mang đi là được. Xử trí như thế nào đại nhân tự mình giải quyết đi. Hạ Kình nói. Đa tạ đại trưởng lão. Hai nhi tử cũng vội vàng tạ ơn, trong mắt mang theo hưng phấn, lúc này chừng qua nhau, hận không thể ăn tươi đối phương. Quy Lục nói. Ba người còn lại không thể giết, ép hỏi lai lịch và mục đích của chúng đã, chậm rãi rút gân lột ra, giết chúng từ từ để báo thù rửa hận cho đệ tử đã chết. Cao thủ trong gia tộc hắn chết quá nhiều, ngay cả hắn suýt vẫn lạc. Đã hận tới mức ngứa răng. Trong mắt Long Nguyên Vũ bắn ra thần thái sáng ngời, lạnh giọng nói. Long thể tiện nghi bọn chúng, ba người này thực lực siêu cường, nếu giết thì quá đáng tiếc. Không bằng xuất tiền nhờ người thi sát tông luyện bọn chúng thành thi sát khôi lỗi, cấp cho chúng ta sử dụng. Ánh mắt bọn họ cũng tỏa sáng, khen. Như thế rất tốt. Thi sát tông tạo ra thi khôi có thể giữ lại 9 phần thực lực, nếu chế tác ba người này thành công. Thực lực ba phái chúng ta tăng nhiều. Giờ phút này người chung quanh mừng rỡ, một trận chiến này quá thảm thiết, từ khi bọn họ sinh ra tới giờ chưa từng trải qua chuyện như vậy. Hạ Kình lo lắng nói. Hai người này đều là cường giả cửu tinh đỉnh phong, thi thể cường đại như vậy, sợ là thi sát tông sẽ chiếm thành của mình. Long Nguyên Vũ nói. Hiện tại không quản được nhiều như vậy, cho dù thi sát tông muốn,
chúng ta cũng được đền đáp với cái giá tốt, đền bù tổn thất hiện tại. Quy Lục gật đầu nói. Như thế cũng đúng, cũng có thể gia tăng địa vị chúng ta trong thiên minh, tương lai quân lâm đại lục chiếm được chỗ tốt thật lớn. Long Nguyên Vũ gật đầu nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Quy Lục bi thương nói. Vốn ta có 10 phần tin tưởng xưng bá đại lục, dùng thực lực ba tông chúng ta, mặc dù không địch lại thánh vực và hóa thần hải, ít nhất cũng giống 7 đại siêu cấp thế lực, không nghĩ tới trận chiến này bị đánh tàn hơn phân nửa lực lượng, ngay cả tông chủ Quý Tông. Long Nguyên Vũ căm hận nói. Tông chủ đại nhân chưa xuất sư đã bất hạnh vẫn lạc, thật sự khiến người ta tiếc nuối. Ha ha ha. Trần Thiến Vũ nhịn không được cười ha hả, mỉa mai nói. Với chút lực lượng của các ngươi còn muốn xưng bá đại lục, ha ha ha, cười rớt răng của bổn tọa. Nói thiệt cho các ngươi biết, bất luận nhà nào của 7 đại tông môn cũng có thể diệt các ngươi 100 lần trong nhá mắt, ha ha ha, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Sắc mặt đám người Long Nguyên Vũ đại biến, lửa giận cùng hận ý ngập trời. Muốn chết, Long Nguyên Vũ đánh ra một chưởng. Trường ảnh biến hóa trên không trung đánh vào ngực của Trần Thiến Vũ. Phốc! Trần Thiến Vũ vốn bị thương không nhẹ, giờ phút này càng phun máu tươi ngất đi. Hạ Kình vội hỏi. Đại trưởng lão ra tay nhẹ chút ít, nếu giết thì không đáng tiền. Hừ, ai bảo hắn ăn nói bừa bãi. Trước khi bán cho Thi Sát Tông cứ cắt đầu lưỡi cẩu hắn đi. Long Nguyên Vũ âm lãnh nói ra. Thủy Tiên lớn tiếng kêu lên. Cái gì ăn nói bừa bãi? Trần Thiến Vũ nói đâu có sai chút nào, thực lực của các ngươi căn bản không đủ nhìn. Hạ Kình thấy sắc mặt của mọi người khó coi, vội vàng điểm một chỉ, điểm vào cổ họng Thủy Tiên, phong bế á huyệt của nàng. Hắn còn phi thường hài lòng với con dâu này, sợ làm mọi người tức giận giết nàng đấy. Trên mặt Thủy Tiên đầy lo lắng, giãy giụa vài cái, hoàn toàn không nói ra lời. Quy Lục lạnh lùng nói, những võ giả đại lục này quá hung hăng càn quấy. Thật sự là không biết núi cao biển sâu, cho rằng Thiên Vũ Đại Lục chính là đỉnh phong, để người ta cười rụng răng là bọn chúng mới đúng. Long Nguyên Vũ gật đầu nói. Theo lão phu phỏng đoán và suy tính, đánh giá Thiên Vũ Đại Lục chính là, song siêu thất đại, thánh vực và hóa thần hải xem như tồn tại siêu cấp, thực lực hơn phân nửa là trên ba phái chúng ta, tận lực tránh đi, không thể dễ dàng trêu chọc. Về phần 7 đại tông môn, thực lực mặc dù không bằng chúng ta, nhưng mà kém không xa. Chú ý cẩn thận mới được. Hạ Kình nói. Đại trưởng lão nói đúng, ba phái chúng ta sinh ra biến đổi lớn, đã không thể chiếm đoạt được tông môn nào, đi theo thiên minh hút chút nước đi, chờ tu dưỡng xong mới quyết định. Viên Cao Hàn nghe xong liền kinh hãi, nhịn không được hỏi. Các ngươi muốn làm cái gì? Muốn xưng bá Thiên Vũ Đại Lục? Không phải các ngươi lánh đời không xuất thế sao? Hừ, lánh đời không xuất thế, chẳng lẽ cả đời ẩn nấp không ra? Hiện tại tài nguyên hải ngoại càng ngày càng ít, dựa vào cái gì mà đám thực lực nhỏ yếu như các ngươi chiếm được nhiều tài nguyên? Quy Lục cười lạnh nói. Hiện tại Thiên Vũ Đại Lục chỉ là nồi nước sôi nấu ếch, các ngươi sẽ nhanh chóng biết được thực lực của chúng ta, đến lúc đó chỉ có lựa chọn thần phục hoặc là chết mà thôi. Trong nội tâm Viên Cao Hàn khiếp sợ không ít, không thể ngờ hải ngoại gió êm biển lặng đã chuẩn bị tạo thành phong ba thật lớn. Mà giờ khắc này trưởng ti tình báo của thánh vực là Bạch Lăng Nguyệt đã vẫn lạc thành Tân Duyên, ti tình báo bây giờ không có người cầm lái, không biết có biết được phong ba ở hải ngoại hay không. Viên Cao Hàn nói, đây là suy nghĩ của Thiên Tiệm Nhai sao? Đám người Long Nguyên Vũ biến sắc, hừ nhẹ nói. Thiên Tiệm Nhai siêu nhiên bên ngoài, căn bản mặc kệ những chuyện này. Viên Cao Hàn lại nói, vậy ngươi vừa nói Thiên Minh là tổ chức gì? Quy Lục thấy Long Nguyên Vũ muốn trả lời, vội vàng ngăn lại, nói. Đại trưởng lão không cần nói nhiều với chúng, trực tiếp bán cho Thi Sát Tông là được, để chúng làm quỷ hồ đồ đi. Viên Cao Hàn mắng. Tháo, các ngươi cũng quá hung ác mà. Long Nguyên Vũ gật đầu nói. Ân, chờ ta rút sạch chân nguyên của chúng rồi nhốt lại, sau đó nghiêm hình tra tấn thân phận và mục đích của chúng. Trên xiềng xích không ngừng có phù văn bay lên. Tiến thêm một bước nghiền ép lực lượng của bọn họ. Viên Cao Hàn cười khổ nói. Không cần nghiêm hình tra tấn, các ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ta nhất định nói hết những gì mà ta biết. Hừ, loại nhu nhược. Long Nguyên Vũ khinh thường cười lạnh một tiếng, tiếp tục thi triển bí quyết. Rất nhanh, nguyên lực của 4 người bị rút sạch, trên người bị dán phù lục cổ quái, không thể thi triển chút lực lượng ra ngoài,
bị giam giữ trong lồng kim loại treo trên cao. Nửa canh giờ sau, trên bầu trời có hào quang lôi điện màu xanh lóe lên, Lý Vân Tiêu biến hóa mà ra. Thần thức của hắn quét qua, thẳng thấu đáy biển, càng bao phủ ngàn dặm, sắc mặt đại biến. Hỏng bét, con rắn kia đi rồi. Rắn nhập biển cả, căn bản vô tung vô ảnh, không cách nào truy tìm. Đám người lão viên có thể xảy ra chuyện gì không? Tâm tình Lý Vân Tiêu trầm trọng, tuy Trần Thiến Vũ cùng Tô Liên Y thực lực đều không kém, nhưng dù sao đang ở địa bàn của người ta, thật sự không biết như thế nào. Tham Cật Xà trực tiếp biến mất, hơn nữa không có vết máu, hẳn là tự mình rời khỏi, biển cả lớn như vậy, lúc này phiền toái. Hắn trầm ngâm một hồi, ánh sáng màu xanh lóe lên biến mất trên không trung. Sau một khắc, trong vùng biển ngoài ngàn dặm, sâu dưới nước ngàn mét. Trong cung điện sừng sững nguy nga, bốn phía có khí tức cường đại quét qua, trên cung điện có một con hung thú nhìn chằm chằm vào mặt biển phía trên. Đột nhiên có hào quang màu xanh lóe lên, hào quang này xuyên qua cung điện. Hộ vệ hai bên nhíu mày, lúc nào quay đầu nhìn nhau. Vừa rồi, có phải có cái gì đi vào hay không? Ngươi cũng nhìn thấy, tốc độ quá nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, có lẽ không thể nào đâu. Ách, hơn phân nửa là ảo giác. Ân, nhất định là ngươi ngày hôm qua uống nhiều, mà ta ngày hôm qua một đêm không ngủ, tinh thần cũng có chút hoảng hốt, hẳn là sinh ra ảo giác. Đột nhiên trong đại điện có mấy tiếng kêu thảm thiết, sau đó là âm thanh binh khí đứt đoạn. Hai người hộ vệ hoảng hốt, thân thể khẽ run rẩy, vội vàng xông vào. Chỉ thấy trong điện là một đống bừa bộn, toàn thân tộc trưởng run rẩy ẩn vào mặt đất, đã hóa thành hình thú, đây là con hải ngư thân hình to lớn, trong miệng phun bong bóng. Thân thể của nó hình người và thú thể không ngừng biến hóa, nó dùng ánh mắt sợ hãi nhìn qua nam tử nhân loại trước mặt. Đám hộ vệ đã sớm trọng thương nằm trên mặt đất, nằm ở bốn phía run rẩy và rên rỉ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Thật dễ nói chuyện, mọi người chung sống hòa bình, cần gì bày ra sự ưu việt để người ta không thoải mái chứ? Tha mạng, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Con cá thủ lĩnh lúc này quỳ xuống đất dập đầu, nước mắt rơi như mưa. Lý Vân Tiêu nói, không cần làm đại lễ, ta không muốn mạng các ngươi. Ban đầu đã nói, ta tới nghe ngóng tình hình, trước đó không lâu, ở phía nam có một con cửu giai tham cật xà, nó đi đâu rồi? Tên thủ lĩnh sững sờ một chút, cả kinh nói. Chẳng lẽ tham cật xà đã rời đi? Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Uổng công ngươi tự xưng bá chu hải vực này, chuyện lớn như vậy cũng không biết. Đầu cá thủ lĩnh nóng tính, mắng. Đám bất tài vô liêm sỉ, chuyện lớn như vậy mà không báo, lát nữa ta nhai đầu bọn chúng. Đại nhân chờ một lát, trong vòng một ngày ta sẽ tra ra nó. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Một ngày, thật có lỗi, bản thiếu gia không chờ lâu như vậy, tối đa hai canh giờ, sau hai canh giờ các ngươi không tra ra được, thật có lỗi, tộc các ngươi không cần tồn tại nữa. Con cá thủ lĩnh đã giật mình, vội vàng lao ra bên ngoài, lớn tiếng nói. Cha. Nhanh đi tra xét cho ta. Gào thét một hồi, dường như đã phát tiết sợ hãi trong lòng ra ngoài, đầu cá thủ lĩnh dâng linh quả linh tử lên, cật lực chiêu đãi. Lý Vân Tiêu cũng rỗi rãnh nhàm chán, nói. Ngươi hiểu bao nhiêu về tham cật xà? Đầu cá thủ lĩnh cẩn thận nói. Con rắn kia chính là thượng cổ dị chủng, huyết mạch cao quý, chúng ta bình thường căn bản không dám tới gần. Ách, vậy ngươi cũng không biết một đám nhân loại ở trong bụng nó sao? Ha ha, đại nhân sao lại nói như vậy? Bồn tộc ở cạnh con rắn đó mấy ngàn năm, tự nhiên là biết rõ. Bên trong có ba môn phái nhân tộc lánh đời, đều là thế hệ thực lực thông thiên. Con rắn kia mấy ngàn năm qua chưa từng rời khỏi nơi đây, không ngờ lại đi rồi. Thủ lĩnh nói có phần cảm khái, đồng thời trên mặt mang theo thần sắc khó hiểu, nói. Có lẽ có đại sự gì đó. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, bắt đầu cảm thấy bất an. Xem ra ngươi hiểu tình huống hải vực của mình như lòng bàn tay, vậy ngươi phỏng đoán con rắn kia có thể đi đâu? Con tham cật xà kia vô thân vô cố, không bằng hữu không hữu, một mình lắc lư trong thiên địa, lại độc thân ở vùng biển này, bởi vì chỗ này tồn tại trọng điệp không gian, thỉnh thoảng sẽ có khí lạnh xuất hiện, nơi này càng phù hợp với tập tính của nó. Nếu nói nó đi, ta thật sự không tin lắm, hơn phân nửa là bởi vì nhân tộc bên trong. Trong lòng Lý Vân Tiêu có chút kinh ngạc. Xem ra đám hải tộc này cũng không phải bất tài, phân tích rất đúng chỗ.
vậy ngươi biết đám nhân tộc này đi thì đi nơi nào? Thủ lĩnh một tay nâng cầm lên, thân thể co thành một đoàn, nói. Đi về hướng đông nam ước chừng 10 vạn dặm, chỗ đó còn có một thế gia lánh đời, mà đám người trong tham cật xà dường như có qua lại với nơi đó. Lý Vân Tiêu nheo mắt, cả kinh nói. 10 vạn dặm. 10 vạn dặm thập phần xa xôi, nhưng mà trong tứ hải thì không xem là cái gì. Thủ lĩnh gật đầu nói. Thế gia đó còn cường đại hơn ba phái kia, tình huống cụ thể ta không quá rõ ràng, dù sao đã thoát ly khỏi vùng biển ta quản hạt. Một lát sau, liền có tộc nhân vội vàng hồi báo, hướng tham cật xà rời khỏi đúng là đi về phía đông nam. Lý Vân Tiêu lên tiếng hỏi phương hướng thế gia lánh đời kia xong liền rời đi, hơn nữa lưu lại một chút ít bảo bối đông hải báo đáp, liền hóa thành lôi đình mà đi. Mỗi khi đi tới hải vực khác, đi tìm hải tộc cao cấp dò hỏi lộ tuyến, sau mấy lần hỏi thăm thì có thể kết luận con tham cật xà đúng là đi về phía thế gia lánh đời kia. Hắn hiện tại không do dự nữa, hắn thi triển độn thuật tới mức tận cùng, nhanh đến mắt thường không cách nào nhìn thấy. Nửa ngày sau, trên mặt biển có phong bạo sinh ra, một khe hở cực lớn bao lấy lôi đình. Khe hở không ngừng thu nhỏ, lôi đình lập tức hóa thành thân thê Lý Vân Tiêu, hắn cầm hàn tinh kiếm chém xuống. Ầm ầm, một kiếm đánh thẳng xuống, ngàn vạn kiếm phủ bay múa trên không trung, lập tức đánh tan khe hở này, một thông đạo chân không hiện ra dưới chân. Hắn cầm trường kiếm đi tới phía trước. Ồ, trên bầu trời có tiếng kinh dị truyền ra, dường như có chút không dám tin. Ta thấy tiểu tử này xưa đâu bằng nay. Mục Trinh nói một câu. Ánh mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh nhìn qua bầu trời. Chỉ thấy trong tầng mây sinh ra chấn động, năm thân ảnh xuất hiện. Một đám người mặc áo bào xám vô cùng kiêu ngạo xuất hiện, bộ dáng thượng vị giả. Mà hai người trong đó Lý Vân Tiêu cũng đã từng gặp qua, ngạc nhiên nói. Mục Nhất Quân, Mục Nhất Trận. Thân thể Mục Trinh giờ phút này đã nguyên vẹn, cánh tay giả đã trở về, khôi phục chiến lực như cũ. Mặt khác trong bốn người có hai người đúng là lúc trước cùng Quảng Nguyên cùng một chỗ thoát đi Đông Hải lúc, ở nửa đường cứu bọn họ Mục gia huynh đệ. Còn có hai người mặt như màu sáp, sắc mặt khinh khỉnh và lạnh như băng. Mục Nhất Thông kinh nghi nói. Quả nhiên là sĩ biệt tam nhật chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn, lúc trước từ biệt ở Đông Hải hắn mới ngũ tinh võ đế mà thôi, bây giờ lại bước vào cửu tinh đỉnh phong, hắn tu luyện thế nào? Cửu tinh đỉnh phong, làm sao có thể? Hai tên mục gia khác biến sắc. Mục Ngọc Phi Nhâm trầm nói. Nhất Trận trưởng lão, người xác định là cửu tinh đỉnh phong sao? Mục Nhất Thông nói. Tự uy lực một kiếm vừa rồi đúng là không kém. Trinh trưởng lão, diệu pháp linh mục của ngươi thấy thế nào? Mặt Mục Trinh hơi đỏ lên, tay phải đặt bên miệng ho khan vài tiếng, nói. Trong trận chiến lúc trước bị tiểu tử này làm tổn thương linh mục, tạm thời nhìn không ra. Ách! Sắc mặt bốn người khác biến thành cổ quái. Mục Nhất Quân nói. Vậy trước kia đoán thế nào? Ách! Trước kia! Mục Trinh giả ngu phất phất tay, nói. Không cần xoắn suýt tu vị của hắn, trước đoạt lại vô tình chung nói sau. Trên người tiểu tử này có trọng bảo đấy. Trong mắt của hắn có tinh quang lập lòe, lộ ra thần thái tham lam. Lúc trước trong lưỡng giới sơn, Thiết Ngưu rơi vào trong tay Lý Vân Tiêu làm hắn canh cánh trong lòng. Trọng bảo. Ánh mắt bốn người lóe lên, hàn quang xuất hiện. Bọn họ biết rõ ánh mắt Mục Trinh cực cao, có thể được hắn xưng là trọng bảo thì chắc chắn không phải phản vật. Mục Trinh cười thầm. Mà ta không có thừa nước đục thả câu, nếu đoạt được bảo vật này, như vậy vị trí cao thủ số 2 của Mục gia không phải kẻ đó không còn ai khác. Cao thủ số 2, Mục Trinh ngươi đang nói đùa sao? Một người khác là Mục Văn Sương cả kinh nói. Ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì không? Mục Trinh gật đầu nói. Tự nhiên biết rõ, nếu không phải thân thể của ta gần đây không tốt, bị hắn lợi dụng sơ hở đánh bại, nếu không ngươi cho rằng ta sẽ cầu viện gia tộc, cho các ngươi kiếm một chén canh sao? Mục Văn Sương thè lưỡi ra liếm môi, cười hắc hắc nói. Đã như vậy, bắt kẻ này trước nói sau. Hắn khoát tay một cái, một thanh chiến đao dài xuất hiện trong tay, toàn thân đen kịt, lóe lên rồi chém tới. Lý Vân Tiêu vẫn lạnh lùng nhìn qua đám người, không nói câu nào. Nhưng cũng không nghĩ ra, đối phương không nói nhảm hai câu đã đấu võ, đây chính là miệt thị trần trụi. Chiến đao màu đen thập phần nặng nề chém thẳng xuống dưới, nghe âm thanh có thể biết được nó nặng ngàn vạn cân.
Lý Vân Tiêu cũng không muốn dùng hàn tinh kiếm va chạm với huyền khí đối phương, lúc này hóa ra bộ dáng ba đầu sáu tay, hai bàn tay màu vàng đánh ra một chảo. Đang, gờ. Song trưởng vỗ vào thân đao, sau đó bốn tay còn lại khóa chết chiến đao. Thị lực Mục Văn Xương không thể bắt kịp tốc độ của Lý Vân Tiêu, sắc mặt của hắn khó nhìn, chiến đao trong tay hắn dùng vài vật nặng nhất thiên địa tạo thành, cường giả võ đế bình thường ngay cả lay động cũng không lay động nổi. Người tu luyện là thể thuật. Đồng tử hắn co rút lại, lập tức phát hiện thần thông của Lý Vân Tiêu khó lường. Nhưng Lý Vân Tiêu mặc kệ hắn, hai tay còn lại bấm niệm pháp quyết, một tay cầm kiếm chém tới. Một đạo kiếm quang ngưng tụ bổ ngang xuống dưới, muốn bổ đối phương ra làm hai, vô cùng bá đạo. Mục Văn Xương hoảng hốt, dốc sức liều mạng rút đao về, mặc cho hắn dùng sức thế nào cũng không thể thu đao, đành phải bỏ đao lại lui ra xa tránh né kiếm khí chém tới. Lý Vân Tiêu cầm cây đao trong tay, lắc vài cái, cười nhạo nói. Phá đao gì thế này, sau khi trở về bán sắt vụn là được. Tiện tay thu chiến đao lại. Mục Văn Xương vừa giận vừa thẹn, nhìn thấy binh khí của mình bị đoạt, tức giận kêu to lên. Đáng chết, hèn hạ. Lý Vân Tiêu im lặng nói. Chém người ta một đao, bị ta đoạt binh khí đi, thế nào là hèn hạ? Chẳng lẽ muốn ta đứng bất động cho ngươi chém mới là không hèn hạ? Mục Văn Xương cười lạnh nói. Mặc ngươi miệng lưỡi trơn tru cũng vô dụng. Đột nhiên Lý Vân Tiêu phát hiện, mình hoàn toàn không thể trao đổi với chúng, vô lực vỗ trán, nói. Mục Trinh, ta giờ phút này có việc trong người, không rảnh chơi với các ngươi, nếu tránh ra, ta sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Mục Trinh nói. Hắc hắc, kỳ thật ta cũng không muốn làm khó ngươi, dù sao ta và ngươi có giao tình liên thủ đối địch. Chỉ cần giao vô tình chung và thiết nghiêu ra đây, hơn nữa đồng thời ở rể mục gia ta không chỉ thả ngươi đi, hơn nữa thủ tín đưa ngươi đi thâm u thủy kính. Cái gì, ở rể mục gia? Những người chung quanh giật mình, Mục Văn Xương tức giận. Hắn hà đức hà năng gì, có gì tư cách ở rể mục gia ta? Trinh trưởng lão, ngươi đừng bị người ngoài đầu độc. Mục Trinh ung dung nói ra. Việc này các ngươi không cần phải gấp gáp, ta đã báo cáo cho tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng cũng đã đồng ý. Cái gì? Bốn người khiếp sợ lần nữa, thần sắc biến hóa khác thường, về sau bốn tên đều nhìn qua phía Lý Vân Tiêu. Mục Ngọc Vinh nhíu mày, khó tin nói ra. Trinh trưởng lão, cũng không phải ta hoài nghi ngươi, mà vì chuyện này thật sự khó tin nổi. Mục Trinh nói. Mấy vị quên võ quyết năm nay sao? Mục Ngọc Vinh nói. Chuyện võ quyết Mục gia chiến thắng nắm chắc thật lớn. Mặc dù không thể thắng cũng không cần luôn là cầu người ta tới ở rể. Sắc mặt Mục Trinh nghiêm túc, nói. Lần võ quyết này khác với dĩ vãng, công việc cụ thể tới lúc đó sẽ biết, tộc trưởng đại nhân cũng đồng ý chuyện này, không cần lại nói nhiều. Mục Văn Xương nhíu mày, sau một lúc mới nói. Đã như vậy, chúng ta tự nhiên phục tùng, nhưng mà mặc dù là sửa họ Mục, hắn vẫn là người ngoài, đừng cho là mình có thể đạt được vinh dự và đãi ngộ của Mục gia chân chính. Hắn lạnh lùng nhìn qua Lý Vân Tiêu. Mẹ kiếp, các ngươi có hết hay không? Lý Vân Tiêu nghe xong tức giận, trong nội tâm lo lắng an nguy của đám người Thủy Tiên, lạnh giọng nói. Nếu không chịu tránh ra, vậy đi chết đi. Rốt cuộc hắn phát hiện câu thông hoàn toàn phí công, phải giảng đạo lý với bọn chúng. Lúc này hộp kiếm bay ra, một tay bấm niệm pháp quyết, hộp kiếm mở ra, ngân quang trùng thiên bắn lên bầu trời. 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay ra, chúng kết thành đại trận áp xuống. Kiếm khí khôn cùng bao phủ 5 người lại, nước biển bốc lên, hóa khí vô số hơi nước che phủ ánh mắt mọi người. 5 người mặc dù kinh ngạc nhưng không đặt trong lòng. Mục Ngọc Vinh cười lạnh nói. Kiếm trận này để biểu diễn sao? Lý Vân Tiêu ném giới thần bi ra ngoài, sóng biển vỗ vào thân bia, trên thân bia tỏa ra kim quang vạn trượng. Trừ Mục Trinh ra. Bốn người còn lại bị kim quang chiếu chói mắt. Mục Văn Xương nhìn qua, nói. Trinh trưởng lão, đây là chí bảo ngươi nói sao? Đây rốt cuộc là huyền khí gì, lực lượng bàng bạc như biển. Mục Trinh cũng ngơ ngẩn, không ngừng nháy mắt, hắn không cách nào phân biệt được đẳng cấp huyền khí này. Đột nhiên kim quang đảo qua 5 người, chỉ thấy Lý Vân Tiêu không ngừng thi triển ấn quyết cổ quái, kim quang chiếu sáng mặt biển. Kim quang hóa thành xiềng xích bao phủ 5 người bọn họ. Mục Trinh hoảng hốt, hắn nhìn qua xiềng xích màu vàng bao phủ thân thể, không phải là kim loại thật sự nhưng có tính chất kim loại,
chúng là do những phù văn thật nhỏ tạo thành. Một cái tên không tốt xuất hiện trong đầu của hắn, giới lực tỏa. Mấy người khác không ngừng giãy giụa, nhất thời không giãy ra được, lập tức biến sắc. Mục Trinh hoảng hốt nói. Lý Vân Tiêu, đây rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là giới lực tỏa trong truyền thuyết? Ba chữ giới lực tỏa vừa ra, bốn người khác giật mình. Mục Ngọc Vinh cười to nói. Ha ha, Trinh trưởng lão lo ngại, làm sao có thể là giới lực tỏa, quy tắc vạn vật, nếu tiểu tử có thực lực bực này thì chúng ta sớm tan thành mây khói rồi. Nội tâm đám người còn lại cũng bình tĩnh, Mục Trinh suy nghĩ cũng phải, nhưng mà xiềng xích màu vàng mang lại áp chế thật lớn với hắn, tâm thần nặng nề bỏ đi không được. Là cái gì đều không trọng yếu là ta không có tinh lực chơi với các ngươi. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh như băng như đao, đầu xuất thiên phong bay ra khỏi lòng bàn tay, hóa thành một ngọn nguy slao áp thẳng xuống năm người. Lực lượng khổng lồ ép tới không khí không ngừng nổ tung, mà ngay cả Bắc Thiên Hàn tinh kiếm trận đều phát ra chiến minh, có chút chống đỡ không nổi. Năm người giờ mới hiểu được, thì ra kiếm trận và kim quang kia cũng chỉ là giữ chân bọn họ, sát chiêu chính thức là ngọn núi năm màu. Mục Nhất Thông ngưng trọng, nhưng hắn vẫn cười lạnh nói. Một chiêu định đánh bại năm người chúng ta, cho dù là cường giả siêu phàm nhập thánh cũng không làm được, tuổi trẻ nên quá ngây thơ, thật sự là tuổi còn rất trẻ. Không gian trước mặt biến hóa, một đạo hư ảnh hiện ra, càng lúc càng lớn giống như chân ma pháp tướng. Đồng tử Lý Vân Tiêu ngưng lại, nhìn chằm chằm vào hư ảnh kia, đó là một khôi lỗi cực lớn. Lần trước đi tới Đông Hải hắn đã nhìn thấy uy lực của khôi lỗi này, tên là Phá Sơn Thiên Đinh. Toàn thân Mục Nhất Thông run run, pháp tắc tỏa không ngừng rung động, rất nhiều phù văn bị đánh bay. Phá Sơn Thiên Đinh mở mắt ra, đôi mắt to như bảo thạch chiếu sáng chung quanh, sau đó giơ bàn tay lên đánh thẳng vào đầu xuất thiên phong. Mục Ngọc Vinh cười to nói. Ha ha, Phá Sơn Thiên Đinh của nhất trận trưởng lão có thể rời sông lấp biển, rời sao đổi nguyệt, cho dù ngọn núi này có thần hiệu cỡ nào cũng không làm được gì. Ầm ầm. Hai tay Phá Sơn Thiên Đinh bắt lấy đầu xuất thiên phong, đột nhiên thân thể của nó trầm xuống, hai chân chọc vào biển cả, nước biển bắn lên tung tóe. Sắc mặt Mục Nhất Thông đại biến, hắn thi triển ấn quyết, hai chân Phá Sơn Thiên Đinh xuất hiện trận pháp, lúc này mặt nước bị đẩy ra. Sau đó cúi người xuống, chùn người đẩy ngọn núi lên. Đột nhiên tiếng nổ không ngừng sinh ra trong người Phá Sơn Thiên Đinh, đầu của nó bị ngọn núi áp thẳng vào trong ngực, hai vai chùn xuống. Cái gì? Đám người kinh hãi kêu to lên. Năm người Mục gia tự nhiên biết rõ cấu tạo và sự lợi hại của Phá Sơn Thiên Đinh, giờ phút này nó mệt mỏi dã rời như vậy, điều này chứng tỏ cấu tạo bên trong nó đã rệu rã. Mà Lý Vân Tiêu mở to mắt ra, hắn lần đầu tiên nhìn thấy có thứ gì đó ngăn cản được đâu xuất thiên phong, tuy đối kháng không bao lâu, nhưng đúng là có thể đối kháng một lúc. Bành, bành, bành. Phá Sơn Thiên Đinh rốt cục gánh không được. Thân thể cực lớn nổ tung, nó giống như trụ trống trời sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn rải rác khắp mặt biển. Năm người Mục gia sắc mặt tái nhợt, không ngừng dốc sức liều mạng giãy giụa. Sắc mặt Mục Nhất Quân phát lạnh, hai tay bị khốn trụ cố bấm niệm pháp quyết, lập tức kim quang xuất hiện trong tay của hắn, thoáng cái có thiên quân vạn mã lao ra ngoài. Đó là một binh đoàn khôi lỗi đánh thẳng tới chỗ Lý Vân Tiêu. Phanh, phanh, phanh. Âm thanh kim loại vang lên đầy trời. Lý Vân Tiêu lăng không điểm ra một chỉ, kiếm quyết điểm xuống, 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay lên không trung, chúng chém loạn vào đám khôi lỗi. Thiên kiếm lưu. Phanh, phanh, phanh. Lúc này đám khôi lỗi bị chém vỡ ra thành từng mảnh. Giờ phút này Mục Trinh năm người đã giãy ra khỏi xiềng xích, nhanh chóng bỏ chạy ra xa xa. Ầm ầm. Đầu xuất thiên phong rốt cục rơi xuống. Trực tiếp làm mặt biển chấn động dữ dợn, sóng thần sinh ra. Một lúc sau, mặt biển mới dần dần bình thường trở lại, nhưng bầu trời bị nước biển bao phủ, không ngừng có nước mưa rơi xuống. Năm thân ảnh tụ tập lại trong mưa lớn, mưa không dính xiêm y, sắc mặt năm người vào lúc này cực kỳ khó coi. Làm sao bây giờ, để hắn chạy rồi. Sắc mặt Mục Văn Xương âm trầm, cắn răng tức giận. Hắc Nguyệt đao của ta còn trong tay của hắn, nhất định phải cướp về. Mục Trinh nói, trọng yếu không phải Hắc Nguyệt đao, mà là vô tình chung, còn có thần khôi trong tay của hắn. Cái gì? Bốn người đều hoảng hốt, toàn thân run rẩy. Mục Nhất Thông trầm giọng nói, Trinh trưởng lão,
ngươi vừa nói cái gì? Thần khôi. Mục Trinh gật đầu nói. Đúng vậy, trong tay hắn có một thần khôi. Việc này ta sớm bẩm báo tộc trưởng, vốn định đi tìm bắt hắn lại thẩm tra tình hình đại lục và cướp thần khôi, lại không nghĩ tới hắn tự đưa tới cửa, càng không ngờ năm người chúng ta liên thủ cũng không thể bắt hắn. Sắc mặt năm người cực kỳ khó coi. Mục Ngọc Vinh nói. Khó trách tộc trưởng phái bốn người chúng ta tới tiếp viện. Nếu thật là thần khôi, như vậy cho dù thế nào cũng phải chiếm được. Hừ, nói thì đơn giản, các ngươi nói nên làm thế nào? Mục Nhất Thông xanh mặt nói. Lực lượng phá sơn thiên đinh của ta các ngươi cũng biết rõ, nó còn không gánh được một kích của ngọn núi kia, nếu như nện vào chúng ta, cho dù là bách luyện thiết thân cũng chỉ có đường chết. Mục Trinh nói. Lần trước lúc ở lưỡng giới sơn không thấy hắn có ngọn núi này, chắc là vừa đạt được không lâu. Ta cho rằng nhất định có vấn đề, nếu không hắn lợi hại như vậy vì sao phải trốn. Đánh chết chúng ta là được rồi. Mục Ngọc Vinh cũng trầm tư nói. Trinh trưởng lão nói đúng, hắn trước khi dùng ngọn núi đã bố trí kiếm trận và xiềng xích, dùng hai tòa đại trận điệp ra giam cầm chúng ta, lúc này mới thi triển ra một kích kinh thiên đó. Vật ấy lực lượng tuy lớn, chỉ sợ nhanh nhẹn không đủ cao, nếu không thể tập trung đối thủ cũng vô dụng. Đúng, nhanh nhẹn nhất định là nhược điểm. Mục Nhất Thông cũng nói. Năm người đều là cao thủ, sau khi nói chuyện đã phân tích rõ ràng. Trinh trưởng lão, ngươi thấy hắn chạy hướng nào không? Mục Ngọc Vinh hỏi. Mục Trinh nói. Hướng đông nam, dường như là đi. Mục Ngọc Vinh nhíu mày, nói. Thi sát tông. Mục Nhất Thông nói. Hắn đi thi sát tông làm cái gì? Hẳn có sâu xa với bên kia sao? Mục Trinh trầm tư một hồi, nói. Lúc trước giao thủ trên biển với hắn, hắn vội vàng rời khỏi có nói đồng bạn đang ở trong Tham Cật Xà. Vừa rồi chúng ta đi hải vực thâm u thủy kính không thấy bóng dáng Tham Cật Xà đâu cả. Theo hiểu biết, đám người Vô Tình Tông cùng Vô Tướng Tông kia hơn phân nửa là đi thi sát tông. Mục Nhất Thông nói. Tham Cật Xà bao nhiêu năm qua không thay đổi vị trí tọa độ, có phải là do ngươi giết tông chủ của bọn chúng, làm cho ba phái khủng hoảng cho nên dốc sức đầu nhập vào thi sát tông? Mục Trinh nói, vô cùng có khả năng, ba phái vốn thần phục thi sát tông, hiện tại sinh ra biến cố, lại thêm thiên minh thành lập, đại biến hàng lâm, hiện tại khuynh xảo đi đầu nhập vào là hợp lý nhất. Mục Ngọc Vinh nói, như vậy, Lý Vân Tiêu vội vã đi cứu người, hơn phân nửa là sinh ra xung đột với thi sát tông. Mục Nhất Thông nói, Ngọc Vinh trưởng lão có ý là, để chúng ngao cò tranh nhau. Mục Ngọc Vinh nói, ngao cò tranh nhau là chuyện tốt, ta chỉ sợ Lý Vân Tiêu lâm vào thi sát tông, bị chúng đoạt thần khôi mới là chuyện lớn. Trong mắt Mục Trinh bắn ra hào quang, nói. Nếu không chúng ta trợ giúp hắn quậy thi sát tông long trời lỡ đất, bởi như vậy địa vị của Mục Gia Pử trong thiên minh càng cao. Mục Ngọc Vinh lo lắng nói. Nếu bị phát giác là chúng ta âm thầm động thủ, sợ là rằng sẽ dẫn động nội loạn trong thiên minh, bốn phía đều là kẻ địch. Mục Nhất Thông nói. Giờ phút này đã bất chấp nhiều như vậy, chuyện này liên quan tới thần khôi, mặc dù rời khỏi thiên minh cũng không sao cả. Mọi người hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, tất cả dùng thần khôi làm chủ. Sau đó năm người hóa thành hào quang bay thẳng về hướng đông nam. Ở một nơi cách thâm u thủy kính 10 vạn dặm, nơi này lôi điện lập lòe, thân ảnh Lý Vân Tiêu xuất hiện. Sau khi dốc sức liều mạng với năm người Mục gia và chạy tới nơi này, nguyên lực tiêu hao thật lớn. Hắn lấy một ít đan dược ra khôi phục. Lý Vân Tiêu lâm vào trầm tư, thần thức không ngừng thả ra. Linh khí ở hải vực này rất cao, hơn nữa rất hiếm động vật biển khổng lồ, đúng là đặc thù có tồn tại cường đại chiếm cứ. Chẳng lẽ phải làm cho biển nơi này khô cạn mới bức con rùa hiện thân? Sắc mặt của hắn khó nhìn, dưới nguyệt đồng hắn không nhìn ra mánh khóe gì cả, ngay cả chấn động cường đại cũng không có. Hẳn là ẩn vào trong không gian khác. Nếu nơi đây có không gian khác, chỉ cần ta gây ra động tĩnh sẽ có đệ tử đi ra quan sát tình huống. Sau khi suy nghĩ xong, Lý Vân Tiêu liền hoàng chiêu trung ra, không ngừng gõ vang. Đang, gờ, tiếng chuông vang xa ngàn dặm, vượt qua thời không chấn động biển cả. Quả nhiên không bao lâu Lý Vân Tiêu đã phát hiện một ít khác thường. Sâu dưới biển vạn mét bắt đầu xuất hiện một ít tồn tại cường đại. Tiềm phục trong biển sâu sao? Lý Vân Tiêu sững sờ một chút, rất khó tưởng tượng có tràng cảnh này.
Sau đó không lâu đã có hai đạo thân ảnh phá nước bay lên, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời, đều mặc quần áo và trang sức rộng thùng thình quái dị, sắc mặt trầm ngưng. Một người trong đó quát lên. Mau dừng tay, là người phương nào tới khiêu khích? Khiêu khích? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Hiểu lầm, ta chỉ đi ngang qua đây, nhưng thấy ngày tốt cảnh đẹp, nhịn không được gõ chuông kích khí mua vui một phen. Mua vui? Người nọ nhíu mày, quát. Chỉ gõ chuông mua vui, làm bất động Quy Lâm chấn động như vậy, theo ta trở về trong môn giải thích. Nha! Lý Vân Tiêu thu chung lại, nói. Tốt, đi thôi. Hai người đều sững sờ, lập tức nhe răng cười. Một có người nói. Đi, trước hết để chúng ta phong bế đan điền lại. Hắn không nói hai lời dừng lại ngay. Lý Vân Tiêu đứng vững bất động, trên mặt đầy sợ hãi, vội la lên. Cái này, cái này. Một tay điểm vào đan điền, lập tức cảm thấy một đạo sát khí tràn ra, vòng xoáy trong đan điền mở ra, tử lôi bay ra không còn gì. Hai tên hộ vệ lộ ra thần sắc thỏa mã, nhìn qua Lý Vân Tiêu nhe răng cười không dứt. Tiểu tử, cái chung của ngươi không tệ lắm, lấy ra cho ta nhìn một chút. Cái này. Lý Vân Tiêu im lặng nói. Hai vị nên quay về tông môn đi. Một có người nói. Ngươi hình như rất muốn đi bất động Quy Lâm của chúng ta. Lý Vân Tiêu nói, đây không phải muốn vội vàng giải thích rõ hiểu lầm sao, ta cũng sẽ được rời đi. Ân, tiểu tử ngươi còn rất hoành nha, đại gia nói cho ngươi biết, lý do của ngươi chưa đủ. Hai người kia vây quanh, trong mắt mang theo hung quang. Lý Vân Tiêu nói, ta hoành ở chỗ nào? Hắn cảm giác mình thực oan uổng. Ngươi còn dám mạnh miệng, đánh, đánh cho hắn trung thực rồi nói sau. Một người quát. Hai người đồng thời ra tay, một trái một phải vây quanh Lý Vân Tiêu. Dường như cho rằng hắn phong bế đan điền nên không có sức hoàn thủ, lại sợ không cẩn thận giết hắn nên ra tay có vài phần lưu tình. Mẹ kiếp, ta cũng đã bị coi thường, không giả vờ với đám cháu trai các ngươi nữa. Lý Vân Tiêu duỗi tay bóp một cái, đồng thời điểm lên kinh mạch của bọn họ, nhanh chóng vận chuyển nguyên lực đánh ra một kích. À! Hai người đều hoảng hốt, hoảng sợ nói. Ngươi, quay người muốn chạy trốn. Bành một tiếng, một người hóa thành cho bụi dưới một kích của Lý Vân Tiêu. Một tên khác thực lực hơi mạnh bị Lý Vân Tiêu một chưởng đánh bay, năm ngón tay lăng không nhiếp hắn trở về. Sau đó hai đồng tử hóa thành ánh trăng nhìn vào mắt tên này. A, à, tên hộ vệ cả kinh kêu một tiếng liền mất đi ý thức, thần niệm của Lý Vân Tiêu rót vào trong óc hắn, bắt đầu đọc trí nhớ. Một lát sau, hai mắt Lý Vân Tiêu mới khôi phục bình thường. Ngươi đã trở thành ngu ngốc, sống không bằng chết, ta giải thoát giúp ngươi vậy. Một đám hỏa diễm bay ra, lập tức đốt người nọ thành cho bụi. Khó trách ta tìm không ra con rùa ở đâu, thì ra là một con rùa chết chôn dưới biển sâu. Công pháp của Thi Sát Tông có phần giống khống thi thuật của Khâu Mục Kiệt, nhưng lại cao minh hơn quá nhiều, xem ra vẫn phải cẩn thận chút. Hắn siêu hồn xong, lập tức hiểu tình huống Thi Sát Tông. Cái gì mà bất động Quy Lâm chứ, là một con rùa chết bị luyện thành quy thi, nó giống như hòn đảo thật lớn, chìm nổi dưới đáy biên, có thể trực tiếp sinh tồn như mặt đất, có khi còn nổi lên mặt biển. Hơn nữa trong trí nhớ của tên hộ vệ này, Tham Cật Xà đúng là tiến vào bất động Quy Lâm. Lý Vân Tiêu lúc này lẻn vào đáy biển, tìm được cửa vào sau đó đánh ấn quyết. Dưới chân sinh ra ánh sáng xanh yếu ớt, thoáng cái thuấn di vào trong. Bên trong âm u. Lộ ra ánh sáng xanh thẳm, nguyệt đồng của hắn nhìn thấy đây là hòn đảo với cây cối rậm rạp. Vì sao đi ra ngoài lâu như vậy, bị tên gõ chuông đánh chết rồi sao? Nhanh chóng vào vị trí, cho rùa nổi lên mặt biển. Một tiếng quát tháo vang lên, tiếng nói dùng nguyên lực truyền ra, nó truyền vào bên tai rất rõ ràng. Lý Vân Tiêu biết đây là hộ pháp phân công quản lý hòn đảo, thầm mắng một câu, lão tử vừa mới vào, con rùa này đã nổi lên. Hắn vội vàng lóe lên, hắn đi tới trước hai trận pháp, sau khi xem vài lần thì đánh ra mấy đạo ấn quyết. Trong đầu đệ tử Thi Sát Tông có ấn quyết này, hắn hơi cải biến là đủ vận hành cả hai trận pháp. Từng đường vân nổi lên, vô số phù văn xuất hiện trên không trung. Đại địa bắt đầu run rẩy lên, thông qua nguyệt đồng nhìn thấy hòn đảo tỏa ra hào quang bảy màu, trong khoảnh khắc bao phủ cả tòa đảo. Trừ rung động thật lớn ra, cũng không có cái gì không khỏe. Sau đó cảm nhận được hòn đảo đang trồi lên mặt biển. Mặt biển bị xé rách ra,
một hòn đảo to lớn xuất hiện trên đại dương bao la, lúc này hào quang đủ màu sắc không ngừng khuếch tán ra, ngưng tụ thành một kết giới, lóe lên rồi biến mất. Người Vô Tình Tông đã gặp tông chủ Thi Sát Tông Thất, cảnh thất này trong Thi Sát Tông chính là tồn tại như thần, cũng không biết tu vị chân thật như thế nào, nếu ta mạo muội xông vào, tất nhiên sẽ bị cả tông môn vây công, cũng không biết có thể cứu bọn họ ra ngoài hay không. Lý Vân Tiêu lo lắng không thôi, từ trí nhớ biết được Thi Sát Tông vô cùng cường đại, hơn nữa quan hệ không tốt với Mục gia cho lắm. Thậm chí có thể nói, những thế gia lánh đời đều là tồn tại độc lập, sẽ rất ít giao hảo với thế lực khác, nhưng gần đây có không ít tông môn lánh đời bái phỏng, dường như đi đi lại lại mật thiết hơn trước. Đáng tiếc hộ vệ kia cấp bậc quá thấp, chứ hiểu về Thi Sát Tông và Bất Động Quy Lâm gia, cái khác không rõ ràng. Hắn lóe lên, bay tới cung điện của cảnh thất, đó là thạch quang lớn ở trung ương hòn đảo. Bởi vì Thi Sát Tông có chức nghiệp luyện thi, trên đảo đều là thây khô của động vật biển và rất nhiều quan tài, bốn phía cũng có thi sát khí đậm đặc, làm cho người ta cảm thấy không khỏe. Lý Vân Tiêu bay một hồi, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tham Cật Xà đang xoay quanh trước quan tài cực lớn, đầu rắn vùi vào trong người, nó đang ngủ. Lòng bàn tay của hắn đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ mọi người ngàn vạn không thể có việc gì, nếu không bản thiếu gia sẽ đánh Tham Cật Xà và Thi Sát Tông thành cho bụi. Đột nhiên một đạo ánh sáng xanh hiện ra, làm cho thân thể của hắn hơi chậm lại, một áp lực và cảm giác buồn nôn truyền tới. Không tốt, là thi sát khí bố trí kết giới. Trong lòng của hắn cả kinh, vừa rồi phân thần nên chạm vào kết giới, hắn lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Trong chốc lát, không gian trước mặt chấn động liên tục, vài đạo thân ảnh hiện ra. Cũng chỉ có một người cầm đầu là thần thái bình thường, trong mắt chuyển động, sau lưng có bốn thân ảnh. Tất cả có làn da khô quắt, khuôn mặt ngây ngốc, chúng là thi khôi. Ánh mắt người nọ nhìn qua, lông mày nhíu lại, quát. Xuất hiện đi. Suốt nửa ngày không ai đáp lại. Người nọ cười lạnh nói. Cho rằng trốn đi sẽ không có chuyện gì sao. Đã không chịu hiện thân, vậy đi chết đi. Hắn tay giơ lên, một đám khí xanh bay ra khỏi bàn tay, sau đó bành một tiếng, nó nổ tung. Khí xanh bao phủ quanh người của hắn. Trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi rất rộng. Lý Vân Tiêu ẩn nấp trong tiết điểm, khí màu xanh này chạm vào da thịt liền hóa thành bột phấn bám dính vào, sau đó ăn mòn da thịt của hắn. Mùi của chúng bay lên rất gay mũi, là mùi của xác chết phân hủy. Nghĩ tới những thứ này lấy ra từ thi thể, Lý Vân Tiêu cảm giác buồn nôn, hắn đành phải nhịn xuống. Nam tử bên ngoài chờ một lúc, sắc mặt của hắn biến hóa, nhưng lập tức khôi phục lại, hừ lạnh một tiếng. Hắn quay người mang thi khôi rời đi. Lý Vân Tiêu lúc này mới dám vận chuyển chân nguyên, khu động thiên địa thủy nguyên rửa thân hình, rửa sạch đám bột phấn đang bám vào người, lúc này mới tiếp tục tại âm thầm tiềm hành, không dám tiến lên quá rõ ràng. Trong đại điện hào khí âm trầm đáng sợ, chung quanh đều là thi khí màu xanh lá. Trong điện có Long Nguyên Vũ, Quy Lục, Hạ Kình ba người đang đứng ngồi không yên, cực kỳ không khỏe với hoàn cảnh nơi đây. Đã lâu như vậy, tại sao cảnh thất đại nhân còn chưa tới, chẳng lẽ không chào đón chúng ta hay sao? Quy Lục có phần không tốt, cằn nhằn vài câu. Long Nguyên Vũ liếc hắn một cái, nói. Vững vàng, ăn chút ít trà bánh, an tĩnh lại. Dù sao cũng là địa bàn của người ta, hơn nữa cảnh thất đại nhân còn không hiện thân, hơn phân nửa là có việc. Hừ, có việc, sợ là xem thường chúng ta. Quy Lục lạnh lùng nói, thuận tay cầm lấy côn trùng nhỏ trong dĩa. Trên người của nó có màu xanh lấm tấm, hai mắt như ruồi, tức giận. Hơn nữa trà bánh chiêu đãi chúng ta lại là côn trùng. 3. Hắn tức giận ném côn trùng xuống đất sau đó đạp lên. Hạ Kình cau mày nói. Linh trùng này làm thuốc thì tốt, nhưng mà nuốt sống thì quá buồn nôn. Quy Lục cười lạnh nói. Sợ rằng Thi Sát Tông biết rõ chúng ta nhất định sẽ không ăn, cho nên cố ý lấy ra. Đột nhiên ba người chấn động. Lập tức nhìn qua ngoài đại điện. Chỉ thấy một người chậm rãi đi vào, mặc trường bào màu xám, gương mặt vàng như nến, sắc mặt quỷ dị. Ba người vừa thấy người này đi vào thì đứng lên, cúi người nói. Cửu Quang đại nhân. Phó tông chủ Thi Sát Tông Cửu Quang, khóe miệng hơi nhếch lên, đáp lễ nói. Ba vị khách khí, là bổn tọa lãnh đạm, để ba vị chờ lâu. Sắc mặt Quy Lục biến hóa, có phần xấu hổ. Long Nguyên Vũ vội hỏi. Đại nhân có việc, chúng ta chỉ chờ một lát mà thôi,
nhưng mà nơi này thi khí quá nặng làm cho người ta phập phồng không yên. Thì ra là thế, là bổn tọa cân nhắc không chu toàn, thi khí đều tràn ra từ người Kiền Thích đấy. Cứu Quang mỉm cười nói. Kiền Thích, ba người đều cả kinh, dường như nghe được chuyện đáng sợ gì đó, lập tức sởn hết cả gai ốc, tóc mai đổ mồ hôi lạnh. Cứu Quang cười nói. Chư vị không cần khẩn trương, chỉ là một ít thi khí tràn ra mà thôi. Sắc mặt Hạ Kình hơi trắng bệch, nói. Chỉ là một ít khí tức đã có thuộc tính mạnh như thế, không hổ là thiên hạ đệ nhất thi. Trên mặt Cứu Quang không chút che giấu vẻ đắc ý, cười nói. Đó là tự nhiên, đây là thi thể cần vài vạn năm tiến hóa thành thần thi. Cũng là vì nó cho nên tông chủ không thể hiện thân tiếp ba vị, chỉ có thể do bổn tọa tiếp đãi, mong được tha thứ. Long Nguyên Vũ nói. Thì ra tông chủ đại nhân đang luyện thi, chuyện này khó trách. Ba người chúng ta tới cũng không có đại sự gì, chỉ là bắt được ba kẻ thù bên ngoài thực lư xê không tệ, muốn mời quý phái hỗ trợ luyện thành thi khôi. À, kẻ này bên ngoài này chỉ sợ thực lực không kém nha. Trong mắt Cứu Quang xoay động, khẽ cười nói. Nghe nói tông chủ quý phái gặp nạn, ngay cả bảo vật trấn phái vô tình chung cũng mất đi. Tham Cật Xà bất động vạn năm cũng phải chạy tới bất động quy lâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai? Long Nguyên Vũ thở dài nói. Tông môn gặp đại biến, làm cho lòng người bàng hoàng, thật sự khó có thể mở miệng. Cứu Quang cười nói. Cũng phải, Long trưởng lão đã không muốn nói cũng đừng nói nhiều, an tâm ở lại trong bất động quy lâm này. Không biết ba vị mang võ giả tới có thực lực gì? Long Nguyên Vũ nói. Trong đó có hai cửu tinh đỉnh phong võ đế, một người chỉ là nhất tinh võ đế. Cứu Quang kinh hãi, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Cửu tinh đỉnh phong võ đế, hai người. Hắn phản ứng cũng nằm trong dự tính của ba người, trong nội tâm cười lạnh không dứt. Quy Lục trầm giọng nói. Đúng vậy, ba người này chúng ta trả cái giá lớn và tử thương thảm trọng mới bắt được. Trên mặt Cứu Quang mang theo thần sắc phức tạp, ánh mắt lóe sáng, ung dung nói. Có biết thân phận ba người này không? Long Nguyên Vũ nói. Hai người trong đó là người thánh vực, còn có một người là người của Thương Minh. Muốn đoạt vô tình trung tiến vào thâm u thủy kính, tông chủ đại nhân lúc này bị bọn chúng sát hại, có một tên chạy thoát. Thánh vực, Thương Minh, trốn. Cứu Quang cân nhắc tin tức này, trong đầu không ngừng phân tích, lẩm bẩm. Trên Thiên Vũ Đại Lục, có thể có thực lực cửu tinh đỉnh phong cũng chỉ có hai đại siêu cấp thánh địa cùng bảy đại tông môn. Không thể ngờ tổ chức như Thương Minh cũng có cửu tinh đỉnh phong, đúng là không đơn giản. Long Nguyên Vũ nói. Đúng thế. Lúc ấy mấy người kia ra tay, ta liền đoán được là cường giả của mấy thế lực lớn. Nhưng mà không nghĩ tới Thương Minh cũng có cửu tinh đỉnh phong võ đế tồn tại. Cứu Quang nói. Thiên hạ to lớn, không thể biết hết được. Có chút tông môn che giấu một chút thực lực cũng là bình thường. Tên nhất tinh võ đế luyện thành thi khôi thì dễ xử lý, ta có thể lập tức cho người bắt lấy luyện chế. Nhưng hai gã cửu tinh đỉnh phong võ đế, luyện chế thi khôi tiêu hao phi thường lớn. Hơn nữa chưa hẳn có thể thành công. Một khi thất bại có thể nói kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, tài nguyên đầu nhập vào như nước đỏ lá môn. Trong lòng ba người cười lạnh, lấy cớ nhiều thế chẳng phải muốn độc chiếm sao. Long Nguyên Vũ vững vàng, nói. Không bằng chúng ta bỏ qua một gã xem như tiền công luyện chế. Quý phái giúp chúng ta luyện một gã là được. Có thể gia tăng một gã thi khôi cửu tinh đỉnh phong, đối với ba phái đang trọng thương mà nói là rất cần thiết. Cứu Quang dùng ngón tay gõ ót, khó xử nói. Ta hết sức, nhưng mà không thể bảo chứng thành công, dù sao luyện chế đồ vật cao cấp như vậy nguy hiểm quá lớn. Theo ta thấy, ba vị không bằng bán hai gã này cho bổn tông, dù sao bổn tông tài nguyên khổng lồ, chút nguy hiểm ấy cũng chịu được. Với tư cách thù lao, bổn tông giúp ba vị luyện nhất tinh võ đế, đồng thời đưa cho ba vị mỗi người một thi khôi bát tinh võ đế, như thế nào? Sắc mặt ba người khó nhìn, lập tức giận dữ. Cửu tinh đỉnh phong võ đế biến thành bát tinh, về phần thi khôi nhất tinh võ đế hoàn toàn là tặng phẩm, có cũng được mà không có cũng không sao, giao dịch này quá khi dễ người. Cứu Quang thấy sắc mặt ba người không tốt, ngượng ngùng cười cười, nói. Như vậy đi, ta tự tiện làm chủ một lần, đổi thi khôi bát tinh võ đế thành cửu tinh sơ giai, như thế nào? Điều kiện này đã là cực hạn của bổn tông, nếu không đồng ý thì thôi. Hắn phất tay áo một cái, bộ dáng lạnh nhạt. Sắc mặt ba người biến hóa vài lần, dùng ánh mắt trao đổi với nhau,
đều cảm thấy bất đắc dĩ, biết rõ đối phương đang ăn chắc, lúc này chỉ có thể vào khuôn khổ. Ưu đãi như thế, đa tạ cứu quang đại nhân. Long Nguyên Vũ áp chế lửa giận trong lòng, lúc này cố nói lời khách khí. Ha ha, không khách khí, không khách khí. Cứu quang đại hỉ, trên mặt cười như nở hoa, thân thiết nói. Mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ nhau là đương nhiên. Huống chi hiện tại cũng là thành viên thiên minh, còn khách khí với ta làm gì? Ha ha, mau dẫn bổn tọa đi xem hai cường giả kia. Trong lòng hắn, hai người kia đã là thi khôi, chẳng khác gì người chết. Bốn người ra khỏi đại điện, liền thấy Tham Cật Xà nằm đó không nhúc nhích, đầu rắn vùi vào trong thân, bộ dáng đang ngủ. Nhưng cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện đường vân trên thân rắn không ngừng di động, có lực lượng không gian hiển hiện, thi khí chung quanh không thể chạm vào người nó. Ánh mắt cứu quang lộ ra tinh mang, tán thán nói. Đại xà này nếu luyện thành thi khôi, chắc chắn đáng giá. Thần sắc ba người đại biến, bộ dáng cả kinh. Quy Lục tức giận. Đại nhân có ý gì? Cứu quang cười to nói. Ha ha, ba vị chớ khẩn trương. Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, Tham Cật Xà này và Bát Động Quy Lâm của bổn tông là thượng cổ dị chủng, mặc dù thực luyện chế thành khôi cũng không có gì không thể, người xem hiện tại Bất Động Quy Lâm không phải rất tốt hay sao? Long Nguyên Vũ trầm giọng nói. Vẫn miễn đi, con rắn này là căn cơ ba phái chúng ta, mọi người tốt nhất đừng nghĩ cách, nếu không. Ha ha, sẽ không, xem các ngươi khẩn trương thế nào kìa. Trong mắt Cứu Quang có tinh quang lóe lên, cười hắc hắc nói ra. Quy Lục lạnh lùng nói. Sẽ không là tốt nhất. Bốn người đi tới trước Tham Cật Xà, Long Nguyên Vũ đánh ra vài đạo ấn quyết lên con rắn kia lập tức ngẩng đầu lên nhìn qua. Sau đó thân rắn sinh ra chấn động không gian, bốn người lập tức bị truyền tống vào trong. Một đạo ánh sáng màu xanh chớp động, Lý Vân Tiêu cũng xuất hiện trước thân rắn, trầm tư một chút sau đó đi xuyên qua. Đột nhiên không gian ngưng tụ chắc chắn hơn, nó ngăn cản thân thể Lý Vân Tiêu trên không trung, một nửa đã vào trong, một nửa ở bên ngoài. Con rắn kia ngẩng đầu lên, hai mắt bắn ra ánh mắt ngoan độc, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, dường như nhận ra người trước mắt. Ai nha, con xúc sinh ngươi muốn tìm chết sao? Tâm niệm Lý Vân Tiêu thay đổi thật nhanh, nếu ra tay đánh chết con rắn này, chắc chắn sẽ đưa người thi sát tông tới. Hai tay của hắn hóa thành màu vàng, hắn dùng sức xé mở không gian, bay thẳng vàn bên trong. Tê tê, Tham Cật Xà cực kỳ bất mãn, nó lập tức táp một cái. Phanh, trong lòng bàn tay Lý Vân Tiêu có thần hỏa sinh ra, hóa thành thiên phượng ngao du trong tay. Khí thế cường đại làm toàn thân Tham Cật Xà run lên, thân thể lập tức cứng ngắc. Hắn cười lạnh một tiếng sau đó nhảy vào trong không gian. Đột nhiên thi khí bành trướng sinh ra từ phía sau, phô thiên cái địa muốn nuốt hắn vào trong. Lý Vân Tiêu xoay tay đánh ra một chưởng. Oanh! Hai lượng chấn động mạnh mẽ, thi khí mênh mông sinh ra, người tới kêu thảm thiết, xương tay vỡ nát. Chính là nam tử xuất hiện trong kết giới lúc trước. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu. Người rốt cuộc là người nào? Người nọ chỉ cảm thấy hai tay run lên, xương tay đau đớn khó nén. Hắn đang muốn triệu tập thi khôi đến, không gian lưu động sụp đổ, một cơn phong bạo quét qua tất cả. Hai người lập tức tiến vào bên trong. Toàn thân Tham Cật Xà run lên, nó cũng cơ linh, cũng khôi phục thần thái như ban đầu, thấp giọng tê tê vài cái, tiếp tục cúi đầu nhắm mắt ngủ say. Lý Vân Tiêu tiến vào không gian kia, chính là không gian trong bụng Tham Cật Xà. Cảnh vật trước mắt không khác trước, chỉ có Trung Ương Vô Tình Tông là bị hủy hoại hoàn toàn. Là ai? Hắn và nam tử kia rơi xuống làm kinh động nhiều người khác. Thần thức Lý Vân Tiêu quét qua, lập tức cảm nhận được vị trí đám người Thủy Tiên, vội vàng thuấn di đi qua. Tên nam tử rơi xuống cùng quát lên. Nhanh bắt lấy hắn là địch nhân. Lập tức thả bốn thi khôi ra, đồng thời nhìn qua cứu quang ở xa xa, hô to nói. Cứu quang đại nhân, có địch nhân. Trong vị trí trung ương Tham Cật Xà có xiềng xích như mạng nhện lơ lửng, phía dưới có bốn lao tù, còn có các phủ văn quấn quanh. Bốn phía đều có võ giả cường đại trông coi, mắt lộ hung quang như muốn cắt nát bốn người này. Đột nhiên thân ảnh bay lên, dừng trước lao lung bên phải, khẽ gọi. Mỹ nhân, người có nghe ta nói chuyện không? Thủy Tiên mềm yếu nằm ngủ trong lồng sắc, mơ hồ mở mắt ra, lau nước miếng trên khóe miệng,
sững sờ nói. Ngươi là ai? Người nọ nói. Tại hạ thiếu tông chủ vô tướng tông Hạ Quýnh, chính là người đã cứu mỹ nhân khỏi chết. Cứu, người cứu ta. Thủy Tiên đại hỉ, hưng phấn đứng lên, phát hiện thân thể không có một điểm khí lực, lung lay sắp đổ, lại ngã xuống, nói. Vì sao ta không có chút khí lực thế này? Hạ Quýnh nhìn nàng mềm yếu như ngọc, toàn thân vô lực, lúc này thân thể có phản ứng, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc, nuốt nước bọt liên tục. Đúng, chính là ta cứu ngươi, nếu không ngươi sẽ như bọn họ, bị luyện thành thi khôi. Thủy Tiên sững sờ nói. Thi khôi là cái gì? Lồng tre và xiềng xích này có cổ quái, hình như hút khí lực của người ta, ngươi cho ta ra ngoài trước đi. Hạ Quýnh ho khan hai cái, nói. Hiện tại không làm được, trừ phi ngươi đáp ứng gả cho ta. Cái gì, gả cho ngươi? Thủy Tiên nhảy dựng lên, nhưng lại hữu khí vô lực. Hạ Quýnh nói. Đúng vậy, là phu nhân thiếu tông chủ vô tướng tông, chờ chúng ta xưng bá đại lục, tên tuổi của phu nhân tông chủ sẽ vang vội khắp đại lục. Ngươi là con cóc, bại hoại, dám đánh chủ ý lên ta, chết không yên lành. Thủy Tiên tức giận. Đã sắp khóc, muốn giết người, lại không có lực lượng nào cả. Ha ha, đã nói rồi. Hắn chính là con cóc, lại dám đánh chủ ý lên tiểu thư. Một giọng nói vang lên, Hạ Cùng đi qua, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Hạ Quýnh, nói. Thừa lúc ca không có mặt ở đây, muốn động nữ nhân của ca, người đúng là đệ đệ tốt. Hạ Cùng ngươi xúc sinh này, lại dám hoành đao đoạt ái, hôm nay ta bổ ngươi. Hạ Quýnh tức giận sắc mặt biến thành, lao tới. Hừ, ta là xúc sinh, vậy ngươi lại là vật gì? Trong mắt Hạ Cùng có sát khí lóe lên, tiến lên một bước rút đao chiến đấu. Trong lòng hai người biết rõ, muốn đạt được mỹ nhân trước mặt thì chỉ có một người nằm xuống. Hơn nữa một trận chiến này không chỉ là tranh giành mỹ nhân, cũng quan hệ tranh giành quyền thừa kế ngày sau, cho nên đều không chút lưu tình, chiêu chiêu đoạt mạng. Người chung quanh nhíu mày. Thứ nhất chuyện này không liên quan tới mình, thứ hai hai vị công tử thân phận tôn quý, bọn họ không tiện ra tay ngăn cản. Viên Cao Hàn xem vài lần, nói. Hạ Quýnh, tu vị của ngươi không bằng ca ca của ngươi đâu, ngàn vạn đừng liều mạng, ta thấy thân pháp của ngươi không tệ, nên lấy thừa bù thiếu, dùng xảo thủ thắng. Hạ Quýnh đang bị bức khẩn trương, vừa nghe xong lập tức hiểu rõ, đại hỷ toàn lực thi triển thân pháp, hóa ra vô số tàn ảnh du đấu. Lập tức vãn hồi xu thế suy tàn kéo. Hạ Cùng tức giận. Tặc tử đáng chết, bổn công tử lát nữa sẽ giết ngươi. Viên Cao Hàn pha trò, nói. Không phải muốn luyện chúng ta thành thi khôi sao? Ngươi giết ta thì làm sao bàn giao với phụ thân của ngươi chứ? Hạ Cùng khó thở, nhưng giờ phút này không phải thời điểm đấu võ mồm. Hạ Quýnh thay đổi sách lược, hắn lâm vào hạ phong. Trần Thiến Vũ khó hiểu nói. Đại nhân! Bọn họ chó cắn chó, vì sao ngươi mở miệng chỉ điểm? Viên Cao Hàn nói. Dù sao nằm đây nhàm chán, để bọn chúng đánh hung tàn hơn nữa không phải thú vị hơn sao? Trần Thiến Vũ chợt nói. Cũng đúng, đại nhân cao kiến. Đột nhiên một đạo kim quang hiển hiện, Hạ Kình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây, nổi giận đánh hai trường, đánh bay hai tên nhi tử của mình. Trên bầu trời có hai búng máu bắn lên cao, có thể thấy được hắn ra tay vô cùng ác độc. Hoàn toàn không lưu tình, bởi vì thật sự mất mặt. Để các vị chê cười. Sắc mặt Hạ Kình tái nhợt, quay đầu lại rất xấu hổ. Lúc này mọi người mới phát hiện đám người Long Nguyên Vũ đều trở về, tất cả đang đứng bên ngoài. Ha ha, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, tranh chấp vì nữ nhân cũng là chuyện bình thường. Cứu Quang vuốt vuốt chòm râu cười ha hả, ánh mắt đảo qua bốn người, cuối cùng nhìn lên người Thủy Tiên, đôi mắt nhắm lại, khen. Chậc chậc, quả nhiên là tuyệt sắc, khó trách hai người bọn họ động tâm đấy. Hạ Kình càng xấu hổ hơn, e thẹn nói. Thực sự nên đánh chết hai tên vương bát đản này. Cứu Quang cười nói. Người trẻ tuổi nha, nên tìm nhiều nữ nhân cho bọn họ sung sướng, sẽ không huyết khí phương cương như vậy. Hạ Kình nói. Đại nhân nói đúng. Cứu Quang híp mắt, vui vẻ nói. Hai tên cường giả này đúng là không tệ. Ánh mắt của hắn dò xét Trần Thiến Vũ và Tô Liên Y, hai người cảm thấy sởn gai ốc. Viên Cao Hàn vội hỏi. Thực lực của ta thấp kém, không có trọng dụng gì, cũng không cần luyện chế a. Cứu Quang liếc hắn một cái, nói. Nhất tinh võ đế, đúng là cặn bã,
nhưng nói như thế cũng nắm giữ cửu thiên cảnh quy tắc võ đế, lấy đi làm thuốc. Viên Cao Hàn. Đột nhiên ở xa có tiếng âm ý, một người mang theo 4 thi khôi bay tới. Cửu Quang cau mày nói. Điều Vũ, sao ngươi đi vào đây? Nam tử kia hoảng sợ tiến lên chỉ về một bên, nói. Đại nhân, người này tự tiện xông vào bất động thi lâm. Đám người Cửu Quang toàn thân run lên, nhìn qua, thấy trong lồng sắt của Viên Cao Hàn không rõ lúc nào có một nam tử trẻ tuổi đang đứng đó. Rất nhiều đệ tử ba phái chen chúc tới gần, thoáng cái đã tụ tập mấy trăm người. Vân Tiêu ca ca. Thủy Tiên mừng rỡ kêu to, không có khí lực nhảy lên, ngã sấp trong lồng, ủy khuất nước mắt lưng tròng. Ách, không còn khí lực thì đừng nhảy. Lý Vân Tiêu nhìn bộ dáng ngốc nghếch của nàng, vừa buồn cười lại đau lòng, trong nội tâm thở ra một hơi, 4 người không có việc gì cả. Viên Cao Hàn nói. Người cuối cùng đã đến. Lý Vân Tiêu nói. À, nhìn bộ dáng của ngươi hình như rất sợ nha, đã sống lớn tuổi như vậy rồi còn sợ chết. Viên Cao Hàn cười nói. Ta không lo lắng cho mình đâu, có Thủy Tiên công chúa tại đây, ngươi nhất định sẽ tới cứu người. Nếu như chỉ có 3 người chúng ta thì đúng là phải sợ rồi đấy. Lý Vân Tiêu cười nói. Xem như tự hiểu lấy mình, ta thật sự tới cứu Thủy Tiên, các ngươi nên lưu lại đây vài ngày đi. Trần Thiến Vũ và Tô Liên Y đều im lặng. Thủy Tiên thì cảm động rối tinh rối mù, nói. Ô ô ô, Vân Tiêu ca ca cố ý mạo hiểm trở về vì ta. Lý Vân Tiêu. Ngươi là ai? Sắc mặt Long Nguyên Vũ âm trầm, trong mắt bắn sát khí. Lý Vân Tiêu nói. Ta tự nhiên là đồng lõa của bọn họ. Các ngươi đúng là không biết tốt xấu. Ta giúp các ngươi truy hung thủ giết người. Các ngươi lại bắt đồng bạn của ta. Đúng là lấy oán trả ơn. Hừ, truy hung thủ giết người. Cái cớ ngây thơ như vậy ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Xem ra ngươi chính là kẻ đào tẩu lúc trước. Quy Lục cười lạnh nói. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ mở hai tay ra, nói. Tin hay không đã không trọng yếu, bản thiếu gia muốn làm đã làm rồi, hiện tại muốn mang 4 người bọn họ rời khỏi, các ngươi nên nể tình đi. Ha ha, chê cười, bổn tọa chưa bao giờ nghe qua chuyện buồn cười như thế. Quy Lục cười như điên, dữ tợn nói. Vậy cho ngươi mặt mũi, luyện ngươi thành thi khôi là được rồi. Cửu Quang đại nhân, ngươi cảm thấy tiểu tử này làm thi khôi phù hợp không? Cửu Quang vẫn đánh giá Lý Vân Tiêu, trong nội tâm khiếp sợ không thôi, hắn phát hiện mình không nhìn thấu tu vị đối phương, lập tức cười lạnh nói. Xem thực lực của hắn, nếu như cũng như tên nhất tinh võ đế, cũng chỉ có thể làm thuốc mà thôi. Điều Vũ nói. Đại nhân, không nên khinh thường kẻ này, ta vừa tiếp một chiêu của hắn. Hai tay bị phế bỏ đấy. Cửu Quang nhìn cánh tay của hắn, lạnh giọng nói. Ai đi lên bắt kẻ này? Long Nguyên Vũ nói. Tự nhiên là do người ba phái chúng ta rồi, hắn đã dám trở lại cứu người, nhất định là có chút bổn sự, mọi người ngàn vạn chớ khinh thường. Quy Lục lạnh lùng nói. Dù có bản lĩnh, có thể thoát khỏi thiên la địa vòng sao? Lên! Hắn ra lệnh một tiếng, mấy trăm võ giả chung quanh kêu vang trời. Nhanh chóng xông lên. Lý Vân Tiêu thoáng im lặng, đổ mồ hôi nói. Các ngươi cứ thích cho lâu la xông lên tìm chết. Nhiều lâu la như vậy, giết hay không giết? Hắn bắt đầu khó xử. Viên Cao Hàn nói. Đồng thuật của ngươi thiên hạ vô song, còn lo lắng cái này. Lý Vân Tiêu vỗ đầu, nói. Vì sao ta lại quên chứ, võ học quá tạp, nhất thời không nghĩ tới. Hai mắt của hắn hóa thành huyết sắc. Cả bộ mặt biến thành yêu dị. Ánh mắt đảo qua, đám võ giả ngây ngốc, thần thái lâm vào mê mang. Quy Lục kinh hãi, cao giọng quát. Tất cả nhắm mắt lại, đừng nhìn vào mắt của hắn. Nhưng cho dù nhắm mắt lại cũng không thể tránh được đồng thuật. Bởi vì không cần ngươi nhìn hắn, ánh mắt đảo qua là đủ giết người rồi. Chi? Đám người Long Nguyên Vũ lập tức sợ hãi, lập tức hiểu lần này gặp cao thủ rồi. Mặc dù là bọn họ cũng cảm thấy tâm thần bất định. Cửu Quang quát to. Định thần. Hắn cắn phá bờ môi, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn qua. Ba người còn lại cắn chớp lưỡi, cảm giác đau đớn kịch liệt xông lên đầu, lập tức xua tan cảm giác hoảng hốt này. Long Nguyên Vũ quát. Người này thập phần không đơn giản, đồng loạt ra tay. Ba đại cao thủ lập tức bay lên cao, đồng thời xuất chưởng đập thẳng vào Lý Vân Tiêu. Lập tức trong thiên địa có cuồng phong quét qua, như sóng biển như sôi trào,
trong khoảnh khắc nó đánh thẳng vào Lý Vân Tiêu. Ba người liên thủ uy thế ngập trời, Lý Vân Tiêu cũng không muốn ngạnh kháng, hắn nhanh chóng vận dụng bộ pháp tránh né. Muốn đi, nằm mơ đi. Long Nguyên Vũ hét lớn một tiếng, bay thẳng lên trên cao, đồng thời bàn tay trái đánh ra một chưởng, hai tay kết ấn trước người. Hai người khác cũng theo sát phía sau, chỉ hai chiêu này đã phong kín đường lui của Lý Vân Tiêu. Khí tức cuồng bạo hóa thành long hình bao phủ toàn thân của hắn, làm cho khí huyết trong cơ thể Lý Vân Tiêu lúc này tuôn ra như suối. Hắn cầm kiếm đứng đó, ba bóng kiếm lạnh giá bay đi, chúng là ba kiếm ý khác biệt, phân biệt đâm tới các hướng khác nhau. Hoặc hùng hồn như sóng biển, hoặc trầm trọng như núi, hoặc lăng lệ như lôi đình. Dưới thân kiếm là ba kiếm ý lăng lệ ác liệt. Cái gì? Ba người Long Nguyên Vũ kinh hãi, thế kiếm kia mặc dù không đủ đánh bại ba người, nhưng nó rực rỡ nhiều màu và vô cùng vô tận, làm cho người xem cảm thấy tươi đẹp rực rỡ. Cứu Quang và Điêu Vũ trợn mắt há hốc mồm. Không cần sợ, biến hóa nhiều hơn nữa cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Hạ Kình hét lớn một tiếng, ánh mắt biến thành hung ác, bàn tay giơ lên điểm ra một chỉ. Tay kia của hắn nắm chặt lại, hai kình khí dung hợp phát ra âm thanh gào thét phá không bay đi, lại ngưng tụ thành cương phong đánh ra bên ngoài. Bành! Cương phong bắn thẳng vào trong kiếm quang, bắn ra linh áp cường đại, nó nhanh chóng xé rách không gian. Mà kiếm quang tầng tầng lớp lớp giống như trăm ngàn vết thương, vô cùng vô tận, đây là thiên thu phong hắn lĩnh ngộ từ chỗ xa vưu. Sắc mặt Hạ Kình đại biến, trong nội tâm của hắn sinh ra sợ hãi như sóng cồn. Một kiếm ba thức chống lại thần thông của hắn, hơn nữa còn giành thượng phong. Nếu đơn đả độc đấu thì hắn đã bay ngay tại chỗ rồi. Nhưng hắn mặc dù kinh nhưng lại không sợ, bởi vì Long Nguyên Vũ và Quy Lục cũng đồng thời ra tay, ba người liên thủ, cho dù là cường giả siêu phàm nhập thánh cũng không dám khinh địch. Kiếm giới. Lý Vân Tiêu quát một tiếng, hắn giơ kiếm lên, một đạo kiếm lực thuần túy mênh mông nhộn nhạo sinh ra, kết giới màu xanh xuất hiện bao phủ phạm vi vài dặm chung quanh. Đột nhiên ba đạo kiếm ý phóng ra khí thế bàng bạc như con mãnh thú và dòng nước lũ quét qua thiên địa. Bành! Hạ Kình bị đánh bay, thiên thu phong giống như ngàn vạn ngọn núi nghiền áp tất cả mọi thứ. Long Nguyên Vũ và Quy Lục cũng bị trùng kích, tâm thần đại chấn, thân thể bị kiếm giới nuốt hết. Ba người không dám tiếp tục tấn công, dùng tất cả lực lượng còn lại phòng ngự, sợ bị kiếm lực làm tổn thương. Bành, bành, bành! Ba người đau khổ trèo trống. Trận chiến này ba người lui bước, kiếm lực kia đủ sức làm bọn họ trọng thương. Khí huyết của ba người chấn động mạnh, miệng khô lưỡi đắng, cố nén không phun máu tươi. Lý Vân Tiêu dùng một kiếm đánh lui ba người, kỹ kinh toàn trường. Đám võ giả chung quanh bị đồng thuật ảnh hưởng cũng cả kinh, sợ hãi nhìn qua. Hắn thu kiếm đứng đó, dẫm lên lồng sắt, nói. Hiện tại ta mang bốn người này đi, chư vị có thể bán mặt mũi cho ta hay không? Lần này không có bất kỳ ai dám mỉa mai, thậm chí ngay cả một tiếng nói cũng không có, hoàn toàn im lặng. Sắc mặt Long Nguyên Vũ ba người còn trắng hơn cả giấy. Không có khả năng, không có đạo lý. Đột nhiên Cứu Quang mở miệng nói ra. Thực lực tiểu tử này chỉ là cửu tinh trung giai võ đế, từ tu vị mà nói, hắn đơn đả độc đấu còn không bằng một ai trong ba người, làm sao có khả năng dùng một kiếm đánh lui ba người chứ? Sợ rằng siêu phàm nhập thánh cũng không làm được như vậy. Sắc mặt ba người khó coi, chỉ cảm thấy rất là mất mặt, Quy Lục càng phẫn hận, nói. Cứu Quang đại nhân đang trào phúng chúng ta sao? Nếu đại nhân hoài nghi thực lực tiểu tử này, vậy cứ lên đi. Cứu Quang cau mày nói. Ta cũng không có ý mỉa mai ba vị, mà là. Long Nguyên Vũ chen ngang lời hắn, cao giọng nói. Tiểu tử, bốn người trong cái lồng kia. Hai tên cửu tinh đỉnh phong võ đế đã thuộc về Bất Động Quy Lâm Thi Sát Tông, ta đều không có quyền xử trí. Về phần nhất tinh võ đế và cô gái này ngươi cứ mang đi. Sắc mặt Cứu Quang đột biến, Long Nguyên Vũ đang chĩa đầu mâu vào hắn, trên mặt của hắn mang theo thần sắc giận dữ. Long Nguyên Vũ nhẹ giọng thở dài. Cứu Quang đại nhân, vừa rồi ngươi cũng trông thấy, cũng không phải là ta không bảo vệ hai tên cường giả này, mà là thật sự bất lực. Nếu đại nhân cũng không muốn thì khôi, ta thay mặt đại nhân từ chối, để hắn mang người đi. Cứu Quang cũng khó làm, chiến thì không phải đối thủ, không chiến thì mất đi hai thi khôi cửu tinh đỉnh phong, mặc dù đối với Thi Sát Tông cũng là tổn thất thật lớn. Nhưng nơi đây dù sao cũng là Bất Động Quy Lâm của bọn họ,
là đại bản doanh của bọn họ, tự nhiên không chịu buông tha rồi. Long Nguyên Vũ đại nhân nói đúng, hai tên trong đó thuộc về Thi Sát Tông, mong bằng hữu cho vài phần mặt mũi, mang hai người khác là được. Kể từ đó, chúng ta là bằng hữu không phải là kẻ địch, thập phần hoan nghênh bằng hữu thường tới Bất Động Quy Lâm làm khách. Thường xuyên đến làm khách thì miễn, địa phương quỷ quái này bản thiếu gia cả đời cũng đều không muốn đến lần thứ hai. Làm bằng hữu với Thi Sát Tông thì ta càng không có hứng thú, hôm nay từ biệt, ngày sau không tương kiến đâu. Lý Vân Tiêu cự tuyệt không chút lưu tình. Trong thế gia lánh đời, Thi Sát Tông là tồn tại như Thái Sơn Bắc Đẩu, ai dám không nể tình. Tiểu tử này đúng là đắc tội người ta tới chết mà. Long Nguyên Vũ ba người vô cùng vui vẻ, trao đổi ánh mắt với nhau. Chỉ cần làm cho Cửu Quang giận dữ, Thi Sát Tông ra tay, tiểu tử này phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên sắc mặt Cửu Quang biến thành màu xanh, lạnh lùng nói. Vô cùng càn rỡ, ngươi cho rằng nơi đây là Thiên Vũ Đại Lục sao, muốn hoành hành trong Bất Động Quy Lâm của chúng ta. Mặc dù các ngươi tới từ hai đại thánh địa, khi tới nơi đây cũng phải gục xuống cho ta. Lý Vân Tiêu chỉ vào viên cao hàn trong lồng, giơ ngón tay cái lên nói. Đúng, vị này là cường giả thánh vực, quả nhiên gục xuống, lợi hại. Viên cao hàn giận dữ, mắng. Ngươi là đồ côn đồ, thời điểm này còn không quên nhục nhã ta. Lý Vân Tiêu nói. Quân tử không lo không sợ, thực sự cầu thị, cao hàn huynh còn sợ người ta biết rõ thân phận của ngươi hay sao? Viên cao hàn lúc này cũng im lặng, hừ một tiếng, dứt khoát nằm sấp trong lồng nhắm mắt lại, để tránh nhìn hắn lại tức giận. Cửu Quang nói. Xem ra bằng hữu của ngươi lai lịch không nhỏ, hơn nữa người trong lồng quan hệ với ngươi cũng không tốt, tội gì vì một chút cảm tình mà xông vào đại họa cơ chứ? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi cũng nhìn ra được thân phận bằng hữu của ta không thấp, tội gì vì một chút hành động nhỏ mà bỏ mạng cơ chứ? Cửu Quang đã sớm tức giận đầy bụng, giờ phút này rốt cục không thể nhịn được nữa, nổi giận nói. Nếu ngươi đã muốn chết, bổn tọa chỉ có thể luyện ngươi thành thi khôi, như vậy mới không phụ lòng đi tìm chết của ngươi. Điều Vũ, nghe lệnh ta đi điều 18 thi khôi đến vây quanh Tham Cật Xà, những người còn lại theo ta ra tay, phàm có người lùi bước liền xử theo phản đồ. Vâng. Trong nội tâm Điều Vũ vô cùng kinh hãi, 18 thi khôi là chiến lực đỉnh cao nhất của Thi Sát Tông, cơ hồ chưa bao giờ xuất động toàn bộ bao giờ. Nhưng hắn cũng biết đây là chuyện lớn, vội vàng quay người bay ra ngoài không gian này. Người ba thế lực còn lại khiếp sợ, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, Cửu Quang rõ ràng lấy bọn họ làm bia đỡ đạn. Long Nguyên Vũ trầm giọng nói. Đại nhân, thực lực kẻ này ngươi cũng đã nhìn thấy, người ba phái chúng ta thực lực không đủ, sợ là rất khó phát huy tác dụng, xông lên cũng chỉ chịu chết mà thôi. Cửu Quang âm lãnh âm thanh hung dữ nói. Ít nhất cũng có thể tiêu hao một chút lực lượng của hắn mà. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, há có thể băn khoăn chuyện người sống người chết. Ba vị đại nhân, các ngươi đã đưa Tham Cật Xà tới Bất Động Quy Lâm rồi, sợ là cố ý đầu nhập vào Thi Sát Tông chúng ta nha. Hiện tại chính là lúc các ngươi quăng đầu danh trạng, nếu không. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, mọi tâm người ba phái lập tức trầm xuống tới đáy cốc. Long Nguyên Vũ ba người dẫn đội đi tới đây đúng là có ý đầu nhập. Vẫn chưa bàn tốt thẻ đánh bạc, dùng điều kiện ưu đãi đầu nhập vào. Nếu như thật sự bất mãn thì chỉ có thể dẫn đội rời đi. Nhưng mà bây giờ phải lập tức đứng thành hàng, nếu hiện tại không nghe theo Cửu Quang chỉ huy, không chỉ chuyện đầu nhập biến thành bọt nước, còn muốn sống rời khỏi Thi Sát Tông là chuyện hoang đường viễn vông. Cửu Quang lạnh giọng nói. Ba vị đại nhân, không nên không quả quyết, cơ hội đang ở ngay trước mặt đấy. Long Nguyên Vũ cắn răng một cái. Trong mắt mang theo thần sắc kiên quyết, quát to. Giết, 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 bầm thây tiểu tử này thành vạn đoạn, báo thù cho tông chủ. Toàn thân Hạ Kình cùng Quy Lục run lên, lập tức hạ quyết tâm, đều quát. Giết, lao lên giết cho ta, không được lui ra phía sau. Cửu Quang lúc này mới cười lạnh, nói. Ba vị cũng theo ta đi lên đi, chúng ta đồng lòng, mặc dù siêu phàm nhập thánh muốn đánh gục chúng ta cũng không có khả năng. Lập tức bốn người cũng xông đi lên, đệ tử sư môn của ba người tổn thất quá nặng, cắn răng xung phong liều chết ở phía trước. Lần đầu tiên hạ thủ lưu tình là sợ tạo sát nghiệp quá nặng, lần thứ hai không biết hối cải chính là chết chưa hết tội. Hai mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, sát khí bành trướng từ trong cơ thể bắn ra ngoài, hóa thành từng đạo lôi đình chấn động tứ phương.
Không gian trong bụng Tham Cật Xà lúc này bị lôi điện màu xanh bao phủ các nơi, hơn nữa còn tốc chiến tốc thắng, Miễn Lâm vào trong vòng vây của Thi Sát Tông, hắn thả Huyền Lôi Kinh Vân Hống và Ác Linh ra ngoài. Dưới lôi giới Bayo Phủ, Huyền Lôi Kinh Vân Hống như cá gặp nước, thân thể không ngừng hấp thu lôi đỉnh chung quanh, thân thể biến lớn hơn gấp 10 lần, trong miệng phun lôi quang màu vàng, mỗi một lần phun ra chết một đám lớn, giống như đang quét ngang một đám ruồi bọ. Ác Linh không ngừng kêu oa oa, hưng phấn khó nhịn được, cầm búa bổ thẳng vào đám người cứu quang đang xông tới. Đấu pháp không sợ chết, bởi vì thân thể yêu thân của nó có được lực phân giải vô tận, thích hợp nhất với cuồng đồ chiến đấu không sợ chết như hắn. Cái này, hai con yêu thú này là thế nào? Long Nguyên Vũ kinh hãi, sợ hãi nói. Chẳng lẽ hắn là huấn thú sư sao? Giáo huấn nãi nãi của ngươi, lại dám nói bổn đại gia là thú, đại gia ta đánh chết cả nhà ngươi. Trong mắt Ác Linh có hung quang lóe lên, nó giống thật to. Toàn thân cứu quang cả kinh, một cảm giác mát lạnh lan ra khắp đáy lòng, biết rõ phiền toái lớn, hắn quát lớn. Không phải sợ, không nên bị uy thế của nó hù sợ, chúng ta người đông hơn, chắc chắn sẽ thắng. Sau khi quát lên, chân khí của hắn cũng đề thăng, hắn muốn lăng không bỏ chạy ra ngoài. Đủ vô sỉ. Lý Vân Tiêu trong nháy mắt biến mất, lúc hắn xuất hiện đã đứng trước mặt của cữu quang, hắn chém xuống một kiếm. Thiên Thu Phong. Cữu quang hoảng hốt, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ở bên cạnh hắn xuất hiện hai cỗ thi khôi, chúng tỏa ra khí tức khiến người ta buồn nôn. Bành. Hai thi khôi ngạnh kháng một kiếm, đều là bị đánh bay trăm mét, trên người xuất hiện vết kiếm thật sâu, toàn thân rạn nứt nhưng không có máu tươi. Cữu quang cả kinh nói. Bằng hữu chuyện gì cũng từ từ, thân thể bốn cường giả này ta không muốn nữa, ngươi mang đi toàn bộ đi, xem như chúng ta kết giao bằng hữu. Quỷ mới muốn kết giao bằng hữu với ngươi, hiện tại nói cái gì cũng muộn rồi. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu có sát cơ nổi lên, mi tâm của hắn lập lòe, hỏa diễm nổi lên. Cá sấu hóa thành hào quang phóng thẳng về phía thi khôi. Trên người cá sấu có thần hỏa thập giai, chính là khắc tinh của những thứ âm sát như thế này. Hai cỗ thi khôi vừa đụng chúng hỏa diễm, toàn thân bốc cháy dữ dội, chúng không ngừng gào thét thảm thiết. Cứu quang đã sợ rồi. Hắn lúc bắt đầu bỏ chạy ra xa chính là vì hắn không muốn đấu với người trẻ tuổi này để tránh chính mình bị thương. Chỉ cần ra khỏi không gian Tham Cật Xà, triệu tập cao thủ Thi Sát Tông đến, lúc đó có thể dẫm bẹp hắn sau đó luyện hắn thành thi khôi. Nhưng giờ phút này hắn phát hiện mình muốn rời đi còn khó hơn lên trời. Át chủ bài của đối phương dường như vô cùng vô tận, bất luận là tình huống thế nào cũng ngăn chặn hắn rất thuần thục. Tuyên cổ tồn tại, ánh sao vĩnh hằng bất diệt. Lý Vân Tiêu cầm kiếm đứng đó, kiếm ý mênh mông bộc phát dữ dội, giống như thiên địa chỉ còn lại mình hắn. Tất cả mọi người đang chiến đấu đều bị thân ảnh của hắn hấp dẫn. Chi! Cứu quang hít khí lạnh mãnh liệt, hàn ý khôn cùng sinh ra từ đáy lòng của hắn, hắn cảm giác nguy hiểm tử vong chưa bao giờ gần như thế này. Không, không muốn a. Hắn khàn giọng kiệt lực kêu to lên. Tha mạng, van cầu ngươi tha cho ta một mạng. Trong tiếng kêu gào tha mạng còn mang theo tiếng thút thít. Sĩ khí của người ba phái đã tan rã, ý chí chiến đấu trong khoảnh khắc tan thành mây khói, lập tức thành nắm cắt vụn. Long Nguyên Vũ ba người nội tâm chìm xuống đáy cốc. Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm như nước, trong ánh mắt mang theo thanh tĩnh, không còn cảm giác cái gì khác, chỉ còn kiếm ý. Kiếm trảm tinh thần. Kiếm ý lạnh lẽo như băng xương bao phủ các nơi, hàn ý nhộn nhạo trên không trung, lập tức chém thẳng xuống phía dưới. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhìn qua một kiếm tuyệt mỹ kia giống như thiên địa pháp tắc, đại đạo tối giản. Cứu quang không ngừng khóc hô cầu cứu, tay của hắn cũng không có dừng lại chút nào, không ngừng bấm niệm pháp quyết, hắn dốc toàn bộ sở học bình sinh đánh ra một chưởng màu xanh, hắn muốn giữ mạng của mình. Ầm ầm. Kiếm quang như thủy ngân đánh chém thẳng vào trưởng ấn đang lao tới. Trưởng ấn màu xanh ra trời kia nhanh chóng tách ra, cứu quang mở to mắt, đồng tử co rút lại, không kịp kêu cứu, trơ mắt nhìn bản thân mình bị phân thây. Ầm ầm. Trên bất động quy lâm, Tham Cật Xà thống khổ không ngừng lăn lộn dữ dội, đột nhiên cái bụng của nó nổ tung, một đạo kiếm ý lăng lệ lao ra, chém thẳng vào biển cả khôn cùng. Bành. Thân rắn lập tức cắt bị thành hai đoạn. Nó không ngừng há miệng phun lưỡi, thống khổ kêu tê tê không dứt. Nhưng không gian một bạo hóa thành vòng xoáy quét qua bầu trời.
Thân thể Tham Cật Xà bị cắt thành hai đoạn cũng bị vòng xoáy xé nát, cho đến khi bị nuốt vô tung vô ảnh. Ầm ầm, kết giới trên Bất Động Quy Lâm bị phong bạo này đánh tan, cả hòn đảo không ngừng run lên. Quy thú lẳng lặng trồi lên mặt biển, nó bị trùng kích thật mạnh, chậm rãi mở to mắt ra, trong mắt có màu xanh và màu xám cho. Trong mật thất dưới thạch quan trung ương hòn đảo, một gã nam tử đang ngồi xếp bằng trên quan tài bằng ngọc, trong phòng có tử khí màu xanh lá bao phủ đậm đặc, thỉnh thoảng còn có hỏa diễm màu xanh bay lên thiêu đốt vài lần. Đột nhiên cả mặt đất chấn động dữ dội. Bỗng nhiên nam tử mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén như đao nhìn ra bên ngoài. Thân thể của hắn khẽ động, hắn nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh, hắn vừa mới biến mất, quan tài ngọc dưới người của hắn tỏa sáng. Tham Cật Xà nổ tung, không gian sụp đổ nhanh chóng, võ giả ba phái lập tức phấn thân toái cốt. Cuối cùng chỉ còn lại Lý Vân Tiêu và vài người kinh hãi nhìn chung quanh. Lực lượng cuồng bạo trên bầu trời hoạt động, mọi người đang bị hút vào vòng xoáy, đã có không ít võ giả đã bị vòng xoáy thôn phệ. Vân Tiêu ca ca cứu ta. Trong gió lốc có tiếng Thủy Tiên kêu gào, bốn cái lồng kim loại cũng bị hút đi. Lý Vân Tiêu đánh tan lồng sắt, nhanh chóng hút mọi người vào trong giới thần bi, lúc này thở ra một hơi. Không gian chi lực không ngừng khởi động, không chỉ có người ba phái, ngay cả đồ vật trong Bất Động Quy Lâm cũng bị hút vào trong cái động tối tăm. Long Nguyên Vũ ba người dù chưa chết nhưng cũng bị vụ nổ làm tổn thương, đang bám vào Bất Động Quy Lâm để tránh tổn thương. Lý Vân Tiêu nhìn qua ba người, nói. Nói lại lần nữa, ta không phải hung thủ giết tông chủ các ngươi, nhưng cũng không sợ các ngươi tới báo thù, bây giờ chúng ta cáo từ đây. Trong nội tâm Long Nguyên Vũ chấn động mạnh mẽ, biết rõ vào lúc này đối phương chá chắn sẽ không lừa gạt hắn, lớn tiếng kêu lên. Hung thủ kia là ai? Lý Vân Tiêu trầm mặc, lập tức nói. Mục gia Mục Trinh. Cái gì? Tâm thần ba người chấn động, nổi giận đùng đùng. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tốt cho Lý Vân Tiêu, lại dám bán đứng ta. Trên không trung có tiếng hừ lạnh đầy giận dữ, chính là âm thanh của Mục Trinh, lại không thấy bóng dáng. Long Nguyên Vũ tức giận quát. Mục Trinh, Vô Tình Tông chúng ta và Mục gia không oán không cừu, vì sao lại hạ sát thủ? Mục Trinh cười lạnh nói. Đơn giản, bởi vì các ngươi không thức thời vụ, đã bạo lộ, vậy cũng trừ ba người các ngươi đi, miễn lưu lại hậu hoạn. Trong phong bạo dữ dội, đột nhiên xuất hiện thân ảnh như bão táp, chính là Mục Trinh, mặt lạnh lùng nhìn qua ba người. Sau đó đám người Mục Ngọc Vinh cũng hiện thân, phân bố ở chung quanh, sợ bốn người này bỏ trốn. Ba người lập tức nhận ra năm người, mặt xám như cho tàn. Mục Trinh cười lạnh nói. Ba người các ngươi muốn chết toàn thây hay là không toàn thây? Đột nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên, giống như từ cửu U truyền tới. Ai nghe thấy cũng cảm thấy nội tâm phát lạnh. Ta nói là ai dám nháo sự ở Bất Động Quy Lâm, thì ra là người Mục gia, thật sự là gan chó mà, khi dễ lên đầu của bổn tọa. Mục Trinh năm người chấn động, thân hình run lên, nói. Cảnh thất, Mục Ngọc Vinh hoảng sợ nói. Ngươi có thể đi ra ngoài, không phải ngươi đang luyện hóa kiền thích sao, không có khả năng bỏ ngang được. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu tò mò. Hắn rất muốn nhìn thấy tông chủ thi sát tông uy chấn hải ngoại, đây là siêu cấp cường giả của thế gia lánh đời. Đột nhiên một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện trong tầm mắt, sắc mặt trắng như tuyết, lại hết sức trẻ tuổi, hắn mặc áo choàng màu đen, thân hình vững chãi uy nghiêm. Ngươi chưa cần thiết phải biết. Cảnh thất phung tay lên, đánh ra một chưởng vào Mục Ngọc Vinh. Mục Trinh sợ hãi giống to lên. Không thể ngạnh kháng, mau chạy đi. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang. Cũng không trốn về phía biển cả, mà là chạy theo hướng phong bạo trốn tới chỗ lỗ đen. Đột nhiên một con động vật biển nhảy xuống, hai chân đạp lên đại dương bao la, một chưởng đánh thẳng vào lỗ đen kia. Ầm ầm, lỗ đen bị một chưởng này đánh tán loạn, trong chốc lát lượn vòng ở trung tâm, thoáng cái biến mất vô tung. Cả bầu trời lập tức khôi phục bình thường. Đám người Mục gia sắc mặt tái nhợt, mà Mục Ngọc Vinh vẫn bị một chưởng của cảnh thất bao phủ. Hắn cũng không muốn ngạnh kháng, nhưng căn bản thiếu biện pháp chạy trốn, cho nên chỉ có thể dừng sức ngăn chặn. Bành! Thân thể của hắn run lên, khí huyết quay cuồng lợi hại, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh lui xa vài trăm thước. Trong nội tâm sinh ra cảm giác kỳ quái, dường như người này cũng không có lợi hại như trong truyền thuyết. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại,
dường như nhìn ra manh mối gì, thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng. Trong nháy mắt cảnh thất nháy mắt, hắn liền biết rõ người này là tồn tại siêu phàm nhập thánh, nhưng cũng không quá mức để ý. Dù sao địch nhân siêu phàm nhập thánh hắn gặp quá nhiều, cho đến lúc nhìn thấy một trưởng này thì hắn không có suy nghĩ như vừa rồi. Giờ phút này quái vật biển đánh tan lỗ đen ra, trong khoảnh khắc xuất hiện mấy trăm người, đều là cường giả thi sát tông. Trong đó có 18 thi khôi cường đại đang đứng, nhưng không gian nơi này bị phong tỏa, một con muỗi cũng không thể ra được. Tông chủ đại nhân, Điêu Vũ bay lên cao, bái kiến nói. Chuyện là như thế này. Hắn dăm ba câu nói toàn bộ mọi chuyện một lần. Sau khi cảnh thất một trưởng đánh lui Mục Ngọc Vinh, hắn chắp tay đứng, hoàn toàn không có biểu lộ gì. Cho đến khi nghe Điêu Vũ nói xong, mới nói. Cứu quang đâu rồi? Long Nguyên Vũ bước lên phía trước, nói. Cảnh thất đại nhân, cứu quang đại nhân bị tiểu tử này một kiếm chém thành hai đoạn, hài cốt không còn. Mặc dù nói rõ Lý Vân Tiêu không phải hung thủ, nhưng Tham Cật Xà đã bị Lý Vân Tiêu một kiếm chảm chết, làm cho bọn họ mất đi căn cơ cả đời, khoản thù hận này còn lớn hơn cả giết tông chủ Vô Tình Tông rất nhiều. Sắc mặt Mục Trinh nghiêm nghị, ôm quyền nói. Cảnh thất đại nhân, hiện tại chuyện đã rõ ràng, tất cả đều là Lý Vân Tiêu gây nên, không có quan hệ tới năm người chúng ta, mong rằng thả chúng ta rời đi, để tránh tổn thương đồng minh. Cảnh thất lười biếng vung tay lên, nói. Đều giết, thi thể đừng đập nát, giữ lại luyện thi. Sát khí lập tức ngưng tụ khắp bầu trời, người Mục Gia và Lý Vân Tiêu đều bị thi khí bao phủ, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi và buồn nôn. Mục Trinh hoảng hốt, vội vàng nói. Đại nhân, thi sát tông và Mục Gia đều là thành viên trọng yếu của thiên minh, há có thể tàn sát lẫn nhau. Cảnh thất nói. Yên tâm đi, giết các ngươi luyện thành thi khôi, thực lực tuy có giảm xuống, nhưng thân thể bất tử. So sánh ra thì lợi hại hơn nhiều lắm. Kể từ đó thực lực tổng thể của thiên minh không giảm xuống đâu. Mục Trinh. Trong lúc này Mục Ngọc Vinh hoảng sợ quát to một tiếng, nói. Độc, độc, đây là độc. Chẳng biết lúc nào, thân thể của hắn biến thành màu xanh đen, hơn nữa trên làn da có thi ban xuất hiện. Chi, chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Mục Trinh hoảng hốt, trong mắt của hắn mang theo sợ hãi, hắn không kìm nén được lui ra phía sau. Truyền thuyết gì? Mục Ngọc Vinh khẩn trương, hắn lập tức xoay người qua. Đứng lại! Mục Trinh hét lớn một tiếng, xòe bàn tay ra ý bảo hắn dừng lại, hoảng sợ nói. Độc trên người của ngươi sẽ lây, ngàn vạn đừng tới đây. Mục Ngọc Vinh giật mình xuống, lập tức dừng thân, vội la lên. Trinh trưởng lão, mau nói độc này giải trừ như thế nào? Trên người hắn màu xanh đen và thi ban xuất hiện càng ngày càng nhiều. Có địa phương đã mọc lông dài, nhìn qua rất khủng bố. Mục Văn Xương cau mày nói. Không chính là thi độc sao? Độc tính của thi độc không thể tổn thương ta được. Chậm xa huyền vũ. Đột nhiên Lý Vân Tiêu mở miệng nói ra. Thi độc này dùng chậm xa huyền vũ luyện chế mà thành. Chậm xa huyền vũ. Mục Văn Xương sững sờ một chút, trên mặt đầy nghi hoặc, thần thái không rõ. Nhưng Mục Ngọc Vinh lúc này biến sắc. Lập tức mặt xám như cho tàn. Mục Trinh thở dài, nói. Ai, ngươi cũng hiểu rồi. Mục Ngọc Vinh đã sắp khóc thét lên, kinh ngạc lẩm bẩm. Làm sao có thể, đại diệt tuyệt ngũ độc chính là vật trong truyền thuyết, trên đời này làm sao còn tồn tại? Cái gì, đại tuyệt diệt ngũ độc? Sắc mặt Mục Văn Xương lúc này run rẩy vài lần, cũng hoảng sợ khó mà kìm nén được. Mục Trinh thở dài. Loại độc này mặc dù là cường giả thần cảnh cũng phải chết. Tương truyền năm đó tổ tiên thi sát tông đạt được loại độc này, đã mang nó luyện hóa vào trong cơ thể thần sát thi khôi kiền thích, qua nhiều năm như vậy không người nào nhìn thấy, không thể ngờ nó là thật, càng không thể ngờ là cảnh thất đại nhân lại nắm giữ loại độc này. Cảnh thất nói, ngươi thân là người Mục gia, nghe qua đủ loại nghe đồn biết được việc này cũng không kỳ quái. Hắn chỉ vào Lý Vân Tiêu nói, ngược lại ngươi nhận ra thì ta cảm thấy rất ngạc nhiên đấy. Ngươi là người phương nào, làm sao nhận ra? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta chỉ là một tiểu lâu la mà thôi, nói ra ngươi có thể cho ta đi không? Cảnh thất nói. Tự nhiên không thể. Lý Vân Tiêu nói. Vậy ta nói ra làm cái gì? Cảnh thất nhướng mày, đúng là có chuyện như vậy, nhưng mà chưa từng có người dám chống đối hắn, làm cho hắn lúc này không biết nên trả lời thế nào. Điêu Vũ lạnh lùng nói.
trả lời có thể chết thống khoái, không trả lời thì chết thống khổ. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Ngu xuẩn nói lời ngu xuẩn gì thế? Muốn chết sung sướng chỉ cần tự bạo đan điền kéo ngươi cùng quy thiên là được, cần gì phải nói xàm nhiều như thế? Điều Vũ đã giật mình, vội vàng lui ra sau, trốn sau lưng Cảnh Thất. Lý Vân Tiêu nói những lời này là nhắc nhở đám người Mục Ngọc Vinh, ánh mắt của hắn trầm xuống, bắn ra thần thái kiên quyết. Dù sao có phải chết, bổn tọa cũng liều với các ngươi. Mục Ngọc Vinh sinh ra lòng độc ác, lập tức dẫn động đan điền, chân nguyên trong người vận chuyển dữ dội, quanh người ngưng tụ không ít nguyên khí bắt đầu cuồng bạo. Hơn nữa độc chậm xa Huyền Vũ cũng theo đan điền vận chuyển khắp toàn thân, bắt đầu phát ra, lúc này trong vòng xoáy có thi khí lấm tấm, nếu nổ tung thì người chung quanh sẽ trúng độc. Mục Trinh cũng cả kinh, nói. Ngọc Vinh, không được, độc trên người của ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Không sao, thi độc trên người của hắn hoạt động nhiều thì uy lực giảm đi. Nếu nói thi độc trên người thi khôi là khởi đầu, như vậy Cảnh Thất chính là nguồn phát độc thứ hai, uy lực kém xa chậm xa Huyền Vũ chân chính. Lại đến trên người Mục Ngọc Vinh chính là nguồn thứ ba, căn bản không tổn thương tới ta và ngươi. Mục Trinh lúc này thở ra một hơi, nói. Như vậy ta cũng yên tâm rồi. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu cảm thấy khó chịu, nhân tình của người Mục gia đạm bạc như thế sao? Hoàn toàn chỉ lo sinh tử của mình, không cân nhắc cảm thụ của người khác. Nhưng với đám người Mục Trinh, Mục Nhất Thông lại cảm thấy nên như thế. Ánh mắt Cảnh Thất nhìn về phía Lý Vân Tiêu, dường như đã khiến hắn xem trọng, nói. Người rất hiểu về chậm xa Huyền Vũ thì phải. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ha ha. Cảnh Thất nói. Hai tiếng, ha ha, này đúng là đả thương người. Lý Vân Tiêu nói. Đả thương người chỉ có thể nói người quá tự cho là đúng. Cảnh Thất giơ tay lên, chỉ vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu tự nhiên không sợ, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hắn, bộ dáng kiệt ngạo bất tuân. Mục Ngọc Vinh tức giận. Đáng chết, dám bỏ qua bổn tọa. Cảnh Thất, theo ta xuống địa ngục đi. Thân thể của hắn lóe lên, liền xuất hiện trước mặt Cảnh Thất, hắn dẫn động đan điền mở rộng ra. Tất cả mọi người đều cả kinh xôn xao, vội vàng rút lui ra phía sau. Đột nhiên tay của Cảnh Thất di chuyển, hai ngón bấm niệm pháp quyết điểm một cái, bạch quang chiếu sáng các nơi, điểm vào đan điền của Mục Ngọc Vinh. Đột nhiên khí tức cuồng bạo bị áp chế. Cái gì, ha ha, người muốn đẻ ép ta tự bạo sao, thật tình không biết làm thế chỉ chết nhanh hơn sao. Uy lực nổ tung sẽ tăng gấp đôi đấy. Mục Ngọc Vinh sau khi cả kinh liền cười như điên. Cảnh Thất nói. Ngươi rất nhao nhao đấy. Ngón tay của hắn không ngừng thay đổi ấn quyết, đánh ra vài biến hóa. Đột nhiên Mục Ngọc Vinh cảm thấy không đúng, kêu thất thanh. Không tốt. Thi ban trên người của hắn không ngừng mở rộng, nhanh chóng chiếm cứ một nửa thân hình. Thân thể của ta. Hắn phát hiện thân thể của mình trở nên cứng ngắc, khó có thể sử dụng, không chỉ có như thế. Nguyên lực trong người cũng bị Cảnh Thất áp chế xuống, nguyên lực đã cuồng bạo dữ dội đột nhiên bị suy yếu không ít. Sao, xảy ra chuyện gì? Hắn gian nan nói, lúc này phát hiện mình muốn kêu to cũng rất gian nan. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Thi hóa. Ánh mắt Cảnh Thất khẽ biến, đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt của Lý Vân Tiêu, đánh một chưởng xuống. Lý Vân Tiêu đã sớm cảnh giác, trên cánh tay kim quang lập lòe, đồng thời đánh ra một chảo. Một đám hắc quang không ngừng quanh quẩn bên tay, hóa thành quyền phong đánh ra. Hắn tự phụ cho dù là chạm tay vào chậm xa huyền cũng không bị tổn thương, bởi vì hắn tu luyện bất diệt kim thân, huống chi có ma nguyên phòng hộ, thuộc tính vạn vật quá khó tổn thương tới hắn. Phanh! Hai người lăng không đối chưởng với nhau, cùng lúc đó cảnh tượng bên Mục Ngọc Vinh biến thành độc nhất vô nhị. Mục Trinh hoảng sợ nói. Lý Vân Tiêu ngươi! Hắn biết rõ đối phương lợi hại. Nhưng mà không biết nên trốn thế nào. Một đám hắc mang cùng bạch quang giao thoa tại vị trí quyền hai người giao tiếp với nhau, ăn mòn lẫn nhau, chẳng phân cao thấp. Cái gì? Sắc mặt Cảnh Thất đại biến, đây là lần đầu tiên hắn biến sắc. Chậm xa huyền vũ của hắn dĩ vãng đều bách chiến bách thắng, căn bản không tồn tại thuộc tính chống lại. Đây là vật gì? Hắn nhìn chằm chằm vào lực lượng ma nguyên. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Bản thiếu gia không có nghĩa vụ phổ cập kiến thức cho ngươi, lui. Hắn lớn tiếng quát to lên, lực đạo bạo tăng, thong dong đánh lui Cảnh Thất trở về phía sau.
Cảnh Thất mở to mắt ra nhìn cảnh này, không tin hắn có thể đánh lui Cảnh Thất, ngay cả đám người Mục gia cũng không tin. Lý Vân Tiêu nói, bản thiếu gia bận rộn nhiều việc, không có rảnh lưu lại uống trà, ngày khác hữu duyên gặp lại. Thân hình lập tức hóa lôi, muốn bỏ chạy. Mục Trinh hét lớn, Vân Thiếu mang bọn ta cùng đi, ta đưa ngựa đi Thâm U Thủy Kính, nếu không ngươi nhất định không tìm được vị trí. Lý Vân Tiêu khô tay nói, tạm biệt, bản thiếu gia lại tin ngươi thì ta bị chúng ta rồi. Lôi quang lóe lên, hắn vừa thoát đi 100 mét thì có bóng đen áp xuống. Động vật biển kia đánh xuống một trường rộng nửa mẫu, chân áp một phiến không gian, đánh tan lôi quang. Lý Vân Tiêu cảm thấy thiên địa áp xuống thân thể của mình, hắn lập tức dừng lại. Ánh mắt của con động vật biển này màu xám cho, hiển nhiên đã chết từ sớm, chỉ còn là thi khôi mà thôi. Một trường này ẩn chứa lực lượng không gian cường đại, bất diệt kim thân của Lý Vân Tiêu cảm giác bị xé rách dưới một trường này. Khởi! Hắn hét lớn một tiếng. Một đám thần hồn lượn quanh người, vô số nước biển bốc hơi trong khoảng khắc. Đại phong xa, thần hỏa và cương phong kết hợp với nhau hóa thành hỏa trụ khôn cùng. Lý Vân Tiêu suy nghĩ rất đơn giản, cho dù là nước biển hai thi thể, tự nhiên sẽ bị thần hỏa khắc chế. Ầm ầm, động vật biển đánh một trường vào hỏa trụ, quả nhiên hỏa diễm dọc theo cánh tay đốt thân hình của hắn. Nhưng mà trường phong này mang theo lực lượng không gian rất mạnh. Lập tức chân áp hỏa xa xuống biển. Ầm ầm, hỏa trụ sụp đổ, một trường này tiếp tục áp thẳng vào Lý Vân Tiêu. Mặt biển bị phá vỡ, sóng lớn khôn cùng bị phá vỡ, động vật biển đang phát cuồng, nó không thể dập tắt hỏa diễm trên người của mình. Trong nội tâm mọi người chấn động, xuyên thấu tầng tầng sóng biển nhìn qua mặt nước, trên bàn tay thô to kia có kim quang ẩn hiện. Cái gì, một trường này không đánh chết hắn sao? Người thi sát tông lúc này bắt đầu kinh hãi không ít. Sắc mặt Cảnh Thất cũng không dễ nhìn, nhìn chằm chằm vào cảnh này. Giờ phút này Mục Ngọc Vinh đã sớm mất đi năng lực điều khiển chủ thể, hắn đang hoảng sợ và tuyệt vọng, hiện tại ngây dại ra, cả thân thể dần dần hóa thành thi sát. Không xong. Dưới bàn tay có tiếng nói của Lý Vân Tiêu vang lên. Chỉ thấy mặt biển rung động kịch liệt, vô số sóng biển lượn vòng, chỉ thấy hắn hóa thành ba đầu sáu tay. Bàn tay áp xuống thật mạnh. Từng đoàn kim sắc quang mang chớp động quanh người, không ngừng hợp thành kết giới, lúc này đẩy một trường của động vật biển ra. Xoạt! Thi khôi động vật biển bị trùng kích, thân thể của nó không ngừng lui ra phía sau, nước biển bắn tung tóe quanh người. Cái này, điều này sao có thể? Thân thể của hắn thành thánh sao? Không ngờ có thể ngăn cản một trường của ma hầu. Các âm thanh kinh hô vang lên, bốn người Mục gia kinh hồn táng đảm. Sáu tay của Lý Vân Tiêu đánh bay một trưởng của ma hầu, sáu cánh tay chậm rãi đặt ngang, không ngừng bấm niệm pháp quyết. Một hư ảnh màu đen to lớn hiện ra sau lưng của hắn. Chân ma cự linh chậm rãi xuất hiện, chung quanh thân thể là tinh hoàn màu đen, lực lượng mạnh mẽ từ trong tràn ra ngoài, mơ hồ có binh khí chìm nổi. Chân ma cự linh giơ tay lên, cầm lấy tinh hoàn đen kịt. Toàn thân Lý Vân Tiêu run lên, đột nhiên trong mắt có hào quang bắn ra. Nguyên lực trong người của hắn bị cự linh hấp thu cực nhanh, đã không cách nào khống chế. Còn em ngươi, xảy ra chuyện gì? Nội tâm của hắn kinh hãi, hắn không thể ngăn cản nguyên lực bị hấp thu, mắt thấy thân thể sắp bị hút thành người khô. Toàn thân của hắn run lên, một đạo kim quang lóe lên trong ngực, một sức mạnh to lớn bành trướng. Pháp tắc chi liên chấn động không ngừng, hắn cảm thấy xương sườn như bị người ta rút ra, hắn vô cùng đau đớn. Trên mặt có mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống. Tất cả mọi người nhìn thấy kim quang trong ngực của hắn tỏa ra, nương theo đó là sức mạnh to lớn mênh mông, còn tưởng rằng là đại chiêu gì đó nên vô cùng cảnh giác. Sau khi ma hầu đứng vững thân hình, trực tiếp giơ hai tay lên cao, lòng bàn tay hợp lại tạo thành trận pháp trên không trung. Cả đại dương bao la trở nên quỷ dị, giống như có tiếng ca lượn lờ, kinh tâm động phách. Không tốt, đây là... Sắc mặt Mục Trinh lập tức trắng bệch, mặt xám như tro, quát. Hải ma hầu thiên phú thần thông, hải nhạc trương. Mục Nhất Thông cũng sợ hãi nói. Con khỉ này đã là thi khôi, làm sao có thể thi triển tiên thiên thần kỹ. Trong mắt Mục Trinh mang theo hào quang âm u, nói. Thần kỹ, thật sự là thập phương thần kỹ. Cảnh Thất ngưng trọng nhưng vẫn vui mừng và hưng phấn, nói. Tuy thi khôi giữ được đa số lực lượng lúc còn sống.
nhưng căn bản không nhớ rõ vũ kỹ lúc sống, chỉ có xác suất cực nhỏ mới có được. Nhất định là ý chí hải ma hầu bị chọc giận, lúc này mới gây ra thần kỹ, hải nhạc trương. Biển cả cuồng bạo biến thành bình tĩnh, tiếng nhạc vui sướng vang lên giống như vô số tinh linh đang nhảy múa trên mặt biển. Tất cả mọi người cảm giác mưa gió sắp tới, phía sau tường hòa giả dối chắc chắn là cuồng phong sầu vũ. Tất cả mọi người đang mở to mắt nhìn, thần thái kích động. Cảnh Thất và huynh đệ Mục Gia cảm giác bàn tay đổ mồ hôi, nhưng mà tâm tình hai bên hoàn toàn khác nhau. Đối với huynh đệ Mục Gia mà nói, tuy Lý Vân Tiêu không chung đường với bọn họ, nếu hắn chết dưới tay ma hầu thì vận mệnh bọn họ cũng chẳng tốt hơn chút nào cả. Lòng bàn tay hải ma hầu có vô số tiếng nhạc sinh ra, linh khí trong phạm vi vài dặm bị hấp thu không còn. Lòng bàn tay có hào quang sáng ngời chiếu ra khắp nơi, càng ngày càng tỏa sáng. Giống. Lúc lực lượng này tăng lên tới cực hạn, hải ma hầu hét lớn một tiếng, sóng biển khôn cùng bị nhấc lên, bắt đầu cuồng bạo. Trong đôi mắt như cho tàn của ma hầu có một tia tinh quang hiện ra. Một đạo trưởng ấn giáng xuống. Hiện tại, Lý Vân Tiêu cảm giác toàn thân run rẩy, tất cả mọi người cho rằng hắn bị một chiêu này dọa phát run, uy thế còn như thế, một khi thần thông đánh xuống, trong khoảng khắc hắn phải chết không nghi ngờ. Sắc mặt Cảnh Thất mừng như điên, hải ma hầu kích phát thần thông trong người, trở về lại luyện hóa một phen, sợ rằng uy lực sẽ tăng lên một cấp độ. Muốn mượn cơ hội này thoát ra khỏi cơ thể của ta sao? Phổ đại nhân. Thân thể Lý Vân Tiêu run rẩy nói. Không nói ngươi không có lực lượng đột phá phong ấn, nếu như ta bị người ta giết, ngươi vĩnh viễn mất đi thông đạo thoát khốn này. Mà trên đời này, trừ ta ra đã không có người nào biết nơi phong ấn ngươi, ngươi muốn an nghỉ trọn đời sao? Hắn vừa truyền ý niệm này, lực lượng quấy phá lập tức an tĩnh lại. Nếu như tiếp tục như vậy, sợ rằng máu huyết của hắn bị hút đi, hắn sẽ hóa thành thây khô. Hấp lực hấp thu lực lượng biến mất. Thân thể Lý Vân Tiêu dừng run rẩy. Ma nguyên trên người chân ma cự linh quay cuồng, gương mặt không ngừng biến hóa, dung mạo cự linh biến thành phổ, sắc mặt lạnh như băng không mang theo chút thần thái gì. Sau đó một tay đặt vào trong một tinh hoàn, chậm rãi rút một thanh kiếm ra bên ngoài, hình thái thanh kiếm bất định, dường như có phần khó ngưng hình. Chân ma cự linh hóa thành gương mặt phổ, tay trái bấm niệm pháp quyết, một đám kim quang sinh ra trong lòng bàn tay. Cự kiếm kia lập tức ổn định lại, chậm rãi nâng lên. 12 cự luân xoay tròn quanh người hắn, phát ra âm thanh chi chi như ngàn con đang hót vang. Đột nhiên Cảnh Thất ở xa nhíu mày, nội tâm của hắn hiện tại rung động không dứt, một cảm giác khó nói nên lời lan ra khắp toàn thân. Thanh trường kiếm kia cho hắn cảm giác rất quỷ dị, cảm thấy tâm thần vô cùng hoảng hốt. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng của hắn kinh hãi. Với tu vị của hắn không thể nào có tâm tình như thế này được. Chân ma cự linh giơ kiếm chém thẳng xuống, miệng quát to. A à, ma luân bảo. Oanh. Không gian dường như run rẩy không dứt, thần thông hải nhạc trương của hải ma hầu dừng lại, lực lượng to lớn bất động, không thể đánh xuống. Ầm ầm. Kiếm uy xuyên thẳng qua không trung, từng cự luân không ngừng xoay tròn chung quanh thân kiếm. Cả hải nhạc trương bị chém thành hai nửa, hải nhạc trương nứt vỡ. Cự hầu kinh ngạc đứng tại chỗ, nó bị kiếm chém thành hai nửa. Không gian cũng bị một kiếm này bổ ra, xuyên thấu phạm vi ngàn dặm, nước biển cũng bị chia ra làm hai giống như hai dòng biển riêng biệt. Vết kiếm đen kịt giống như vết nứt không gian, nó kéo dài ra xa, thật lâu không biến mất. Nước biển chung quanh vết chém gào thét, dòng biển cũng bị thay đổi. Một kiếm này cũng chôn vùi rất nhiều cường giả thi sát tông, trong đầu còn chưa kịp nghĩ ra chuyện gì đã tan biến vĩnh viễn. Tĩnh, yên tĩnh quỷ dị. Trừ sóng biển gầm gừ ra, nơi này như biến thành quỷ vực, mấy trăm người đứng trên không trung nhưng không có chút âm thanh nào vang lên. Hải ma hầu bị chém thành hai khúc, giờ phút này mới ngã xuống bọt biển. Mà toàn thân cơn rùa khổng lồ run lên, yến trúc trên bất động quy lâm lập tức răn rẩy và sụp đổ. Sau đó quy thi chậm rãi chìm xuống biển. Một kiếm kia cũng không có nhắm thẳng vào bất động quy thi. Cũng không có chính thức bổ chúng nó đã dẫn tới hiệu quả như vậy. Nếu trực tiếp đánh chúng, gương mặt Cảnh Thất trắng bệch cực độ, hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Một chiêu kiếm vừa rồi không thể tồn tại trong thiên địa, lực lượng đó thừa sức chém bất động quy lâm thành bột mịn. Hắn nhìn qua bóng dáng phía trước, đột nhiên một cỗ quan tài ngọc xuất hiện trước mặt, trên quan tài có khí tức màu xanh hiện ra. Người Mục Gia lên tinh thần,
khiếp sợ nhìn qua cảnh này. Mấy người hoảng hốt dò xét Lý Vân Tiêu một lần, ánh mắt lại nhìn qua quan tài bằng ngọc kia, gian nan hoảng sợ nói. Thần sát thi kiến thích. Sắc mặt cảnh thất vô cùng ngưng trọng, như lâm đại địch nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, hoa văn trên quan tài này biến mất. Một chiêu của chân ma cự linh lúc này hao hết ma nguyên, nó tiêu tán trong biển cả vô tận. Sắc mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt như tờ giấy, toàn thân có kim quang lập lòe bao phủ, lực lượng của hắn đã bị phổ rút sạch để chém ra một kiếm kia, nếu không có phổ tác dụng, hắn không có khả năng ngưng tụ ra chân thân A Ma Luân Bảo. Giờ phút này di chứng cũng vô cùng nghiêm trọng, triệt để thoát lực, một tia khí lực yếu ớt trong đan điền, bất diệt kim thân chấn động vài lần sau đó biến mất, khôi phục màu da bình thường. Đám người Mục gia đã sớm đổ mồ hôi lạnh ướt cả áo. Hoảng sợ nhìn qua quan tài ngọc thạch kia, thần sát thi kiến thích có danh khí thật lớn trong các thế gia lánh đời. Mấy người suy nghĩ rồi nhìn qua phía Lý Vân Tiêu, nội tâm nói thầm. Mặc dù kiến thích lợi hại, cũng không có khả năng ngăn cản một kiếm vừa rồi a. Uy lực một kiếm kia đã ăn sâu vào lòng người, thậm chí khắc vào cốt tủy, căn ản không tiêu trừ đi được. Đối với người thi sát tông thì nó giống như ác mộng. Bao nhiêu đồng bạn dưới tình huống không kịp phản ứng đã triệt để tan thành mây khói, chết bao nhiêu người hiện tại cũng còn không biết. Chuyện không liên quan tới ta. Lý Vân Tiêu đề khẩu khí, bất đắc dĩ nói. Là Hải Ma Hầu đánh ta trước, tất cả mọi người trông thấy. Không có việc gì thì ta đi trước. Hắn quay người thi triển bộ pháp rời khỏi nơi đây, cũng không quay đầu lại nhìn một chút. Sắc mặt cảnh thất trắng bệch, trong mắt đầy ý dễ dụa. Đúng như người Mục gia suy nghĩ như thế lúc nãy, mặc dù là thần sát thi khôi cũng không thể gánh được một kiếm kinh thiên động địa vừa rồi. Có lẽ lực lượng của Lý Vân Tiêu tiêu hao tới cực điểm, không ít cường giả cảm ứng được. Rốt cuộc ngăn cản hay không ngăn cản, nội tâm của cảnh thất vô cùng dãy giụa. Nếu bỏ mặc hắn rời đi thì chắc chắn sẽ là họa lớn. Nếu như ra tay ngăn chặn, vạn nhất hắn còn có thể thi triển một kích vừa rồi, sợ rằng thần sát thi cũng theo chân của Hải Ma Hầu. Đạp. Lý Vân Tiêu dừng bước lại, trên mặt biển sinh ra một tầng gợn sóng. Hắn hơi quay đầu nhìn qua phía sau khẽ nói. Như thế nào, không phục. Cảnh thất vừa mới thả người đuổi theo, lập tức dừng bước lại cảnh giác lên, quan tài ngọc thạch bị hắn mang sau lưng, dáng người của hắn biến thành nhỏ bé. Hừ, giết Hải Ma Hầu của ta lại muốn bỏ chạy sao? Vậy ngươi muốn sao? Cảnh thất đưa mắt nhìn hắn, nội tâm đang tranh đấu mãnh liệt. Xuyên thấu qua ánh mắt Lý Vân Tiêu hắn nhìn thấy không bận tâm, không có bất kỳ cảm xúc chấn động nào khác. Chứng minh nội tâm đối phương không lo không sợ, đây là biểu hiện tự tin cường đại, hắn không biết Lý Vân Tiêu có tự tin tới từ đâu. Nhưng có thể khẳng định đối phương không sợ chiến một trận. Ít nhất cũng phải lưu tên của ngươi lại. Thì sát tông và mục gia đều biến sắc, ánh mắt đầy thất vọng. Cảnh thất rõ ràng cho thấy đã chịu thua, một trận chiến này sợ rằng không đánh được nữa. Sắc mặt đám người Mục Trinh ngưng trọng, không ngừng giúp nhau trao đổi ánh mắt, suy nghĩ cách thoát thân. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Tên của bản thiếu gia là Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu. Cảnh thất thì thào thì thầm mấy lần, nói. Tên này ta ghi nhớ, ngươi đi đi. Hắn cũng quyết đoán, hạ quyết định xong liền quay người trở về, không hề để ý tới Lý Vân Tiêu. Nội tâm Lý Vân Tiêu thở ra một hơi, thì hắn vô lực tái chiến. Nhưng cảnh thất bản thân chính là cường giả siêu phàm nhập thánh, tăng thêm một thi sát thần khôi đang ở bên cạnh, cùng với phần đông cường giả và thi sát của thi sát tông, tất nhiên đây sẽ là chiến đấu thảm thiết tới cực độ. Đối phương hơn phân nửa là sợ hãi một kiếm kia của mình, cho nên mới có kiêng kỵ trong lòng. Nếu biết rõ không có khả năng lại chém ra một kiếm như vậy, sợ rằng không nói hai lời lập tức động thủ. Lý Vân Tiêu cũng không dám ở lâu, nói. Cái tên cảnh thất này ta cũng nhớ kỹ. Thân ảnh của hắn hóa thành lôi đình, lóe lên sau đó biến mất trên đại dương bao la. Ngay vào lúc Lý Vân Tiêu hóa lôi bay đi, bốn người Mục gia đồng thời ra tay, hóa thành độn quang thật lớn đuổi theo hướng Lý Vân Tiêu rời đi. Các ngươi cũng muốn đi, chết! Ánh mắt cảnh thất phát lạnh, thân thể lóe lên sau đó đuổi theo. Rất nhiều cường giả thi sát tông cũng phục hồi tinh thần lại, sắc mặt của bọn họ tức giận đuổi theo mau. Tất cả thù hận vào lúc này đều bộc phát. Bọn họ có ý định giết đám người này hả giận. Ngay cả Mục Ngọc Vinh cũng đi theo một đám thi sát tông xung phong liều chết, triệt để không có ý thức.
mấy người Mục gia đã sớm có chuẩn bị nên lập tức ra tay. Thân thể Mục Trinh không ngừng phân giải, trực tiếp hủy một khôi lỗi cao 8 trượng, cầm kiếm đứng trên bầu trời ngăn cản truy binh. Phá Sơn Thiên Đinh của Mục Nhất Thông sau khi tổn thất, hắn ném ra hai con khôi lỗi thấp bé, chúng cầm kiêng và đồng chùy ngăn cản hai bên. Mục Văn Sương vung tay lên, một đám đao kiếm hiện ra, rậm rạp chằng chịt bao phủ bầu trời, hóa thành trận pháp. Mục Nhất Quân ném một đám kim quang ra bên ngoài, tát đậu thành binh, mấy trăm khôi lỗi xuất hiện, xếp đặt thành trận. Bốn người biết rõ đây là lúc sống chết trước mắt, lập tức thi triển đủ loại thần thông. Sau khi đánh ra ấn quyết và rất nhiều khôi lỗi, chính mình hóa thành hào quang bỏ chạy thật nhanh. Đáng chết! Cảnh Thất bắt đầu bị đám khôi lỗi vây quanh, sắc mặt âm hàn đánh trái đánh phải, chiêu chiêu đánh nát đám khôi lỗi. Những người thi sát tông còn lại xông qua rất nhanh, xuyên thấu qua bình chướng khôi lỗi. Cũng không dám chậm trễ chút nào, bốn người Mục gia đã thoát khỏi tầm mắt. Cảnh Thất giận tím mặt, thân ảnh lóe lên liền biến mất trên mặt biển, hắn muốn truy sát một mình. Người thi sát tông hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải, đuổi theo thì không kịp, biển cả chi rộng lớn, dùng thực lực của bọn họ không thể làm được cái gì. Vào giờ phút này Bất Động Quy Lâm lại nổi lên, trên mặt biển còn đầy thi thể và tay chân cụt. Mà bắt mắt nhất chính là hai nửa thân thể to lớn của Hải Ma Hầu, nó chìm nổi bất định trên biển cả. Làm cho người thi sát tông vẫn còn sợ hãi là, khe hở bị một kiếm kia bổ ra tới bây giờ vẫn còn tồn tại trên hư không. Hoàn toàn không có tiêu tán. Một trận chiến này đánh tan cuồng ngạo của thi sát tông, trong nội tâm sinh ra một tầng bóng mờ. Trong lòng lúc trước cảm thấy chuyện xưng bá thiên vũ đại lục hoàn toàn không thành vấn đề, cũng bắt đầu xuất hiện khe hở. Còn chưa có đi tới thiên vũ đại lục, tùy tiện xuất hiện một tiểu tử không rõ lai lịch đã làm bọn họ tổn thất lớn như vậy rồi. Ọt ọt, một gã trưởng lão thi sát tông nuốt nước bọt, nói. Thu thập đi. Mang tất cả thi hài còn lại đi, Hải Ma Hầu có thể luyện chế lại, nhưng mà uy lực không lớn bằng lúc trước. Ba người Long Nguyên Vũ nghe xong đã sởn hết cả gai ốc, nhìn qua hai nửa tử thi đang trôi phập phồng trong biển, nghĩ thầm khó trách thi sát tông cường đại như thế, một tên võ giả chết còn có thể lợi dụng như thế, tương đương không chết, chiến lực tông môn hoàn toàn không giảm. Ba vị đại nhân, tham cật xà không còn, không bằng đưa về Bất Động Quy Lâm đi. Tên trưởng lão kia nhìn qua Long Nguyên Vũ ba người nói một câu. Nội tâm của ba người hoảng sợ, chỉ cảm thấy thi sát tông quá mức đáng sợ, vội vàng nói. Ba người chúng ta đã quấy rầy, tạm không quấy rầy chư vị, chờ sau khi chuyện này làm xong sẽ quay lại. Cái gì, muốn đi? Tên trưởng lão kia mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Ba vị xem thường thi sát tông ta sao? Ngay cả uống một chén trà cũng không được. Ba người đã giật mình. Lập tức cảm thấy có mấy khí tức cường đại ập tới, rất nhiều ánh mắt bất thiện nhìn qua bọn họ. Thi sát tông lần này gặp nạn, có thể nói là do ba người bọn họ dẫn tới, tuy trong nội tâm đám người cực kỳ không thoải mái, nhưng trở ngại mặt mũi cho nên vẫn đối đãi hòa thuận, hiện tại mắt thấy sắp trở mặt, lập tức giận dữ xuống lại quanh đây. Trên mặt Long Nguyên Vũ đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, nói. Chuyện này, trưởng lão hiểu lầm chúng ta. Đã như vậy. Ba người chúng ta tạm thời lưu lại, quấy rầy rồi. Tên trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lúc này mới đẹp một chút, nói. Không quấy rầy, các ngươi là thành viên thiên minh, giúp đỡ cho nhau là đương nhiên. Sắc mặt của ba người biến thành cực kỳ khó coi, biết rõ đã lên thuyền hải tặc, sợ là rất khó xuống lần nữa. Sau khi Lý Vân Tiêu rời đi, hắn hóa thành u quang bay thẳng tới Thâm U Thủy Kính. Chạy nửa canh giờ thì nguyên lực chèo chống không nổi, lúc này mới cho Tô Liên Y đi ra, thả chiến hạm cửu giai vượt biển. Một đường gió êm sóng lặng, mấy ngày sau đã đi tới Thâm U Thủy Kính. Lý Vân Tiêu lấy Vô Tình Trung ra, trên đường đi hắn và Viên Cao Hàn đã nghiên cứu vật ấy, đã lục lọi thất thất bát bát. Những chữ khắc trên trung này là không gian phù văn cường đại, đường vân cổ xưa không thể nhận ra, mặc dù là hắn hai người phí không ít tâm tư vẫn không phát hiện tuổi của cái trung này. Là tác phẩm tuyệt thế. Không chỉ có như thế, trong đó khắc 100 tọa độ không gian vĩnh cửu, không ít căn bản đã không tồn tại trong thiên địa. Bọn họ cẩn thận cân nhắc vẫn chọn ra 6 tọa độ có khả năng nhất. Rất nhiều tọa độ trên cái chung này đã biến mất, hẳn là những nhữ không gian này giống như cực bắc tiểu băng thiên, đã sớm chôn vùi trong thiên võ giới. Cái chung này quá cổ xưa, cũng không biết lúc truyền tống có mất đi hiệu lực hay không.
Viên Cao Hàn lo lắng nói ra. Lý Vân Tiêu nói, Thâm U Thủy Kính Thế chính là nơi trục xuất của người Vô Tình Tông, hơn phân nửa vẫn dùng được. Ta chỉ sợ truyền tống vào trong hư vô biến mất, vậy phiền toái lớn, may mà có Nặc Á Chi Chu trong tay chúng ta, mặc dù phí nhiều công sức vẫn có thể thoát ra được. Hai người thương định một hồi, liền chế định ra nhiều phương án, bắt đầu hành động. Đột nhiên nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ động, ánh mắt nhìn qua xa xa, cười hắc hắc nói. Không cần mù mờ ném đá qua sông dò đường như vậy. Ở mặt biển xa xa có một đạo độn quang bay tới đây, phập phồng bất định, có đôi khi còn rơi vào trong biển cả. Viên Cao Hàn cũng trông thấy, cả kinh nói. Mục Trinh. Độn quang từ xa bay tới chính là Mục Trinh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, có cảm giác như dầu cạn đèn tắt. Vân Thiếu cứu ta. Mục Trinh trông thấy chiến hạm cửu giai, cũng đồng thời trông thấy người trên thân hạm, lúc này đại hỉ kêu lên. Không đợi Lý Vân Tiêu đáp lại, hắn cố hết sức bình sinh lao thẳng tới phía trước, thoáng cái bay vào trong thân chiến hạm, trực tiếp nằm trên mặt biển thở dốc. Lý Vân Tiêu thuận tiện đưa mắt nhìn qua, thần thức của hắn đảo qua nơi này, trừ Mục Trinh ra không còn người khác, nói. Mấy trưởng lão khác đâu rồi? Toàn thân Mục Trinh đều là nước, sắc mặt của hắn không có một chút máu nào cả, thở dốc nói. Văn Sương hơn phân nửa đã chết, nhất trận, nhất quân đã. Tẩu tán. Mục Văn Sương trưởng lão chết sao? Lý Vân Tiêu thở dài nói. Thanh hắc đao ta vốn trả lại cho hắn, ai ngờ trong chớp mắt người mất vật còn, chỉ có thể giữ lại cho mình sử dụng. Trong tay hắn hắc mang lóe lên, thanh chiến đao sau đó biến mất. Mục Trinh. Viên Cao Hàn cười nói. Để cho ta đoán xem, nhất định là Cảnh Thất truy đuổi bốn người các ngươi, Mục Văn Sương động thân đi ra. Hắn dùng thân chiến đấu tới chết tranh thủ thời gian cho các ngươi chạy. Mà các ngươi vì gia tăng cơ hội sống sót nên chạy ra các hướng, có đúng hay không? Mục Trinh nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới gật đầu nói. Đúng là như thế, Văn Sương chạy chậm, bị Cảnh Thất đuổi theo, hơn nữa thân thể chúng đại tuyệt diệt ngũ độc, là người phải chê. Trong mắt của hắn vẫn còn hoảng sợ, nói. Thực lực Cảnh Thất quá kinh khủng. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ. Tuy người Mục gia này thiên tính lương bạc, nhân tình lãnh đạm, nhưng hiệu suất làm việc cực cao. Nếu không như thế, đổi lại một ít người lề mề, sợ rằng không thoát được người nào cả. Viên Cao Hàn cười nói. Đại nhân không cần sợ, đã lên thuyền của chúng ta tự nhiên không đứng ngoài quan sát. Thực lực Cảnh Thất khủng bố, nơi này còn có tồn tại kinh khủng hơn đấy. Toàn thân Mục Trinh run lên, sợ hãi nhìn qua Lý Vân Tiêu. Nhớ tới một kiếm kinh thiên động địa kia, cả đời này của hắn khó quên được. Lúc trước không lâu mình còn động thủ với người ta, càng tập kết bốn người khác vây công, nếu không phải đối phương vội vã chạy đi cứu người, sợ rằng năm người bọn họ đã nằm dưới đáy biển. Trước kia có chỗ đắc tội, mong Vân Thiếu không nên trách móc. Nghĩ tới tình cảm chúng ta ở lưỡng giới sơn. Mục Trinh lập tức xin lỗi thành khẩn, hơn nữa bắt đầu nhắc tới chuyện liên thủ đối địch. Lý Vân Tiêu im lặng. Phất tay ngắt lời nói. Ngừng, Mục Trinh đại nhân nói gì ta hiểu. Ta và ngươi đã từng đồng sanh cộng tử, hữu nghị sâu xa. Yên tâm đi, ngươi lên thuyền này ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng nếu đại nhân còn có dị tâm, dưới kiếm bản thiếu gia sẽ không lưu người. Không có, nhất định sẽ không. Mục Trinh vội vàng cam đoan, nội tâm rốt cục thở ra một hơi, thầm nghĩ cuối cùng vẫn nhặt được một cái mạng. Có hắn bảo hộ. Cho dù Cảnh Thất đuổi tới cũng không làm được gì. Lý Vân Tiêu nói. Vậy thì tốt rồi, ta vừa vặn có một số việc làm phiền đại nhân đấy. Mục Trinh nói. Là chuyện Thâm U Thủy Kính sao? Yên tâm, chỉ cần có Vô Tình Chung thì bao trên người ta. Lý Vân Tiêu nói. Thâm U Thủy Kính là thứ nhất, còn có chuyện không rõ ràng cần thỉnh giáo đại nhân. Thiên Minh là tổ chức như thế nào? Toàn thân Mục Trinh run lên, cả kinh nói. Ngươi làm sao biết Thiên Minh? Nhưng nghĩ lại, mình cũng từng đề cập, Lý Vân Tiêu hơn phân nửa cũng nghe ra một ít tiếng gió, cũng không cảm thấy kỳ lạ nữa. Hắn thở dài. Ai, nếu Vân Thiếu hỏi, ta tất nhiên sẽ nói hết. Thiên Minh chính là tổ chức kết minh giữa các thế gia lánh đời với nhau, mục đích là xưng bá đại lục, chiếm cứ các linh sơn bảo địa tài nguyên phong phú. Những năm gần đây hải ngoại tài nguyên giảm nhiều, rất nhiều tông môn lánh đời đã sớm dục dịch. Viên Cao Hàn tức giận. Chê cười, tứ hải tài nguyên vô cùng vô tận, tại sao khô kiệt chứ?
vẻn vẹn chỉ ở cái hải vực gần đây đã mạnh hơn không ít tông môn rồi. Ta xem ra dã tâm cũng lớn lên, muốn xưng bá đại lục mà thôi. Mục Trinh đỏ mặt lên, nói. Tình hình cụ thể trong đó ta cũng không biết được, đại khái chính là có tổ chức như thế. Viên Cao Hàn nói. Thiên Minh gồm những thành viên nào? Mục gia cũng tham gia nha, Mục gia so sánh với Thi Sát Tông thì như thế nào? Mục Trinh nói. Thiên Minh lúc này có 13 phái kết minh, gồm Mục gia ta, Thi Sát Tông, còn có Vô Tình Tông, Vô Tướng Tông, Quy gia đều tham gia. Về phần so sánh thực lực, Thi Sát Tông tuy mạnh nhưng cũng không thể đánh đồng với Quy gia chúng ta. Lý Vân Tiêu biết rõ đây là bệnh của bọn chúng, cũng lời nói móc châm chọc, theo hắn xem ra, Mục gia hơn phân nửa cũng giống như Thi Sát Tông. Nếu không cũng chẳng chênh lệch nhiều, Cảnh Thất cũng không dám không kiêng nể gì cả giết mấy người bọn họ. Sắc mặt Viên Cao Hàn ngưng trọng nói. Còn có 12 nhà thực lực như thế nào? Thiên Minh do ai chủ đạo? Mục Trinh cao mày nói. Thực lực cao thấp không đều, nhưng đều cũng không tệ lắm. Như Vô Tình Tông ba phái này thực lực xem như kế cuối. Về phần đứng đầu Thiên Minh là ai thì không biết. Lý Vân Tiêu hiếu kỳ nói. Cái gì gọi là ngươi cũng không biết là ai, chẳng lẽ không phải người 17 phái các ngươi sao? Mục Trinh lắc đầu nói. Không biết, chúng ta chỉ biết hắn được xưng là thiên giả. Thiên giả, khẩu khí thật là lớn. Viên Cao Hàn cười mắng. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Sắc mặt Mục Trinh biến hóa, lạnh lùng nói. Nếu 13 phái nguyện hiệu chung với hắn, tự nhiên là cường giả vô cùng cường đại. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói. Ý của ngươi nói, đó là người xa lạ mà các ngươi không nhận ra, lãnh đạo 13 phái lánh đời. Mục Trinh nói. Ta không biết, cũng không có nghĩa là những người khác không biết. Nhưng mà tộc trưởng đại nhân và Cảnh Thất chắc chắn biết. Viên Cao Hàn nói. Các ngươi đã thành lập Thiên Minh, vậy ý định khi nào động thủ xưng bá đại lục? Mục Trinh nói, cơ mật cỡ này ta làm sao biết, nhưng chướng ngại lớn nhất đầu tiên không phải là xưng bá đại lục, mà là bài trừ bên ngoài trước phải an trong, cần phải san bằng những thế lực phản đối mới được. Thế lực phản đối? Viên Cao Hàn sững sờ nói, là Thiên Tiệm Nhai sao? Mục Trinh nói, cũng không phải. Những người ngăn cản chúng ta cũng quấn lấy nhau thành lập tổ chức của mình, tên là Địa Minh. Mà lãnh đạo của bọn họ cũng xưng là Địa Giả. Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn nhìn nhau, đã cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Lý Vân Tiêu nói, vậy Địa Giả là người phương nào? Cũng là người xa lạ với các ngươi sao? Trong mắt Mục Trinh lộ ra vẻ do dự, nói, thân phận Địa Giả không có chứng cớ xác thực, nhưng chúng ta suy đoán hơn phân nửa là Ngạo Trường Không. Cái gì? Đám người Lý Vân Tiêu lúc này giật mình, trên mặt đầy kinh hãi. Ngạo Trường Không thật sự danh khí quá lớn, đây là cái tên chấn nhiếp thời đại. Lý Vân Tiêu nói, ta hiểu, Ngạo Trường Không và Ngạo Gia đều là người của Địa Minh, cho nên các ngươi phỏng đoán, có thể đứng đầu Địa Minh hơn phân nửa phải làm người ta tâm phục khẩu phục, cũng chỉ có Phách Thiên Vũ Đế Ngạo Trường Không. Mục Trinh nói, đúng là như thế, trừ Ngạo Trường Không ra, căn bản nghĩ không ra người thứ hai. Viên Cao Hàn hỏi, thái độ Thiên Tiệm Nhai ra sao? Mục Trinh nói, Thiên Tiệm Nhai cũng không có thái độ, tùy ý chúng ta phát triển, đây cũng là thái độ trước sau như một cửa Thiên Tiệm Nhai. Nếu không bọn họ vừa tổ thái độ, thiên địa song minh cũng sẽ không rằng co, tất nhiên sẽ có một phương tan rã. Đúng vậy, không có thái độ chính là thái độ, Thiên Tiệm Nhai mới thật sự là tông môn lánh đời. Viên Cao Hàn khen, Lý Vân Tiêu nói, không thể ngờ tông môn hải ngoại gần đây bình tĩnh, thực sự cất giấu nhiều gió tanh mưa máu như thế. Cái gì chó má lánh đời, tất cả đều là nói láo cả. Sắc mặt Mục Trinh tái nhợt, giận mà không dám nói gì, hừ một tiếng. Lý Vân Tiêu khẽ nói. Chậc chậc, như thế nào không phục, nơi có người thì có giang hồ, trên đời này có ai có thể chính thức siêu nhiên thế ngoại chứ? Mục Trinh nhịn không được trào phúng. Hừ. Ngươi cho rằng thế nhân đều giống như ngươi sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Ta không có hứng thú với chuyện xưng bá thiên hạ của thiên địa song minh các ngươi. Ta còn mong các ngươi đánh nhau long trời lở đất đấy, đánh tới mức ngươi chết ta sống, đỡ nhìn chướng mắt. Hiện tại đưa chúng ta đi Thâm U Thủy Kính đi. Vô Tình Trung bị Lý Vân Tiêu ném ra ngoài, nó nằm bên cạnh Mục Trinh, phát ra âm thanh to lớn dọa hắn nhảy dựng lên, lỗ tai của hắn chảy máu.
Ngươi! Mục Trinh giận không chỗ đánh, nhưng lại không dám phản kháng, trong mắt đầy tức giận. Viên Cao Hàn nói. Vân Tiêu Nha, sao ngươi làm người ta như thế? Bây giờ là lúc cầu Mục Trinh đại nhân, sao ngươi đối đãi người ta như vậy? Vạn nhất hắn tùy tiện làm chút hít trò, truyền tống chúng ta tới hư không vô tận thì sao, đến lúc đó nhìn ngươi khóc thế nào? Ai nha, Cao Hàn huynh đúng là nhắc nhở ta. Lý Vân Tiêu vỗ đầu một cái, nói. Xem ra phải mang theo Mục Trinh huynh cùng đi vào, như vậy nếu có nguy hiểm sẽ có ngươi cùng gánh chịu. Sắc mặt Mục Trinh lập tức đại biến, lộ ra một tia hoảng sợ, nói. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không động tay chân. Lý Vân Tiêu cười nói. Vậy ngươi sợ cái gì chứ? Mục Trinh vội la lên. Cực Bắc Tiểu Băng Thiên trong thâm u thủy kính ẩn chứa nguy cơ, đi vào là cửu tử nhất sinh, ta không muốn tự dưng đi mạo hiểm a. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Tại sao là tự dưng, ta và ngươi có tình nghĩa sâu xa, ngươi nhẫn tâm nhìn ta đi mạo hiểm sao? Mục Trinh nhìn qua thần thái của đám người này, biết rõ chính mình trốn không thoát. Thật vất vả khôi phục chút ít huyết sắc bây giờ bắt đầu tái nhợt hơn trước. Lý Vân Tiêu nói. Không cần lo lắng, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ta sẽ ngu xuẩn vì một chút tài liệu mà đi chết. Hảo hảo khôi phục nguyên lực đi, sau đó chuẩn bị sẵn sàng. Trên người Mục Trinh cũng không có tổn thương, chỉ vì chạy trốn tới mức tinh bì lực tấn, thu nạp đầy đủ nguyên thạch là xong. Ngày thứ hai, một tiếng chuông thanh thúy vang lên trên mặt biển. Tiếng chuông vang lên. Sóng nước ngập trời, trên nước biển xuất hiện đồ án cổ quái. Đang, gờ, tiếng chung không ngừng ngân vang trong phạm vi ngàn dặm. Chiến hạm cửu giai biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có sóng âm khuếch tán tới đường chân trời. Trên một con sông âm u, nước sông xuất hiện màu vàng nhạt, nước chảy không dứt, nó giống như tuế nguyệt vô tận. Đang, gờ, đột nhiên tiếng chung ngân vang, con sông xuất hiện gợn sóng lăn tăn. Ngay sau đó là chiến hạm to lớn phá không bay tới, nó nện vào mặt nước sinh ra sóng lớn ngập trời. Chiến hạm rơi trên mặt sông, xuôi dòng mà đi. Đột nhiên sắc mặt Tô Liên Y đại biến, cả kinh nói. Không tốt, chiến hạm không bị khống chế. Lý Vân Tiêu nhìn về phía Mục Trinh, nói. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Mục Trinh đầy ngưng trọng, xanh mặt khẽ nói. Ta chưa từng tới, làm sao biết? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Chất nước nơi này quỷ dị. Hắn lăng không chảo ngưng tụ nước thành một đám, hắn cần vào trong tay cẩn thận quan sát. Đây là hành lang hai không gian, chất nước quái dị không phải rất bình thường sao? Nếu không phải quái dị đó mới không bình thường đấy. Mục Trinh hừ lạnh nói. Lý, Tiêu trầm tư không nói, hắn cẩn thận cảm giác nước này. Linh quang của hắn khẽ động, nhớ tới dòng nước ở vực thẳm phía sau Mai Gia. Đáy sông có một khối bia ngọc viết khúc kính thông u, dường như cực kỳ tương tự. Khúc kính thâm u thủy kính. Lý Vân Tiêu thì thào thì thầm. Chẳng lẽ không gian nơi này là khu vực giáp giới không gian khác? Mà dị năng xem xét của Mai Gia có lẽ tới từ một không gian khác. Viên Cao Hàn cao mày nói. Ngươi đang nói cái gì? Lý Vân Tiêu cầm nước trong tay ném vào mặt sông, nói. Không có gì, chỉ là nghĩ tới một việc. Nơi này trừ không bị khống chế ra, dường như cũng không có gì dị thường, đám đệ tử vô tình tông bị trục xuất chết ở đây sao? Viên Cao Hàn nói, đường nước ở đây khoác sâu, một đường đi tới ta đều dùng thần thức điều tra, cũng không có thi cốt hay di hài các loại. Mục Trinh cả kinh, hắn giật mình nhìn qua Viên Cao Hàn, không tin nói. Chất nước nơi này có thể ngăn cản thần thức, mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản, nhưng mà cũng trừ khử hơn phân nửa. Mặc dù là ta cũng không dám nói có thể dòm tận đường sông, người nói lời này quá to mồm rồi. Trần Thiến Vũ không nhịn được mắng. Người có thấy phiền không? Người Mục gia các ngươi không được cũng không có nghĩa người khác không được. Mục gia các ngươi là châu nhất, tốt nhất, vô địch nhất, có thật không đã? Thật sự là một ngốc bức. Mục Trinh nổi trận lôi đình, hắn chưa bao giờ bị người ta nhục nhã như vậy, giận dữ xông lên. Đột nhiên một lực lượng vô hình trói chặt hắn. Thân thể cứng lại. Trần Thiến Vũ đang chuẩn bị nghênh chiến cũng biến sắc, cảm thấy nguyên lực của mình bị kìm chế. Lý Vân Tiêu nhìn qua hai người, nói. Chiến hạm đều không thể điều khiển tự động, các ngươi đừng làm rộn, lực lượng áp chế ở đây rất mạnh đấy. Mục Trinh lúc này mới hừ hừ, vẻ mặt nộ khí không tiêu.
Lý Vân Tiêu nói. Xem lực lượng áp chế ở nơi này, người vô tình tông bị truyền tống tới đây sẽ trôi xuôi dòng, rất khó phản kháng. Cho dù có thi cốt cũng sẽ trôi tới cuối cùng. Mấy người đứng trên chiến hạm nhìn qua, đường sông mặc dù tối nhưng rất rộng rãi, mặc dù là chiến hạm cửu giai đang tiến lên cũng không có cản trở gì cả. Cứ như vậy xuôi dòng không biết bao lâu, con sông giống như không có giới hạn, tất cả mọi người không nhịn được, không đến mức vĩnh viễn phiêu lưu như vậy chứ. Mấy canh giờ sau, đột nhiên Viên Cao Hàn khẽ giật mình, quát. Cẩn thận một chút, có tình huống. Sắc mặt hắn ngưng trọng hơn, nói. Dưới dòng sông đã xuất hiện thi cốt, trừ xương người ra còn có thú cốt, đều là tồn tại cường đại. Mục Trinh nao nao, thần sắc hồ nghi nhìn qua Viên Cao Hàn vài lần. Lý Vân Tiêu nói. Chất nước nơi này khác thường, thi cốt có thể bảo tồn tới hiện tại không bị phân hủy, tự nhiên là tồn tại cường đại, không biết bọn họ chết thế nào. Mấy người bắt đầu cảnh giác, nhìn chằm chằm vào bên ngoài chiến hạm, không dám phân thần. Viên Cao Hàn lăng không một chảo vào mặt nước, lập tức dưới mặt nước có một thi hài bay lên. Trong lòng Mục Trinh hoảng hốt, khó có thể tin nhìn qua Viên Cao Hàn, hắn giờ phút này mới tin đối phương xác thực có thể dò xét đáy sông. Thi hài kia là động vật biển, mang theo cái đuôi, trên người còn có lân phiến bao phủ, không có tổn thương. Thân hình ngâm trong nước sông nên bành trướng thật lớn. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, nhìn chằm chằm vào thi hài nói. Kỳ quái, trên người không có bất kỳ tổn thương, bệnh phù lợi hại, nhưng làn da này. Ở nơi lân phiến không bao phủ tới, trên làn da xuất hiện vết rạn dài hẹp giống như cái mạng nhện, da đầu người ta run lên lợi hại. Lý Vân Tiêu nói. Cao Hàn huynh, người có thể nhìn ra động vật biển này chết như thế nào không? Viên Cao Hàn xem xét tường tận một hồi, mới nói ra suy nghĩ trong lòng. Hẳn là bị rút sạch nước trong người, làn da cả thân thể nứt nẻ ra, cho đến sau khi chết rơi vào mặt nước, lúc này mới sưng phù thành bộ dáng này. Rút sạch nước trong người, chung quanh đều là nước, chỉ sợ rất khó đấy. Lý Vân Tiêu rung động cả kinh, trong mắt mang theo sợ hãi. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào thi hài hồi lâu, nói. Có một loại biện pháp có thể làm được, chẳng lẽ là vật kia? Đột nhiên thân thể Viên Cao Hàn run lên. Ngẩng đầu nói. Ngươi nói là, Thái Cổ Cương Phong. Năm đó hai người bọn họ ở vực ngoại tinh không, trong kết giới phong ấn có Thái Cổ Cương Phong thủ hộ, hơn nữa Cương Phong hóa linh thành một con cá sấu. Lý Vân Tiêu nói. Đúng vậy, có thể ở nơi ẩm ướt thế này rút sạch nước, Thái Cổ Cương Phong có khả năng nhất. Nếu thật sự là thứ này, lần này đi có khả năng là một hồi tạo hóa. Vừa dứt lời, đột nhiên chiến hạm rung động kịch liệt. Kết giới phòng ngự chấn động, không ngừng vặn vẹo. Thân hạm bị lực lượng nào đó nâng lên, trực tiếp rời khỏi mặt sông, bị cuốn đi. Viên Cao Hàn giật mình nhìn qua Cương Phong mãnh liệt bên ngoài kết giới, nói. Chẳng lẽ thật sự là Cương Phong lực từ Thái Cổ lưu lại? Lý Vân Tiêu nói. Hơn phân nửa không giả, mọi người cẩn thận một chút. Hắn xuất thiên chùy ra đập mạnh một cái. Oanh! Một đạo lôi đình hóa rồng bay đi. Đánh thẳng vào Cương Phong. Thân thể lôi long làm Cương Phong vặn vẹo, ba một tiếng bị xoắn nát bấy, vô số ánh sáng màu xanh tản ra, biến mất không thấy gì nữa. Cương Phong dường như có linh, bị một kích này chọc giận, truyền ra tiếng gào rú dữ dội. Sau đó sức gió ngưng tụ thành hình, hóa thành một nửa thân hình cự linh, hai tay giơ lên cao nện xuống. Bành! Kết giới chiến hạm nổ nát, cả thân hạm vỡ vụn ra, rất nhiều cấu kiện bắn ra ngoài. Ầm ầm, vô số cương phong sắc bén chém vào chiến hạm cửu giai, tất cả cấu kiện chủ yếu vỡ nát, chiến hạm lớn như thế nhanh chóng lỏng lẻo và rơi xuống. Hai mắt cự long đen kịt nhìn về phía Lý Vân Tiêu mấy người. Viên Cao Hàn cả kinh nói. Nguyên tố biến hóa, thứ này không phải là chân linh a. Lý Vân Tiêu nói. Cho dù là chân linh cũng phải liều mạng. Bên cạnh hắn có phong hỏa xuất hiện, hóa thành cá sấu toàn thân đen kịt, nói. Ta tìm thuốc đại bổ cho ngươi, nhanh đi ra ăn đi, sau khi ăn cự linh này, tiểu tử ngươi có thực lực chân linh a. Cá sấu vừa thấy cự linh, phong hỏa lực trên người nội liếm, thân thể giống như bị kích thích, hạt toàn thân ngưng kết dữ dội, cảnh giác nhìn chằm chằm vào, bốn chân lui ra phía sau, nó thậm chí còn hoảng sợ. Giống, cự linh vừa thấy cá sấu, hai mắt đen kịt nhíu chặt lại, hưng phấn hét lớn lao tới. Cá sấu hét lên một tiếng.
nó trốn ra phía sau. Lý Vân Tiêu. Viên Cao Hàn đổ mồ hôi, nói. Cũng là cương phong biến hóa, cá sấu của ngươi dung hợp thập giai thần hỏa, hơn nữa có được thân thể bất tử, vì sao chênh lệch lại lớn như thế? Lý Vân Tiêu mắng. Súc sinh này ngày bình thường chỉ biết ngủ, thực lực sợ rằng không tiến còn rút lui. Mau ra tay, đừng để thú nuôi của ta bị súc sinh ăn. Nếu cá sấu bị nuốt thì hắn lỗ lớn. Lý Vân Tiêu chém ra một kiếm, kiếm quang bay đi, xuyên thấu qua cự linh, chém thẳng vào dòng sông. Ầm ầm, gợn sóng chấn động sinh ra không dứt. Thân thể cự linh hơi dừng lại một chút, nhưng cũng không bị ảnh hưởng gì, tiếp tục đuổi bắt cá sấu. Viên Cao Hàn cả kinh nói. Phong chi nguyên tố thể, phiền toái. Lý Vân Tiêu nói. Nguyên tố thể cũng là tánh mạng, có sinh mạng liền có tử vong, không có gì phải sợ. Đầu xuất thiên phong bay ra khỏi tay của hắn nện thẳng xuống. Hào quang năm màu không ngừng xoay tròn trên không trung, chiếu rọi cả mặt sông sáng ngời. Cự linh dường như phát giác được cái gì, thân hình chấn động, nó xoay người đánh ra hai đấm. Ầm ầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai đấm của nó đánh thẳng vào Đâu Xuất Thiên Phong lên, cả nắm đấm bị nát bấy. Đâu Xuất Thiên Phong cũng rung động lắc lư vài cái, nhưng tiếp tục chậm chạp bay tới nghiền áp thân thể cự linh. Cương phong bị Đâu Xuất Thiên Phong nghiền đè bay ra, chém tới từ bốn phương tám hướng. Cả mặt sông có tiếng kêu gào dữ dội. Đám người Lý Vân Tiêu cũng bị công kích, cả đám dốc sức liều mạng ngăn cản. Cá sấu cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm vào, những phong nhận chém tới dường như là thuốc bổ, bị nó mở miệng nuốt vào trong. Đâu Xuất Thiên Phong xoay tròn, không ngừng sinh ra âm thanh ầm ầm, cuối cùng nghiền áp thân hình cự linh một lần, nó xoay tròn trên không trung sau đó rơi vào tay Lý Vân Tiêu. Sau khi cương phong chạm đầy trời qua đi, cuối cùng nhất đều biến mất không thấy gì nữa. Chết, chết sao? Mục Trinh kinh hãi nhìn qua, hắn càng kiêng kỵ Lý Vân Tiêu nhiều hơn. Ngọn núi năm màu này chính là huyền khí chỉ một kích nghiền nát Phá Sơn Thiên Đinh. Cự linh này mạnh bao nhiêu hắn không rõ, nhưng Phá Sơn Thiên Đinh chính là khôi lỗi kết cấu cứng rắn nhất mục gia, là khôi lỗi hệ sức mạnh mạnh mẽ nhất, đã sắp tiếp cận thần thể đại thành, nhưng nó vẫn bị một kích nghiền nát. Nội tâm của hắn sụp đổ, rốt cuộc ngọn núi năm màu là vật gì? Lý Vân Tiêu nâng ngọn núi, cảnh giác nói. Tất cả cẩn thận chút, chỉ đánh tan hình thể của nó. Cách giết nó còn xa. Cả con sông trừ nước chảy ra, bây giờ không còn chút động tĩnh gì, hoàn toàn yên tĩnh. Hạt màu đen trên người cá sấu hoạt động một chút, nó đang khẩn trương cực độ, bên trong có hỏa diễm màu đỏ sáng lên. Bành! Ngọn lửa kia nổ tung sinh ra vô số hoa lửa. Cá sấu gào rú, dường như cực kỳ sợ hãi, thân hình không ngừng run run, hơn nữa nhanh chóng co rút lại. Lý Vân Tiêu dùng Nguyệt Đồng nhìn thấy một tầng cương phong đang bao phủ cá sấu, đang không ngừng thôn phệ thân thể hắn. Hắn lấy hộp kiếm ra, 36 kiếm lập tức bay ra kết trận, nó bao quanh cá sấu, cũng bao phủ cương phong. Đám người Mục Trinh hành động, vây quanh ở kiếm trận sau đó nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bố trí một đạo kết giới bên ngoài để ngừa cương phong đào tẩu. Sau đó Lý Vân Tiêu thân hóa lôi đình, trực tiếp nhảy vào trong kiếm trận, lôi đình lao thẳng vào cá sấu. Trong lôi đình có bàn tay màu xanh kéo đuôi cá sấu và kéo mạnh ra ngoài. Đây là hình thái cự linh, cũng là hai tay kéo thân thể cá sấu, một nửa đã bị nuốt vào trong miệng rồi. Hai người càng giằng co, thân thể càng kéo càng dài. Bành một tiếng rốt cục nổ tung, hóa thành hạt đầy trời. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, năm ngón tay mở ra đập vào cự linh, quát. Ngũ lôi oanh đỉnh, oanh, oanh, oanh. Từng đạo lôi đình quét ngang bầu trời đánh vào trong linh thể cự linh, trong khoảnh khắc trong kiếm trận có lôi quang lập lòe. Giống. Tiếng gió trầm thấp không ngừng vang lên, lôi điện không ngừng quét qua, lôi điện phân giải thì nó ngưng tụ lại hóa thành cương phong. Lý Vân Tiêu một tay bấm niệm pháp quyết, chỉ ngón tay lên bầu trời. Kiếm trận sinh ra hàn quang lóng lánh, kiếm hải khôn cùng lan tràn ra các nơi hóa thành mũi kiếm lăng lệ, nó ngăn cản mọi thứ. Vèo, vèo. Vèo. Mũi kiếm xuyên thấu phong chi lĩnh vực, mặc dù không thể trọng thương, vẫn có thể làm tiêu chân nguyên và lực lượng của nó. Cùng lúc đó, Đâu Xuất Thiên Phong bay ra lần nữa, nện thẳng vào trong kiếm trận. Giống, giống. Trong phong chi lĩnh vực có tiếng gào rú trầm thấp truyền ra, hiển nhiên là sợ hãi Đâu Xuất Thiên Phong. Phong trấn càng ngày càng mạnh,
lôi đình trùng kích bốn phía, kiếm trận nện thẳng tới phía này, không ngừng oanh kích chung quanh. Lý Vân Tiêu một tay chỉ lên trời, một tay khống chế đầu xuất thiên phong, một cơn gió mạnh mang theo huyết khí bay đi, trong cổ họng của hắn có vị mặn, hiển nhiên hắn đã bị trọng thương. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tay trái lăng không đánh ra một kích. Đầu xuất thiên phong nện xuống, tiến vào trong phong chi lĩnh vực. Ầm ầm, cương phong bị nện tan, từng phong nhận lăng lệ đảo qua súng quang, nhưng cũng không thể thoát ra khỏi kiếm trận. Lý Vân Tiêu vội vàng thả tay xuống đánh ra một trận pháp phòng ngự, trước mặt hắn ngưng tụ ra một lực lượng bành trướng ngăn cản cương phong đánh qua, đánh bay hắn ra bên ngoài. Ọt 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 ọt, trên bầu trời rất nhiều hạt màu đen ngưng tụ lại, rất nhanh hóa thành cá sấu, nó đứng trong gió lốc gào thét dữ dội, cắn nuốt cương phong chung quanh. Cương phong cự linh bị đánh tan hai lần, dường như mất đi lực ngưng tụ trong thời gian ngắn, chỉ có thể không ngừng bị cá sấu ăn tươi. Thân hình cá sấu càng ăn càng lớn, trong mắt mang theo hào quang hưng phấn cùng hung ác, nó nhanh chóng nuốt cương phong không còn. Giống, giống. Sau khi ăn xong, nó ngửa mặt lên trời không ngừng giống to, dường như vô cùng hưng phấn. Lý Vân Tiêu thu kiếm trận, những người còn lại đi ra khỏi kết giới, lúc này mới thở ra một hơi. Cá sấu giống to sau một lúc thì hóa thành bộ dáng bò sát, cúi đầu ngủ say. Lý Vân Tiêu mắng chửi rồi đá một cước, nói. Người đời này cũng chỉ có chút tiền đồ như vậy. Ba một tiếng, cá sấu bị đá thật xa, ngã vào dòng sông, nó trôi theo nước sông, hiển nhiên đã ngủ say. Lý Vân Tiêu, Viên Cao Hàn nói, nó vừa nuốt tồn tại cường đại như thế, trong ngắn hạn tiêu hóa không được, lúc này mới tiến vào ngủ say, sợ rằng không thể tỉnh trong thời gian ngắn. Lý Vân Tiêu nhìn qua cá sấu đang trôi theo dòng nước, đột nhiên phía trước có điểm sáng hiện ra. Chẳng lẽ là lối ra? Mấy người đều đại hỉ, vội vàng đuổi theo cá sấu. Ánh sáng càng lúc càng lớn, thấy không rõ trong đó, nhưng hiển nhiên là thông đạo đi ra ngoài. Oanh! Một cơn gió lạnh thổi qua mọi người. Nhiệt độ chung quanh hạ xuống thật nhanh, khung cảnh băng thiên tuyết địa hiện ra trước mặt. Cực Bắc tiểu băng thiên. Viên Cao Hàn hưng phấn kêu to lên. Cả thế giới này bị màu bạc bao phủ, phấn trang ngọc thế. Nó khoe sự mỹ lệ của mình ra giữa thiên địa. Thiên sơn điểu phi tận, vạn kính nhân tung diệt. Mọi người vừa thở ra thì hơi thở biến thành xương trắng. Lý Vân Tiêu thu hồi cá sấu, dùng nguyệt đồng tìm chung quanh, nói. Quả nhiên là tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh khí nào cả, tìm băng tinh thế nào. Viên Cao Hàn nói. Nếu là băng chi tinh phách, như vậy phải tìm nơi hàn khí ngưng tụ tới cực điểm, đó là nơi thai nghén tinh hoa. Nơi này nhiều năm không người, trong phiến băng thiên tuyết địa này có lẽ có nhiều băng phách mới đúng. Trong mắt của hắn lóe ra hào quang tham lam, liếm môi nói. Có thể thua toàn bộ. Mục Trinh cũng đồng ý nói. Hắc hắc, tự nhiên không thể lãng phí. Đột nhiên ánh mắt Lý Vân Tiêu trầm ngưng, nói. Mọi người có không phát hiện, nơi đây chính là thành trì sao? Trong lòng mọi người chấn động, lúc này mới cẩn thận nhìn lại. Dưới băng tuyết trắng xóa ở nơi này mơ hồ có thể thấy được không ít kiến trúc, hơn nữa quy mô thật lớn, thần thức bao phủ qua vẫn không phát hiện điểm cuối cùng, hiển nhiên là di chỉ. Cái này, mấy người đều là sửng sốt. Lý Vân Tiêu nói, Mục Trinh đại nhân, Cao Hàn huynh, các ngươi có tin tức gì không? Hai người đề à lắc đầu không thôi. Viên Cao Hàn nói, ta cũng chỉ tìm được địa đồ cổ năm đó trong điển tịch. Về phần nơi này có người ở thì hoàn toàn không biết. Mục Trinh nói. Hơn nữa nhìn quy mô cũng không nhỏ, nói không chừng đã từng là đại thành uy danh hiển hách đấy. Lý Vân Tiêu nói. Chúng ta quan sát rõ hình dạng thành trì là được, lại nghĩ biện pháp tìm kiếm băng tinh. Viên Cao Hàn cũng nói. Đúng là, đã có thành trì, tự nhiên sẽ có người ở, có lẽ còn có bảo tàng ẩn nấp vô số năm chờ chúng ta đấy. Mấy người nghe xong đều cảm thấy có đạo lý, lập tức cảm thấy nội tâm nóng lên. Năm người bay lên không trung, bắt đầu dò xét địa hình từ các hướng. Lý Vân Tiêu bay nửa ngày, cũng không có thu hoạch gì lớn cả, kết cấu cả thành trì không phức tạp, chỉ là chất liệu xây thành trì khác với hiện tại mà thôi. Ánh mắt của hắn nhìn qua, một đạo hỏa diễm hiện ra trong tay. Hỏa diễm ngưng tụ thành hình phượng hoàng thiêu đốt mặt đất. Từng khối tuyết lớn hóa khí bay đi. Lý Vân Tiêu bay thấp xuống dưới, hắn đạp lên tảng đá dưới chân, hắn nhíu mày nhìn qua những thi hài dưới chân của mình.
ba bộ thi hài nhân loại, còn có một cái là của loài thú. Mất đi băng tuyết đóng băng, tăng thêm hỏa diễm thiêu đốt làm nhiệt độ tăng lên, những thi hài trực tiếp biến hình, bắt đầu mục nát, sau đó co lại thành thây khô. Lý Vân Tiêu cẩn thận đã kiểm tra mỗi thi hài cẩn thận. Cuối cùng đưa ra kết luận, ba người này đã chết trong tay yêu thú, mà yêu thú lại bị kiếm khí cường đại chém giết. Tòa thành trì này xảy ra chuyện gì? Mặc dù có yêu thú cùng nhân tộc tranh đấu, sau khi chấm dứt cũng xử lý thi thể, không đến mức nằm trên đường cái, trừ khi. Trong lòng của hắn nghĩ đến một kết luận, đó là trận chém giết này trực tiếp hủy diệt thành trì vùi trong lịch sử, lúc này mới giữ lại dấu tích chiến đấu cuối cùng. Xíu. Đột nhiên một tiếng xé gió ang lên, xông thẳng lên trời, nó nổ tung trên không trung thành thị. Lý Vân Tiêu biến sắc, phương hướng kia chính là vị trí Viên Cao Hàn, hắn gặp nguy hiểm cho nên phóng tín hiệu ra. Tân ảnh của hắn biến mất tại chỗ. Hắn không ngừng lao nhanh trên không trung, sau đó hóa thành lôi quang bay thẳng qua. Qua nửa chung trà, Lý Vân Tiêu liền xuất hiện trên không trung nhìn xuống phía dưới. Viên Cao Hàn đang ngồi xếp bằng trên đỉnh kiến trúc lớn, quanh thân là kết giới phòng ngự, gian nan chống lại công kích từ bốn phía. Những công kích kia cũng không thật thể, chỉ là linh thể kỳ quái. Yêu hồn. Lý Vân Tiêu nhận ra những linh thể này, chính là thú hồn của yêu thú sau khi chết. Có bốn yêu hồn vây công Viên Cao Hàn, hình thái giống nhau, thực lực cũng không được, nhưng Viên Cao Hàn thể năng cực yếu cho nên không chống được. Viên Cao Hàn cảm giác người tới là Lý Vân Tiêu, đại hỉ nói. Vân Thiếu nhanh cứu ta sắp không ngăn cản được. Lý Vân Tiêu vung tay lên, lập tức bắn xuống bốn đạo hỏa diễm thiêu đốt yêu hồn. Bốn yêu hồn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực, đều là phát ra tiếng kêu bén nhọn thảm thiết, nhanh chóng chui vào mặt băng biến mất không thấy nữa. Hống! Hỏa diễm bay quanh người Viên Cao Hàn, quét qua người hắn một vòng. Viên Cao Hàn đại hỉ bay lên, bay tới bên cạnh Lý Vân Tiêu, vỗ ngực một cái nói. Thiếu chút nữa chết rồi. Lý Vân Tiêu nhìn sắc mặt của hắn tái nhợt, khó hiểu nói. Yêu hồn cũng không cường đại, có lẽ không phải đối thủ của ngươi mới đúng, hơn nữa dùng tinh thần lực mạnh mẽ của ngươi, mặc dù không địch lại cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu mà. Viên Cao Hàn trừng hắn, nói. Ngươi cho rằng tại sao ta ở nơi này? Bắt đầu ta đi vào nơi đây, bốn con yêu thú không biết trốn ở nơi nào, chuyên khắc tinh thần công kích, bọn chúng vây công ta. Ta ngay cả thuấn gì cũng không thể thi triển. Chuyên khắc tinh thần công kích. Lý Vân Tiêu cả kinh, dường như nhớ tới cái gì, trầm ngâm nói. Chẳng lẽ là Minh Yêu nhất tộc trong yêu tộc sao? Viên Cao Hàn cả kinh nói. Ngươi nói thế thì chắc đúng rồi. Hình thái ta từng gặp qua trong sách cổ, Minh Yêu nhất tộc hết sức kỳ lạ, bản thân có tinh thần lực cường đại, hơn nữa chuyên môn thôn phệ tinh thần lực tu luyện, tộc nhân phi thường thưa thớt. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Nhưng mà tại sao có yêu hồn Minh Yêu nhất tộc, hơn nữa xuất hiện bốn con? Viên Cao Hàn chỉ phía dưới, nói. Bên trong còn nhiều hơn nữa, ta gặp gỡ ít nhất 20 yêu hồn, từ bên trong thuấn di ra thì bị bốn con này đuổi theo, không ngừng hấp thu lực lượng của ta, lúc này mới bị khốn ở nơi đây. Lý Vân Tiêu nói. Hẳn trận chiến cuối cùng hủy diệt nơi đây có khả năng là do yêu thú gây nên. Viên Cao Hàn gật đầu nói. Vô cùng có khả năng. Một đường đi tới, người cũng có thể phát hiện không ít thi hài nha. Lý Vân Tiêu nói, mặc dù là đánh một trận với yêu tộc bị hủy thành cũng không kỳ quái, kỳ quái là vì sao sinh ra nhiều yêu hồn. Có hồn phách nhân tộc tồn tại không? Viên Cao Hàn sững sờ một chút sau liền không nhịn được cười lên, nói. Làm sao có thể vẫn còn, nếu có thì hai phe sẽ đánh nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể còn một phương bảo tồn. Lý Vân Tiêu nói. Là đạo lý này, những yêu hồn này có thể tận lực tránh nhiều năm, năm đó phát sinh chuyện gì, hiện tại lại có chuyện gì, chúng ta cần phải nghiên cứu. Chỉ cần không ảnh hưởng lấy băng tinh là được. Sắc mặt Viên Cao Hàn cổ quái nói. Ngươi nếu nghĩ như vậy, sợ là phải thất vọng. Lý Vân Tiêu phản hỏi. Như thế nào? Viên Cao Hàn nói. Ta phát hiện dưới kiến trúc này có băng tinh, ta vui mừng chuẩn bị lấy đi, từ trong băng tinh sinh ra rất nhiều yêu hồn. Những yêu tộc này sau khi chết được băng tinh bảo tồn, sợ rằng cùng nhịp thở với băng tinh và hoàn cảnh, băng tinh thành nơi quy thúc của chúng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, nói. Đây chẳng phải nói lấy băng tinh sẽ gặp yêu hồn. Hơn phân nửa là thế. Giọng nói Mục Trinh truyền đến,
hắn cũng nhìn thấy tín hiệu thì bay tói. Từ trong tay áo cầm ra băng tinh xanh thẩm, hàn ý thấu xương truyền ra chung quanh, nói. Lão phu lấy băng tinh cũng gặp yêu hồn. Quả nhiên là cực bắc băng tinh, hàn ý thật mạnh. Đột nhiên đồng tử Lý Vân Tiêu co lại, hắn vui mừng như điên. Mặc dù biết nơi đây băng tinh rất nhiều, nhưng nhìn thấy cũng rất cao hứng. Quản nó cái gì yêu hồn, nếu như ngăn cản chúng ta lấy băng tinh thì giết đi. Trần Thiến Vũ cùng Tô Liên Y cũng chạy tới, năm người lập tức lẻn vào trong kiến trúc. Kiến trúc này trước kia là cung điện, bên trong cấu tạo thập phần to lớn. Rất nhiều băng tuyết đóng băng phong bế đường đi bốn phía. Lý Vân Tiêu cho hỏa diễm thiêu đốt mở đường. Ngọn lửa thiêu đốt mở rộng đường đi. Tuy nhiên mọi người tiến vào trong thì cảm giác khác lạ, nhưng hình dáng chỉnh thể vẫn thấy rõ qua hỏa diễm chiếu sáng các nơi. Cung điện bị sương trắng bao phủ, mái vòm có khắc phượng hoàng dương cánh, thanh long hấp nước nằm trên thềm đá đi thẳng lên cao. Bốn phía đại điện là đèn thủy tinh, trân châu làm mành, nơi nơi khảm vàng nạm ngọc. Trên mái vòm cung điện có trân châu cực lớn, hỏa diễm chiếu rọi liền sinh ra hào quang rạng rỡ như ban ngày. Đây là hoàng cung sao? Mọi người ngạc nhiên, Viên Cao Hàn càng mở to mắt ra nhìn, lúc trước hắn xuống một lần, có thể cảm ứng được chung quanh rộng lớn, nhưng hắn chưa nghĩ tới nó xa hoa như vậy. Khái niệm quốc trong thiên võ giới cũng không được, một quốc gia và một tông không có khác biệt quá lớn. Hơn nữa thế lực cường đại trong thiên võ giới cũng không có quốc tồn tại. Tây vực chi địa, trấn thủ cổ võ quốc trấn thủ Ngũ Hà Sơn, láng giềng Âm Sơ quốc, còn có giáp giới Bắc vực cùng Đông vực có Đông Hàn quốc, xem như ba đại đế quốc có số má trên thiên võ giới. Nhưng mặc dù ba quốc gia này, trừ cổ võ quốc trấn thủ Ngũ Hà Sơn được thánh vực ủng hộ ra, thực lực hai quốc gia khác như một tòa chủ thành mà thôi, thanh danh không rõ ràng. Mọi người nhìn cảnh vật trước mặt, cũng không phải cách cục tông môn, vừa nhìn đã thấy đây là hoàng cung. Lý Vân Tiêu phục hồi tinh thần lại, mặc dù nơi này năm đó to lớn đại khí, bây giờ cũng đã là lịch sử. Cao Hàn huynh, băng tinh đâu rồi? Viên Cao Hàn hoàn hồn, chỉ vào lối đi bên cạnh, nói. Ta nhớ không lầm thì tiến vào đây sẽ gặp băng tinh, còn có rất nhiều yêu hồn. Lý Vân Tiêu nói. Đừng thổn thức, đi thôi. Hắn đi đầu tiến vào bên trong, thần hỏa chiếu sáng và hòa tan băng cản đường. Cực bắc băng tinh chính là băng phách tinh hoa, bị thần hỏa thiêu đốt thời gian ngắn cũng không biến hóa. Mọi người đi xuống bậc thang bằng bạch ngọc, phù điêu hai bên tạo thành các đồ án, chúng ghi lại đại sự quốc gia, có chinh chiến, có tế tự, có quyết đấu, có tu luyện, còn có các chủng tộc huy hoàng, hiển lộ rõ ràng đây từng là quốc gia cổ. Đi vào 100 mét trên bậc thang, Lý Vân Tiêu dừng lại. Phía trước bị tường băng bao phủ, hỏa diễm thiêu đốt hóa khí. Nhưng mà tường băng không bị nóng chảy. Khối băng tinh lớn như thế. Ánh mắt Lý Vân Tiêu sáng lên, mang theo hưng phấn và vui mừng. Băng tinh này dài hơn 10 trượng, đào ra có giá trị không cách nào đánh giá được. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói. Đừng cao hứng quá sớm, cẩn thận một ít, yêu hồn đuổi theo ta đang ở trong này. Hơn nữa khối băng tinh này còn lớn hơn xa tưởng tượng của ngươi đấy, nó trực tiếp bao phủ không gian bên trong. Viên Cao Hàn lúc trước tiến vào từ khe hở, cũng không có thấy quá rõ ràng. Giờ phút này thần thức xuyên thấu qua bức tường băng tinh, cảm nhận được không gian bên trong bị cả khối băng tinh nhét đầy. Lý Vân Tiêu lúc này mới kịp phản ứng, đưa mắt nhìn qua, nhìn thấy thật rõ ràng. Lúc này bình tĩnh lại. Vì cái gì trong cùng đại điện, hết lần này tới lần khác trong này có băng tinh? Sợ là không đơn giản như vậy, nếu như ta tiên liệu không sai, nơi này trừ băng tinh còn có thứ khác. Mục Trinh phân tích nói. Lý Vân Tiêu nói. Chuyện này còn cần ngươi nói. Bên trong còn có rất nhiều yêu hồn. Mục Trinh phiền muộn nói. Ta cũng thấy nơi này có thiên tài địa bảo hoặc là thứ gì đó sinh ra băng tinh. Viên Cao Hàn nói. Các ngươi một đường tới đây có cẩn thận quan sát phủ điêu hay không? Lý Vân Tiêu nói. Ngươi nói là trạng thái quốc gia nơi này sao? Nơi này tồn tại rất nhiều yêu tộc. Xem ra là một quốc gia nhân yêu hỗn hợp, về sau chẳng biết tại sao nội loạn. Đáng tiếc phù điêu tới quốc vương cuối cùng kế vị thì chấm dứt. Viên Cao Hàn gật đầu nói. Xem ra vấn đề nằm ở chỗ quốc vương nơi này, đáng tiếc trên bích họa có không ít chữ cổ, căn bản không cách nào nhận ra, bằng không có thể tìm thêm tin tức. Trên bức phù điêu cuối cùng có một quốc vương trẻ tuổi đăng cơ, tiếp nhận vạn dân triều bái.
phía sau hắn còn có vương hậu trẻ tuổi xinh đẹp động lòng người, điêu họa trông rất sống động, kỹ pháp trong đó thật đáng suy nghĩ, nhưng có thể cảm nhận được hàn ý trên người vương hậu tỏa ra. Trong vạn dân xa xa có đại lượng yêu tộc vây xem, hoàn toàn là bộ dáng xem náo nhiệt. Xem ra tuy là nhân yêu hỗn hợp, nhưng yêu tộc cũng không có thần phục vương giả quốc gia này. Mục Trinh nói, những văn tự này ta nhận ra, là kiểu chữ thông dụng thời cổ ở Bắc Vực, cũng không có ghi chép tin tức gì nhiều, chỉ đánh dấu tên một ít người mà thôi. Tên của quốc vương là Phong Yếu Ly, tên của vương hậu là Thủy Yên La. Toàn thân Lý Vân Tiêu run lên, hoảng hốt nói. Cái gì, ngươi nói tên của quốc vương và vương hậu là cái gì? Một cảm giác xúc động lan tràn trong nội tâm của hắn, tuy đã xác định nhưng hắn vẫn cảm thấy khó tin. Như thế nào? Đám người Viên Cao Hàn cũng bị bộ dáng của hắn hù sợ. Hai mắt Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào Mục Trinh, vẻ mặt ngưng trọng, nói. Ngươi mới nói tên của bọn họ là gì? Mục Trinh cũng cảm thấy kỳ quái, nói. Từ văn tự mà phiên dịch ra, tên là Phong Yếu Ly và Thủy Yên La. Như thế nào, có vấn đề sao? Vân Thiếu có phải biết cái gì đó? Lý Vân Tiêu ổn định tâm thần, giơ tay lên, kiếm quang lóe lên. Lãnh kiếm băng xương hiện ra trong tay của hắn, hàn quang sáng ngời, kiếm quang thông thấu. Ban đầu ở Đông Vực thành Phong Linh, luật gia muốn chiếm lấy lãnh kiếm băng xương, cũng nói cho hắn biết lai lịch của thanh kiếm. Phong Yếu Ly, Thủy Yên La. Lý Vân Tiêu thì thào tự nói, hắn nhìn qua phù điêu lần nữa, lúc này cảm thấy quỷ dị. Đặc biệt là thần sắc của Thủy Yên La, lạnh giá mà đoan trang, dường như khóe miệng còn có ý cười. Hắn khẽ vuốt thân kiếm, căn cứ vào cách nói của luật gia, nếu đồn đãi không sai, tàn hồn của Thủy Yên La vẫn còn trên thân kiếm của hắn. Không chỉ có Thủy Yên La, ngay cả tàn hồn họa đấu cũng bị phong ấn bên trong. Khó trách hắn nhìn qua Thủy Yên La trong phù điêu thì có cảm giác quái dị, thì ra là gặp trong kiếm ảnh rồi. Hắn lúc này nhớ tới một sự kiện, trong mắt phải có một đạo tàn ảnh, thân thể họa đấu phải chìm nổi trong không gian của hắn. Lúc này ái thê Hải Hoàng Ba Long chỉ đốt đèn thất tinh, trên con thú thạch sùng của nàng có tàn ảnh họa đấu. Bích họa trong thông đạo cũng có nhiều thân ảnh của họa đấu tộc. Vì sao khắp nơi là họa đấu tộc, âm hồn bất tàn a? Chẳng lẽ thời thượng cổ có nhiều họa đấu tộc như vậy sao? Lý Vân Tiêu trầm ngâm một chút, hắn cũng bỏ qua suy nghĩ này, chủng tộc càng cường đại thì số lượng càng thưa thớt, nếu không cân đối của thế giới sẽ bị đánh vỡ. Lý Vân Tiêu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người có biết cái gì sao? Viên Cao Hàn không nhịn được lúc này nhanh chóng hỏi hắn. Lý Vân Tiêu nói, không có gì, chỉ cảm thấy bức họa này rất lạnh, ta nhịn không được muốn rút kiếm nhảy múa. Thỏa thích tư thế tiêu sái oai hùng của ta mà thôi. Lúc này mọi người đã có tâm tư muốn chết. Lý Vân Tiêu cảm nhận được mọi người đang tức giận, hắn lau mồ hôi lạnh, lập tức nói lai lịch lãnh kiếm băng xương cho bọn họ nghe. Nghe được mấy người đều trợn mắt há hốc mồm, lúc này nhìn qua kiếm trong tay của hắn. Viên Cao Hàn nói, ta vẫn cảm thấy kiếm trong tay của ngươi cổ quái, trình độ sắc bén trên đời vô song, lại thông thấu hàn triệt. Trên sách cổ không ghi nửa chữ về nó, thì ra nó xuất xứ từ cực Bắc Tiểu Băng Thiên, mà nơi này lại có tên là Tuyết Quốc. Mục Trinh nói, chuyện này trở nên đơn giản, tất nhiên sau khi loạn họa đấu, cả Tuyết Quốc bị diệt. Vì vậy thành bộ dáng như bây giờ. Lý Vân Tiêu nói, mọi người nhìn kỹ những phù điêu này xem, rốt cuộc có mấy họa đấu. Hắn cũng không nói tới chuyên tàn hồn họa đấu trong người hắn. Mấy cái, ha ha. Lý Vân Tiêu quá khó hiểu yêu tộc. Viên Cao Hàn mỉa mai, khẽ nói. Họa đấu trong yêu tộc danh tiếng khá lớn, mỗi lần xuất hiện đều đứng trên sân khấu lịch sử, cùng một thời kỳ chỉ xuất hiện một con, không có ngoại lệ. Một con. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, ngưng trọng nói. Chỉ có một con, chẳng lẽ nhi tử sinh ra phụ mẫu đã chết? Viên Cao Hàn nói. Mặc dù họa đấu được xưng một tộc, nhưng trên thực tế chỉ có thiên phú truyền thừa là yêu tộc mà thôi, mới có thể xưng là họa đấu, những người khác đều có chiến lực cực thấp, thậm chí không thể yêu hóa. Cũng nói đúng hơn trong cùng thời kỳ của họa đấu chỉ có thể xuất hiện một họa đấu cường đại nhất. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Nói như vậy, cho dù họa đấu dù chết cũng không có phế vật. Viên Cao Hàn gật đầu nói. Đúng vậy, đây là truyền thừa huyết mạch ẩn tính, không biết khi nào sẽ xuất hiện một con, nhưng có thể khẳng định.
trong cùng thời điểm chỉ có một họa đấu mà thôi. Lý Vân Tiêu nói, nếu xuất hiện hai con thì sao? Viên Cao Hàn lắc đầu nói, tuyệt đối không thể nào. Lý Vân Tiêu trầm tư không nói, nếu thương ngủ say hơn mấy vạn năm, xem như xuyên việt thời gian mà đến, nếu yêu tộc hiện tại xuất hiện một họa đấu, như vậy làm sao cho phải? Hoặc nói thương không chết sẽ không có tồn tại thứ hai xuất hiện. Lý Vân Tiêu cảm thấy chút ít quái dị, nhưng chuyện này không quan tâm, muốn ném ra sau đầu. Ta đã được kiếm này, xem như hữu duyên với Tuyết Quốc. Có lẽ đúng là thiên ý chỉ dẫn ta tới dây thu băng tinh, đã như vậy, thiên ý không thể trái, ta không khách khí. Lý Vân Tiêu thè lưỡi ra liếm môi dưới, hai mắt nhìn qua băng tinh đang tỏa sáng. Viên Cao Hàn mắng. Ngươi đúng là lưu manh, thật không rõ vì cái gì ngươi đạt được nhiều thứ tốt như vậy. Không nói, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp móc băng tinh này ra, coi chừng một ít yêu hồn bên trong, tàn hồn họa đấu đang ở trong kiếm của ngươi, những hồn phách tiểu yêu này không đủ gây sợ. Ân, ta thử xem có thể cắt băng tinh ra không. Lý Vân Tiêu giơ lãnh kiếm băng xương đâm vào bên trong, đương một tiếng thanh thúy, mũi kiếm đâm vào bên trong một tấc. Có thể. Tuy lực cản thật lớn nhưng cũng có biện pháp thu, Lý Vân Tiêu cố gắng đâm vào bên trong. Đột nhiên đương một tiếng, trong băng tinh có yêu hồn bay ra, sau đó Nguyệt Đồng nhìn thấy rất nhiều yêu hồn từ vách tường bay tới. Viên Cao Hàn và Mục Trinh cũng phát hiện, cả kinh quát. Coi chừng. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Không sao, một ít cô hồn dã quỷ mà thôi, vừa vặn siêu độ chúng về Tây Thiên. Tay trái của hắn biến hóa ấn quyết, điểm vào thân kiếm. Lập tức từng đạo kiếm vân bắn thẳng ra ngoài. Tốc độ cũng không nhanh, chúng giống như vằn nước nhộn nhạo, lập tức nghiền nát yêu hồn không gặp chút trở ngại nào. Những yêu hồn hoảng sợ lui ra sau, thân thể không ngừng vặn vẹo, hiển nhiên là bị kiếm vân gây thương tích, chúng vẫn cường ngạnh lao thẳng ra ngoài. Chít chít, chít chít. Hơn 10 yêu hồn vây quanh Lý Vân Tiêu thét lên, hơn nữa không ngừng công kích. Còn có thêm hồn phách từ bên trong lao ra ngoài. Giết! Giết! Một tay Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết, trên người có dòng điện sinh ra, không ngừng có ngân quang lóe lên, đám yêu hồn không dám tới gần. Nhưng mà có tồn tại cường đại, một yêu hồn toàn thân màu đỏ bắt đầu hiển thị thân thể của nó ra ngoài, hai trường đánh thẳng về phía trước, đánh vào đỉnh đầu Lý Vân Tiêu. Ấn quyết của Lý Vân Tiêu biến đổi, hóa thành trường pháp, hắn giơ một trường lên bảo vệ đỉnh đầu. Bành! Lòng bàn tay có kim quang bắn ra. Ánh sáng màu đỏ đánh thẳng tới đẩy lui yêu hồn. Vào lúc này khí tức cường đại từ băng tinh sinh ra, ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn xuyên thấu bên trong, sắc mặt ngưng trọng. Băng tinh là nơi an cư của đám yêu hồn, đã bị ngoại lực phá hư, chúng sẽ nhanh chóng lao ra liều mạng với kẻ dám phá nhà chúng. Không biết bao nhiêu vạn năm qua đi, bọn chúng đã mất đi ý thức của mình, chỉ còn lại bản năng bảo vệ băng tinh như nhà của mình mà thôi. Đã chết thì cần gì phải lưu lại thế gian lâu như thế chứ? Lý Vân Tiêu múa kiếm quyết, một đám ánh sáng xanh từ trong thân kiếm bắn thẳng ra ngoài. Sau đó lãnh kiếm băng xương cắm vào trong lòng đất, một tay bấm niệm pháp quyết thủ hộ trước người, một đoạn văn tự tối tăm sinh ra. Trong kiếm hải có kim quang chiếu sáng các nơi, hóa thành quyển sách đại diễn thần quyết, hào quang bất định. Trong mắt những người đứng xa như lồi ra. Viên Cao Hàn cảm giác có ai đó bóp cổ mình, thét to. Ma Ha cổ tự, kinh văn Ma Hô cổ tự nguyên vẹn. Tâm thần Mục Trinh đại chấn, hắn tự nhiên cũng nhận ra Ma Ha cổ tự, hơn nữa quyển sách này xuất thế chắc chắn sẽ chấn động thiên hạ. Từ khi đại diễn thần quyết xuất hiện, một đạo hồn lực chấn động không chung. Tất cả yêu hồn an tĩnh lại, khí tức cuồng bạo bị trừ khử, ngay cả yêu hồn màu đỏ bị đẩy lùi cũng an tĩnh, giống như đang lắng nghe. Viên Cao Hàn nuốt nước bọt, gian nan nói. Hắn đang dẫn độ những yêu hồn này. Mục Trinh cả kinh nói. Dẫn độ yêu hồn, cái này, điều này sao có thể? Viên Cao Hàn nói. Hồn phách chính là do năng lượng thuần túy và ý chí tạo thành. Những yêu hồn này tồn tại thời gian đã lâu nên ý chí không còn nhiều lắm, chỉ còn bản năng và năng lượng thể. Mà Lý Vân Tiêu có Ma Ha cổ tự. Sắc mặt của hắn trắng bệch, cắn răng nói. Hẳn là thần thông hồn luyện, đáng chết a, vậy mà người mang chí bảo như thế lại giấu giếm ta. Hai mắt của hắn nhìn qua như sói đói, không ngừng nuốt nước miếng. Đám người Mục Trinh cũng triệt để ngơ ngẩn, bọn họ tuy không hiểu nhiều, nhưng mà cũng biết thứ này lợi hại và vô cùng chân quý.
Hiện tại thân thể yêu hồn màu đỏ run lên, dường như có phần mê hoang, đang lơ lửng trên không trung. Lúc này có bốn yêu hồn cường đại hiện ra, cũng lẳng lặng đứng đấy, cảm nhận lực lượng độ hóa. Lý Vân Tiêu bắt đầu đầy mồ hôi lạnh, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, sắc mặt của hắn tái nhợt như giấy, đây là một đám bảo thủ không chịu quy thiên. Nửa chén trà nhỏ sau, yêu hồn màu đỏ bắt đầu bình thản, hóa thành một đám năng lượng thuần túy tiêu tán đi. Ta duy trì không được. Đột nhiên Lý Vân Tiêu quát to một tiếng, phù văn đầy trời nhanh chóng rút vào trong cơ thể. Ánh mắt bốn con yêu hồn đang yên lặng bắt đầu biến thành hung tàn. Đám người Viên Cao Hàn nhìn qua, nghe hắn đột nhiên kêu to như thế cũng chạy tới bên cạnh, mắng. Không có bổn sự thì đứng có trang bức. Lý Vân Tiêu vội vàng nói. Đừng chạy a, đánh đi. Bốn người lúc này phục hồi tinh thần lại, lập tức dừng thân, cảnh giác nhìn qua bốn yêu hồn. Mục Trinh phi thân lên, hắn phóng thẳng tới một yêu hồn. Vừa vặn bốn con, mỗi người một con. Trần Thiến Vũ cùng Tô Liên Y không nói hai lời, lập tức tiến lên. Còn hai con đã phi thẳng tới Lý Vân Tiêu cùng Viên Cao Hàn. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch, hắn chẳng muốn động, triệu hồi ác linh ra chiến đấu. Đột nhiên Viên Cao Hàn ồ một, nói. Dĩ nhiên là đồng loại. Lý Vân Tiêu cũng mới phát hiện, từ ngoại hình thì yêu hồn và ác linh như nhau, đều là số tộc. Ác linh và yêu hồn sững sờ, đặc biệt là yêu hồn, nó kinh ngạc không biết làm sao. Oa oa, lại dám giống bổn đại gia, chết đi. Ác linh vung búa chém tới. Dù hồn nhanh chóng tránh đi, dường như còn giữ đặc tính bất tử của số tộc, bổ ra làm hai liền hợp lại, lao thẳng vào ác linh. Lý Vân Tiêu ăn một ít đan dược, khôi phục chút ít nguyên khí, lúc này hắn nhìn qua băng tinh, không gian bên trong có dị thường, không cách nào nhìn rõ được. Viên Cao Hàn nói, đám băng tinh này cực kỳ cứng rắn, khó trách là tài liệu không thể thiếu khi luyện chế thần luyện thiết. Dựa vào thanh kiếm của ngươi nạy ra, sợ rằng muốn dọn sạch là không có khả năng, cứ sử dụng kiếm trảm tinh thần bổ ra làm hai là được. Lý Vân Tiêu nói, bởi như vậy, đồ vật bên trong sẽ bị hủy. Viên Cao Hàn nói, tận lực bổ lệch một ít, mục đích của chúng ta chỉ là băng tinh, đồ vật bên trong có thì tốt, không có cũng chẳng sao, ta hy vọng tranh thủ thời gian lấy băng tinh sau đó rời khỏi đây, đi luyện chế thần luyện thiết. Lý Vân Tiêu cũng biết rõ cái gì nên làm trước, nói. Tốt, nếu ngươi nói thế thì chém đi. Hắn nâng lãnh kiếm băng xương lên, vô số phù văn bay múa trong thông đạo. Lúc này bốn người ở gần đó cảm nhận được kiếm ý kinh người tỏa ra, trong nội tâm thất kinh. Tất cả lực lượng thời không ngừng bao phủ các nơi, dường như bất động, cả thiên địa hoàn toàn thu vào trong kiếm này. Hàn quang của kiếm như nước chảy. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, thời điểm xoát kiếm, dường như bóng dáng Thủy Yên La Hiển hiện ra. Nhưng loại cảm giác này lập tức bị bài xích mất, toàn tâm hội tụ ý thức vào một kiếm này. Kiếm trảm tinh thần. Bốn chữ này hắn nói ra, kiếm lực mênh mông không ngừng hội tụ vào trong, nó hội tụ cả không gian, đầu tiên bị trùng kích là thông đạo, âm thanh ầm ầm không ngừng xốc lên, mặt đất bắt đầu nứt vỡ với kiếm thế này. Ầm ầm. Trong cung điện có vô số kiến trúc hóa thành cho bụi, kiếm lực khủng bố chém thẳng vào băng tinh, không hề trở ngại nó nghiền áp qua. Ầm ầm. Tất cả băng tinh phía trước không ngừng nổ tung, hóa thành vô số khối nổ tứ tung. Một kiếm này của Lý Vân Tiêu chém đứt cả cung điện, tất cả mọi người bạo lộ trong bầu trời, đây là khe hở bao phủ cả vùng đất, nó giống như vết rạn trên mặt kính. Tất cả mọi người bị một kiếm này làm rung động, yêu hồn cũng đình chỉ công kích, quay đầu nhìn qua. Trong băng tinh này xuất hiện một gian mật thất, tuy bị bổ ra một nửa, nhưng Lý Vân Tiêu ra tay cũng có chừng mực, bằng vào cảm ứng chém vào bên hông. Lúc này lộ ra cảnh tượng làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Trên mặt đất có đồ án đại nhân, một nữ tử ngàn mắt ngồi ngay ngắn trên hoa sen đã bị Lý Vân Tiêu chém tới một nửa. Trên đồ án có một thân thể to lớn đang ngồi, đó là họa đấu có hai sừng vàng và bạc, lân giáp bao phủ toàn thân. Thân thể lơ lửng giữa không trung, không hủ không nát, giống như đang ngủ say thật lâu. Bốn yêu hồn kính sợ nhanh chóng bay trở về, vòng quanh thân thể họa đấu kia, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mục Trinh cả kinh nói. Cái này, thứ này chết sao? Sắc mặt Lý Vân Tiêu lập tức khó coi, không biết là tiêu hao quá lớn hay là do cái gì, nói. Nhanh chóng thu thập băng tinh đi,
sau cây ếch thu thập xong, chuyện nơi này chúng ta mặc kệ. Kiếm trong tay của hắn kêu long cong không dứt, càng ngày càng kêu bén nhọn, từng đạo kiếm vân không bị khống chế bay ra ngoài. Viên Cao Hàn cả kinh nói. Lý Vân Tiêu, như thế nào? Tay của Lý Vân Tiêu run rẩy kịch liệt, không ngờ cầm kiếm bất ổn, lãnh xương kiếm rời tay. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Sợ là phiền toái. Hắn nâng trưởng lên, vô số kim quang di động vào trong lòng bàn tay và đập xuống. Lãnh xương kiếm vẽ một đường trên không trung, kiếm vân sinh ra không dứt, sau đó hào quang ngưng tụ thành giới, sau đó bao phủ chung quanh. Ầm ầm, trưởng lực khôn cùng đánh xuống, đánh thẳng vào họa đấu, trưởng này bị kiếm giới ngăn cản bên ngoài, khó làm thương tổn mảy may. Trần Thiến Vũ giật mình nói. Đã xảy ra chuyện gì? Kiếm này tự hành bảo hộ họa đấu. Năm đó không phải nó đánh chết hắn sao? Viên Cao Hàn trầm giọng nói. Đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, chân thật như thế nào không ai biết cả. Hiện tại phiền toái nhất chính là thứ này còn sống hay không. Mọi người ở đây lo lắng thì giọng nói nữ tử như chuông bạc vang lên, tiếng nói đứt quãng không dứt. Sơ cửu, bỏ linh quy, 63, Phật di, trên 6, nhu thủ ngũ. Giọng nói nữ nhân tối nghĩa khó hiểu, tất cả mọi người nghe xong không hiểu cái gì cả. Sơ tam, thiên trắc, 62, hoàng cách. Thời điểm này giọng nói vang lên không dứt, đột nhiên trong lãnh kiếm băng xương có một hư ảnh nữ tử hiện ra, lăng không ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Đột nhiên Lý Vân Tiêu ngất lịm, nói. Cái này, đây là. Mục Trinh cũng cả kinh, hắn và Lý Vân Tiêu đã nhìn thấy có người thi triển thần thông như vậy tại Lưỡng Giới Sơn. Đoan Mộc Thương. Thiên nhãn thiên thủ chính là thần thông độc nhất vô nhị của Đoan Mộc Thương. Lý Vân Tiêu nói. Dị tượng thần thông này kỳ lạ như thế, tuyệt đối không tầm thường, Đoan Mộc Thương hẳn là truyền thừa nhất mạch của Thủy Yên La. Hư ảnh Thủy Yên La hoảng hốt bất định, trong miệng nói ấn quyết ra, pháp tướng ngàn tay cầm pháp bảo sáng lên, nó giống như nhật nguyệt chiếu sáng người họa đấu. Một hồn quang bắn thẳng vào trong người của họa đấu. Lý Vân Tiêu nhìn thấy hồn quang kia là cái gì, đó là tàn hồn của họa đấu, cả kinh nói. Không tốt, thật phục sinh. Sắc mặt Viên Cao Hàn cũng khó nhìn, nói. Làm sao bây giờ, đi hay là ra tay? Ánh mắt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh giọng nói. Tự nhiên là ra tay, kiếm của bản thiếu gia không thể mất. Viên Cao Hàn giật mình nói. Kiếm này nói không chừng là của họa đấu, ít nhất cũng là của Thủy Yên La, liên quan gì tới ngươi, là ngươi cướp của người ta đấy. Lý Vân Tiêu khẽ nói. Nhiều năm trước là của bọn họ, thời đại này là của ta. Bây giờ cũng không phải là năm đó, thời đại của bọn họ đã qua rồi. Hắn giơ tay lên, đầu xuất thiên phong chậm rãi bay ra, nó nện thẳng vào họa đấu. Long cong, thân kiếm dồn dập nhộn nhạo phát ra tiếng kiếm minh chói tai. Kiếm giới không ngừng tản ra, hóa ra hào quang màu xanh vô cùng ngưng thực. Oanh, đầu xuất thiên phong đánh vào kết giới, lãnh kiếm băng xương run lên kịch liệt, hư ảnh Thủy Yên La lắc lư như nước, dùy như sắp biến mất. Ầm ầm, kiếm giới trong nháy mắt biến mất, nó nổ tung, bóng dáng Thủy Yên La cánh tán loạn. Lực lượng kết giới hóa thành kiếm cương khôn cùng, chém thẳng ra bên ngoài. Năm người đều cả kinh, vội vàng bay ngược né tránh, không dám ngăn cản kiếm cương kia. Sau khi ngàn vạn kiếm vũ chém xuống, mọi người đưa mắt nhìn qua, mật thất nổ tan tành, thân thể họa đấu cũng không thấy, chỉ còn lãnh kiếm băng xương cắm vào mặt đất, lộ ra bộ dáng cô tịch. Trong trẻo nhưng lạnh lùng, bướng bỉnh. Quả nhiên là có thứ đáng sợ ở đây mà. Lý Vân Tiêu xanh mặt, nói. Tranh thủ thời gian thu thập băng tinh rời đi. Họa đấu hơn phân nửa sẽ phục sinh, thời điểm tuyết quốc năm đó còn tồn tại chắc chắn có cường giả thần cảnh, nhưng mà khi đó còn không thể chống lại được, hắn bây giờ cũng không làm nên chuyện gì. Bốn người vội vàng thu thập mảnh vỡ băng tinh bốn phía, Lý Vân Tiêu tiến lên phía trước cầm thanh kiếm. Long cong. Trên thân kiếm tỏa ra kiếm cương khôn cùng, hóa thành kết giới ngăn cản tay của hắn, dường như không muốn thuận theo rời đi. Mà mẹ nó, thời điểm mấu chốt ngươi lại phản bội thiếu gia. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra hàn mang, không phục đánh ra một chảo, năm ngón tay hóa thành màu vàng tiến vào trong kiếm cương. Thân kiếm rung động kịch liệt, lãnh ý và khí tức cuồng bạo truyền ra, không ngừng chống lại lực lượng của hắn. Wow, đừng làm rộn! Người nhớ thời gian chúng ta khoái hoạt với nhau không?
Lý Vân Tiêu không ngừng khuyên bảo lãnh kiếm băng xương, năm ngón tay nắm chặt, xuyên thấu qua kiếm cương kết giới va chạm với chuôi kiếm. Đột nhiên một đạo khí kình xuyên qua chuôi kiếm bắn ra ngoài, đánh bay tay hắn, toàn thân hắn bị đánh bay như bị điện giật. Trong lòng của hắn cả kinh, đưa mắt nhìn qua, thân kiếm bắt đầu biến hóa, nó trở nên trắng như tuyết và hàn ý tỏa ra, ai nhìn cũng cảm thấy trái tim mát lạnh. Bản thiếu gia cũng không tin. Trong lòng Lý Vân Tiêu sinh ra cảm giác không phục và quật cường, hắn xông lên lần nữa. Đột nhiên một đạo yêu lực rất mạnh bộc phát, cả không gian bị áp sinh ra vết nhăn. Thân thể của hắn ngừng lại, hắn cảm thấy hoảng hốt dưới uy áp này, trên thân thể xuất hiện gợn sóng không gian, áp thẳng từ trên xuống dưới. Khí tức vô cùng nguy hiểm sinh ra trong nội tâm của hắn. Hắn thầm hô không tốt, vận chuyển phách thiên luyện thể quyết toàn thân, cơ bắp xương cốt toàn thân căng lên. Hắn dùng lực chấn vỡ khí tràng chung quanh. Sau đó ánh mắt của hắn co rút lại, tinh thần lực không ngừng tăng lên đỉnh phong. Ầm ầm, một dòng lực lượng cương mãnh mạnh mẽ đánh thẳng xuống, trực tiếp đánh ra một hố to trên mặt đất. Trường ấn xuất hiện trên vũng hố rộng chừng nửa mẫu, sâu không thấy đáy. Lý Vân Tiêu xuất hiện trước hố, trước mặt hắn là lãnh kiếm băng xương. Đột nhiên một bóng đen xuất hiện, yêu lực bành trướng tứ tán các nơi, chấn nhiếp nhân tâm. Năm người khác chạy như bay, lập tức đứng bên cạnh người Lý Vân Tiêu, hoảng sợ nhìn qua quái vật khổng lồ trước mặt, họa đấu chân thân. Ác linh cả kinh kêu lên. Oa oa, đây là yêu quái gì, yêu khí trên người nó còn mạnh hơn ta nha. Vân Thiếu, giúp ta lấy thân thể này nhé. Trên mặt Lý Vân Tiêu đầy hắc tuyến, lạnh lùng nói. Tốt, người đi lên chém giết hắn đi. Ác linh kinh dị bất định, nói. Ngươi nói thật chứ sẽ không gạt ta sao? Lý Vân Tiêu híp mắt, bộ dáng thành kính, liên tục gật đầu nói. Đương nhiên là thật, trước tiên đi lên chém nó đi, như vậy ngươi có thể đoạt xá nó đấy. Ngươi xung phong, chúng ta yểm hộ ngươi. Ác linh bộ dáng không tin, nói. Tại sao là ta xung phong, các ngươi không xung phong? Không bằng thay đổi, ta yểm hộ các ngươi. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ. Đồ ngu xuẩn này xem ra còn không ngu xuẩn tới mức quên mình có thực lực gì. Hắn hử lạnh nói. Lại không phải chúng ta ngấp nghé thân thể này, người muốn hay không muốn. Ác linh sững sờ, vội nói. Đừng đừng, ta xung phong, ta xung phong. Tuy trong nội tâm của nó có phần sợ hãi, nhưng thân thể này có khí tức cường đại làm tim nó đập nhanh không dứt. Tham lam sinh ra trong lòng, nhìn qua họa đấu chân thân liền chảy nước miếng ròng ròng, nó quyết định chắc chắn. Kiên nghị nói. Tốt, ta sẽ lên, các ngươi yểm hộ cho ta. Đám người Lý Vân Tiêu cũng làm ra dáng vẻ yên tâm. Ác linh hét lớn một tiếng, khí tức trên người tăng lên tới cực điểm, nó xông lên cầm búa chém thẳng vào đầu lâu họa đấu. Đi chết đi, giao thân thể của ngươi cho ra ra. Ầm ầm, cây búa nện thẳng vào đầu họa đấu, ánh sáng chói lọi tỏa ra bốn phía. Họa đấu lúc này hai mắt nhắm nghiền. Một búa này bổ thẳng vào đầu của nó thì nó mới chậm rãi mở mắt ra, hai mắt màu vàng và bạc hai màu, hai sừng của nó không tầm thường, tỏa ra hào quang làm lòng người run động, bức thẳng nhân tâm. Lý Vân Tiêu mấy người hít khí lạnh, thầm nghĩ không tốt, lúc này xoay người muốn lui lại. Ác linh kinh hãi nói. Làm sao có thể, ngạnh kháng một búa của ta mà không có chuyện gì. Lưỡi búa khảm vào đầu lâu nửa tấc, có máu bảy màu chảy xuống. Hiển nhiên nó chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Hai mắt họa đấu có hào quang vàng và bạc lóe lên, giơ tay ra sau lưng muốn cầm lãnh kiếm băng xương. Thân kiếm cắm trên mặt đất không ngừng kêu vang. Đột nhiên ngón tay của hắn khép lại, lúc này điểm vào thân kiếm, lập tức một đạo hào quang từ thân kiếm bắn ra ngoài, chém thẳng vào ác linh. Hoa hoa, yểm hộ ta. Ác linh cảm nhận được nguy hiểm, quát to một tiếng, vội vàng thu búa bỏ chạy ra phía sau. Hắn đưa mắt nhìn qua thì thấy đám người Lý Vân Tiêu đã lui ra xa hơn ngàn trượng. Ngươi, các ngươi, xùy, kiếm quang nhanh chóng chém lên người ác linh, chém hắn thành hai đoạn, rơi từ không trung xuống đất. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Thảo, đúng là quá hung tàn, thân thể đại yêu không thể ngăn cản một đạo kiếm quyết. Mấy người cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, toàn thân rét run, nghĩ tới nếu một kiếm kia chém lên người của mình. Ọt ọt. Viên Cao Hàn nuốt nước bọt, nói. Ngươi lừa gạt đồ ngu kia đi thử kiếm, dụng tâm cũng quá độc ác. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua hắn, nói.
ngươi lương thiện như vậy, vậy ngươi lên a, thỉnh Viên Cao Hàn đại nhân đi thử thực lực của họa đấu đi. Viên Cao Hàn lập tức câm miệng không nói lời nào. Mục Trinh nói, đại yêu chỉ lo chạy trốn, lúc này mới bị một kiếm chặt đứt. Nếu hắn có ý chí chiến đấu thì không thảm tới mức này. Hai nửa thân thể ác linh rơi xuống mặt đất, đột nhiên run rẩy diễn sinh ra vô số huyết nhục, hóa thành hai ác linh, trực tiếp đứng lên bay thẳng về phía Lý Vân Tiêu. À! Đám người Viên Cao Hàn lúc này ngây ngốc, trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có Lý Vân Tiêu biết rõ hắn là thớ thể yêu tộc có thiên phú bất tử. Hoa hoa, thật đáng sợ! Hù chết bản bảo bảo! Hai ác linh chạy như điên trở về, sắc mặt hoảng sợ. Đám người Viên Cao Hàn. Nhìn qua bộ dáng hai ác linh, trong đó một con ôm búa thì nội tâm mọi người sụp đổ. Ngay cả họa đấu cũng nhíu mày suy tư. Bốn du hồn bay quanh người họa đấu không dứt, không ngừng gào thét. Yêu tộc bát bộ chúng. Họa đấu nhìn qua bốn du hồn, rốt cục chậm rãi nói ra năm chữ. Đám người Lý Vân Tiêu lập tức ngất lịm, cảnh giác nhìn chằm chằm vào họa đấu. Thần thái của đối phương giống như ngủ say vô số năm tháng, lúc này từ trong buồn ngủ tỉnh táo lại. Lúc này vết thương đã kết vẩy, bộ dáng thanh tỉnh. Bốn du hồn không ngừng run lên, dường như có chút giãy giụa, càng kêu to hơn. Họa đấu vươn tay ra, năm ngón tay mở ra. Từng đạo ánh sáng màu xanh ra trời không ngừng xuất hiện, không gian chung quanh kết băng, không ngừng đông cứng lại. Thân thể họa đấu có hơn phân nửa chìm vào trong băng tinh, trong lỗ mũi phun khói trắng, trong mắt khôi phục thần thái thanh tỉnh. Yêu tộc bát bộ chúng, rõ ràng còn lưu lại tàn hồn. Đúng là ý chí tuyệt cường. Họa đấu mở miệng nói ra, giống như hồi tưởng cái gì đó, lẩm bẩm. Đáng tiếc a, vương các ngươi thủ hộ đã chết, tàn hồn còn sót lại chỉ là nô lệ của ta mà thôi. Bành! Những băng tinh kia nổ tung, bốn yêu hồn tan rã, hóa thành băng tinh tiêu tán trong thiên địa. Đám người Lý Vân Tiêu kinh hãi, câu vừa rồi bao hàm quá nhiều tin tức, họa đấu trước mặt lại không phải họa đấu. Long cong! Năm ngón tay họa đấu đánh ra một chảo, lãnh kiếm băng xương thoáng bay vào trong tay của hắn, kêu lên đầy vui mừng. Trong mắt họa đấu mang theo bi ai, đau lòng nói. Yên La, ái thê của ta nhất định giúp ngươi sống lại. Tâm niệm Lý Vân Tiêu thay đổi thật nhanh, kinh hãi nói. Phong Yếu Ly, ngươi là quốc quân Tuyết Quốc Phong Yếu Ly. Họa đấu ngẩng đầu lên, hai mắt của hắn sinh ra hào quang như điện. Một đạo thần thức cường đại tập trung vào Lý Vân Tiêu, nói. Ngươi là ai? Làm sao nhận ra bổn quân? Nội tâm của năm người chấn động mãnh liệt. Rốt cuộc Lý Vân Tiêu biết vì cái gì lãnh kiếm băng xương không muốn đi theo hắn, thì ra chủ nhân chính thức của nó đang ở đây. Phong Yếu Ly nói. Bổn quân hiểu rồi, các ngươi là kẻ xông vào đây thời đại này. Thay ta mang tàn hồn họa đấu và Thủy Yên La trở về đây. Lại nói tiếp bổn quân còn phải cảm tạ các ngươi mới đúng. Lý Vân Tiêu vội hỏi. Tiện tay mà thôi, không cần khách khí. Nếu quả thật muốn cảm tạ, không bằng giao kiếm trong tay ngươi cho ta đi. A, ngươi muốn nó. Phong Yếu Ly giơ kiếm lên, thâm tình nhìn qua nó, nói. Không thể được, kiếm này có ý nghĩa trọng đại với ta. Nếu ngươi thật sự ưa thích, ngươi đi theo bổn quân, tùy tùng ta chinh chiến thiên hạ. Hào khí vượt mây sinh ra trên người của hắn. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói. Nếu các hạ không muốn dứt bỏ, vậy thì thôi, nhớ rõ thiếu nợ ta một nhân tình là được. Ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có chuyện rất trọng yếu cần làm, như vậy từ biệt, chúng ta sẽ gặp lại sau. Ánh mắt hắn đảo qua, những người còn lại hiểu ý, nhanh chóng chạy theo hắn. Chạy đâu? Phong Yếu Ly quát một tiếng, kiếm trong tay chém xuống. Lập tức thiên băng địa liệt. Vô số băng tinh thoát ra khỏi mặt đất, chúng như che già măng mọc bao phủ các lối đi. Năm người bị ngăn cản, những băng tinh kia vô cùng lạnh lẽo, hàn khí xuyên thẳng vào cốt tủy, nội tâm lạnh buốt. Lý Vân Tiêu nói, các hạ vừa mới thức tỉnh, sợ rằng còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, cũng không cần lưu chúng ta lại uống trà. Ác Linh cũng nói, đúng vậy, trà không dễ uống, thật đắng. Thân thể của nó đã dung hợp trở về nhất thể. Phong Yếu Ly nói, tuyết trà của Tuyết Quốc ta nhiều năm không uống, thật là hoài niệm đấy. Sắc mặt của hắn vào lúc này biến thành cuồng ngạo. Viên Cao Hàn nhìn qua Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lắc đầu, hắn hiểu được ý của đối phương, là tranh thủ thời gian bảo Diệp Phàm vận dụng nạc á chi chu,
nhưng giờ phút này Diệp Phàm đang bế quan, không phải đến vạn bất đắc dĩ thì không nên quấy rầy hắn. Viên Cao Hàn thở dài. Xem ra trà này không uống không được. Phong Yếu Ly nói. Bổn quân có thể cảm nhận được, trong người của ngươi còn tàn hồn họa đấu, giao nó cho ta, thành tựu thân thể vô thượng của ta. Lý Vân Tiêu cả kinh, mắt phải co rút lại, nói. Ngươi đã chiếm cứ thân thể họa đấu, còn cần tàn hồn làm gì? Phong Yếu Ly nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao, thân thể họa đấu này bổn quân không thể khống chế được, phải lợi dụng hồn phách bổn nguyên của nó mới vận dụng được. Năm đó hồn phách bổn nguyên của họa đấu bị đánh thành ba phần, một phần trong tay của ta, một phần bị phong ấn trong lãnh kiếm băng xương, còn có một phần bị người nọ mang đi. Hiện tại trong cơ thể ngươi đã có tàn hồn thứ ba, hẳn là truyền nhân của người nọ a. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Người nọ là ai? Phong Yếu Ly nhướng mày, nói. A, à, như thế nào, ngươi cũng không biết, tàn hồn trong người của ngươi có từ đâu? Nội tâm Lý Vân Tiêu có suy nghĩ. Lúc ấy lúc người luật gia giảng câu chuyện Tuyết Quốc với hắn còn có một nhân vật mấu chốt, đó là tồn tại nhìn thấu tương lai, là người chế tạo ra lãnh kiếm băng xương chân chính. Phong Yếu Ly thấy hắn không nói, lại nói. Ngươi không phải truyền nhân của người nọ thì không cần nghĩ nữa. Quỹ tích vận mệnh đúng như năm đó suy đoán, thiên mệnh trở lại Tuyết Quốc, bổn quân lần nữa tái nhập đại địa, thiên hạ không người có thể ngăn cản. Mà vận mệnh lựa chọn đang ở dưới chân các ngươi, thuận ta người. Đi theo ta quân lâm thiên hạ. Người nghịch ta, dùng máu của kẻ đó tế kiếm trong tay ta. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Người ngủ lâu, đầu óc bị rối loạn rồi sao? Phong Yếu Ly giận dữ, lạnh lùng nói. Nói như vậy các ngươi muốn dùng máu của mình tế kiếm của ta rồi. Lãnh kiếm băng xương kéo một đạo quỹ tích trên không trung. Ầm ầm, kiếm này chém vỡ băng tinh bên dưới người hắn, kiếm lực minh mông quét ngang thiên địa. Giống như chém vỡ cả Tuyết Quốc. Thật mạnh. Mấy người này giật mình, tên này năm đó tuyệt đối là thần cảnh không thể nghi ngờ. Nhưng mà hiện tại vừa thức tỉnh, hơn nữa thiên địa biến đổi lớn, cho nên không thể phát huy ra lực lượng thần cấp. Ân, thiên địa này. Sắc mặt Phong Yếu Ly đại biến, tức giận. Các ngươi đã làm gì trong Tuyết Quốc? Một kiếm này chém xuống đánh vỡ không gian, dưới kiếm lực này năm người nhỏ bé như con kiến. Ầm ầm. Cả đại địa nhấc lên, vô số băng tinh bắn ra chung quanh. Sắc mặt Phong Yếu Ly kinh hãi, cả kinh nói. Trong thiên địa này lại không có quy tắc thập phương, Tuyết Quốc hiện tại đang ở nơi nào? Đám người Lý Vân Tiêu càng kinh hãi, không có quy tắc thập phương đã có kiếm lực mạnh như vậy, dựa âm ảnh hưởng còn chấn động khí huyết của bọn họ. Đã không theo bổn quân, vậy đi chết đi. Phong Yếu Ly nhảy lên, cũng không có cầm kiếm chém loạn nữa, mà là nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Chém xuống một kiếm. Bởi vì trên người Lý Vân Tiêu trên có tàn hồn họa đấu thứ ba mà hắn cầm. Nguy hiểm tử vong bao phủ tâm thần của hắn, dùng trạng thái của hắn tiếp một kiếm này, mặc dù không chế cũng mất nửa cái mạng chỉ có thể triệu hoán Sa Vưu đi ra nghênh chiến. Ách, lực lượng thật cường đại, đây là thần cảnh sao? Sắc mặt Sa Vưu ngưng trọng, một tay bấm niệm pháp quyết, tu di vô ngã đột nhiên chém ra, bầu trời cô tịch, không còn gì tồn tại.